hai người cũng thật lâu không có dạng này đơn độc ngồi cùng một chỗ uống rượu, nói thoải mái, bất chi bất giác hai cân rượu thấy đáy, Lục Kỳ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, dự định ra ngoài mua. Nhưng lúc này lão bà Vu Lị gọi điện thoại tới, nữ nhân vừa mang thai tính tình có chút cải biến, Vu Lị gần nhất liền đặc biệt dính người. Hứa Thuần Lương để hắn mau về nhà, tránh khỏi gây Vu Lị sinh khí. Lục Kỳ đi tính tiền, mới biết được Hứa Thuần Lương thừa dịp đi toilet thời điểm đem chứng cho kết qua. Lục Kỳ nghĩ đem tiền trả lại cho Hứa Thuần Lương, bị Hứa Thuần Lương cho đẩy đi ra, kêu xe taxi đem hắn nhét vào trong xe, để lái xe tướng Lục Kỳ an toàn đưa đạt. Hứa Thuần Lương rời nhà không bao xa, đi hai bước liền đến, còn chưa đi đến cửa nhà, Hoa Trục Nguyệt điện thoại đã đến, hỏi hắn ăn xong chưa, đêm nay Trương Hằng Dương cũng tham gia tiệc tối, bọn hắn bên kia cũng kết thúc, nàng cùng Trương Hằng Dương chuẩn bị đi Vạn Hào rượu hành lang lại uống điểm. Hoa Trục Nguyệt đi vào Đông Châu là ở chỗ này mua gian phòng, chỉ bất quá không dùng, tối hôm qua tại Hứa Thuần Lương trong nhà ngủ. Hoa Trục Nguyệt vốn muốn cho trợ lý đi đón hắn, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, dù sao không bao xa, mình đi qua là được. Hứa Thuần Lương đi vào Vạn Hào hành chính rượu hành lang, Hoa Trục Nguyệt cùng Trương Hằng Dương đã tại kia chờ ở trong, hai người đàm đến không tệ. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, Trương Hằng Dương tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy, Hứa chủ nhiệm, người đêm nay tại sao không đi a? Hoa Trục Nguyệt nói, không nể mặt ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ai mặt mũi không cho, Hoa Tổng mặt mũi ta cũng không dám không cho, ta có khác nghiệp vụ. Ngồi xuống về sau, bưng chén rượu lên ba người đụng phải một cái. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cùng Trương Tổng đã quyết định hợp tác. Trương Hằng Dương nói, nhận được Hoa Tổng cất nhắc, ta nhất định hết sức nỗ lực. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ai còn cùng tiền không qua được a, hắn nâng chén nói, vậy liền chúc mừng hai vị, cầu chúc hai vị hợp tác thành công, đại triển hoành đồ. Trương Hằng Dương nâng cốc chén buông xuống, nói đến chính sự, Đại Hằng hiện tại tình huống nội bộ phi thường hỗn loạn, ta đoán chừng bạo lôi ngay tại gần nhất, loại thời điểm này chúng ta cùng bọn hắn đàm, hẳn là có thể cầm tới một cái tương đối thấp giá cả, nhưng là Đại Hằng nhất vấn đề mấu chốt là bọn hắn vi phạm với đối Đông Châu phương diện hứa hẹn, nếu như Đông Châu cấp lãnh đạo ra mặt vấn trách, chúng ta liền có thể sắp thành bản làm được thấp nhất. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Trương Hằng Dương không cần nói đi xuống hắn đều hiểu. Ba người bọn họ ngoại trừ hắn cùng Uông Kiến Minh quen thuộc, tốt nhất là từ hắn ra mặt. Trương Hằng Dương xuất ra một văn kiện túi đưa cho Hứa Thuần Lương, cái này bên trong chứa Đại Hằng nội bộ vật liệu, cũng chỉ có Trương Hằng Dương mới có con đường cầm tới. Trương Hằng Dương rời đi Đại Hằng được cho tương đối kịp thời, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối cái này ông chủ cũ không có phàn nàn chi tâm, lúc trước tập đoàn đáp ứng hắn thủ lao cũng không thực hiện, trên thương trường vì lợi ích không quan trọng cắm đao. Huống chi Đại Hằng có lỗi với hắn trước đây. Trương Hằng Dương đem văn kiện giao cho Hứa Thuần Lương về sau không bao lâu liền cáo từ rời đi, hắn là cái rất có ánh mắt người, biết mình lúc nào ứng nên rời đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt trên cổ khăn lụa nhìn không được bật cười. Hoa Trục Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn có mặt mũi cười, ta kém chút cũng không ra được cửa. Hứa Thuần Lương nói, nhiều sự tình đơn giản, nhổ cái lửa bình liền che khuất. Hoa Trục Nguyệt nói, gọi là càng che càng lộ, nàng đem chén rượu buông xuống, nhỏ giọng nói, người này không có vấn đề a. Hứa Thuần Lương nói, hắn không dám, dùng người thì không nghi ngờ người người thì không dùng người. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, tán đồng cái này lý nhi. Hứa Thuần Lương nói, khảo sát kết quả còn hài lòng không? Hoa Trục Nguyệt nói, đã quyết định đem chúng ta tân tinh truyền hình điện ảnh căn cứ đặt ở chỗ đó. Này bằng với cấp ra đáp án. Hứa Thuần Lương nâng chén nói, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoa Trục Nguyệt nói, người làm sao lại có thể xác định chúng ta hợp tác nhất định vui sướng. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng bộ ngực đầy đặn nói, xâm nhập hợp tác, nhất định phải vui sướng. Hoa Trục Nguyệt nói, ta đến nhiều hiểu rõ một chút ngươi, mới có thể nhất định phải không muốn cùng ngươi xâm nhập hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, mệt mỏi, về nhà đi. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, đêm nay ta ở chỗ này. Vì sao? Tại trong nhà người ta không nỡ ngủ, tổng lo lắng ngươi nửa đêm xông tới. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, mình ngược lại là từng có ý nghĩ như vậy, bất quá hắn tuyệt không phải dùng sức mạnh người, thấp giọng nói, ta tối hôm qua không có xông vào, ngươi có phải hay không mắng ta không bằng cầm thú. Hoa Trục Nguyệt cười nói, ngươi nếu là dám xông vào, ta sẽ một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu, Thuần Lương, cho ta một đoạn thời gian được không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Trục Nguyệt, ta tôn trọng ngươi bất kỳ quyết định gì.
Hoa Trục Nguyệt nói, đừng gọi ta như vậy, buồn nôn. Lúc này có người hướng bọn họ đi tới, Hứa Thuần Lương nhận ra người là Mộc Thiên Tập đoàn giám đốc Vương Hoành Phong, là hắn cùng Xích Đạo vốn liếng liên hợp tiếp thủ khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục, trước mắt hắn suối nước nóng làng du lịch cũng tại khai phát kiến thiết bên trong. Vương Hoành Phong vẫn là thói quen xưng hô nói, Hứa Trấn Trưởng. Hứa Thuần Lương cười nói, Vương Tổng, ta bây giờ không phải là trưởng trấn. Hoa Trục Nguyệt giúp đỡ giải thích, hiện tại Hứa Trấn Trưởng biến thành Hứa Chủ Nhiệm. Vương Hoành Phong cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, lại hướng Hoa Trục Nguyệt cười nói, Hoa Tổng, ta biết người, đi qua chúng ta tại Nam Giang đã gặp mặt, khi đó người phụ trách Lam Tinh nghiệp vụ. Hoa Trục Nguyệt nói, Mộc Thiên Tập đoàn Vương Tổng, ta không có nhớ lầm đi. Vương Hoành Phong cười nói, Hoa Tổng trí nhớ thật sự là kinh người, ta còn tưởng rằng người đã sớm quên ta đi. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, Vương Tổng nhớ kỹ ta làm sao có thể quên người. Vương Hoành Phong hướng Hứa Thuần Lương nói, không ngại ta gia nhập đi. Hứa Thuần Lương làm cái mời giấu tay xin mời, Vương Hoành Phong ngồi xuống, hắn đem nhân viên phục vụ gọi tới lại muốn bình rượu, biểu thị đêm nay hắn tới trả tiền. Vương Hoành Phong nói, ta nghe nói Hoa Tổng đi ở trên đảo khảo sát. Hoa Trục Nguyệt nói, Vương Tổng tin tức thật sự là linh thông. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, lập tức ý thức được khẳng định là Văn Lữ trong cục bộ tiết lộ phong thanh, cũng chứng minh Vương Hoành Phong tại Văn Lữ trong cục bộ có người. Vương Hoành Phong cười nói, ta tại Nguy Sơn đảo có hạng mục A, đảo nhỏ không lớn, căn bản không có gì gọi là bí mật. Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hoa Trục Nguyệt nói, xem ra ta cùng Vương Tổng vẫn còn có chút duyên phận. Vương Hoành Phong cười ha hả, ta cũng không phải bát quái, ta suy đoán Hoa Tổng lần này tiến về có phải hay không khảo sát đại hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục. Hoa Trục Nguyệt có chút hoài nghi Vương Hoành Phong xuất hiện cũng không phải là tình cờ gặp gỡ bất ngờ, mình khảo sát bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn sự tình đã đủ điệu thấp, nhưng hắn vẫn là biết, Đông Châu Văn Lữ Cục nằm vùng nhãn tuyến thật là có thể. Đã đối phương đã đem lời nói được như vậy minh bạch, mình cũng không cần thiết che giấu. Hoa Trục Nguyệt lạnh nhạt nói, ta đang vì công ty truyền hình điện ảnh căn cứ tuyên chỉ, Nguy Sơn đảo chỉ là ta khảo sát đối tượng một trong. Vương Hoành Phong nhìn Hứa Thuần Lương một chút cười nói, từ khi Hứa Chủ Nhiệm rời đi Hồ Sơn Trấn về sau, ở trên đảo phát sinh biến hóa không nhỏ, Đông Châu phương diện bởi vì Văn Lữ phát triển trọng tâm chuyển di, trên đảo khai phát trở nên lớn không bằng trước. Hứa Thuần Lương nói, gọi thế nào không lớn bằng lúc trước. Vương Hoành Phong nói, quá khứ là sấm to mưa nhỏ, hiện tại là tiếng sấm không có, mưa đều nhanh ngừng, đi ở trên đảo nhìn xem liền sẽ biết, hơn phân nửa hạng mục đều ở vào đình công trạng thái, còn chưa bắt đầu kiến thiết nhau nhau chậm xây hoặc dứt khoát rút ra hạng mục. Nguyên nhân căn bản chính là mọi người không rõ ràng thị lý thái độ, quốc gia này cấp du lịch nghỉ phép khu đến cùng còn làm không làm. Chúng ta trong nước làm ăn mấu chốt chính là chính sách. Nhất là nguy núi trên đảo hạng mục, chính sách nếu như theo không kịp, đầu nhập càng lớn, hao tổn cũng lại càng lớn. Mặc dù không rõ ràng Vương Hoành Phong mục đích thực sự, nhưng hắn lời nói này ngược lại là nói ra ở trên đảo Hứa đầu tư thêm thương tiếng lòng. Hứa Thuần Lương nói, ai nói thị lý chính sách thay đổi. Uông thư ký trước đó không lâu còn đi Nguy Sơn đảo thị sát. Thị sát có làm được cái gì, không có bất kỳ cái gì chính sách a, không phải ta phàn nàn. Nhìn xem người ta Tế Châu tại Nguy Sơn Hồ hạng mục bên trên đầu nhập, nhìn lại Đông Châu, căn bản cũng không phải là một cái ngang nhau cấp, Đông Châu kinh tế so Tế Châu muốn thật tốt hơn nhiều. Hứa Thuần Lương nói, nghe người ý tứ này, người ở trên đảo đầu tư hối hận rồi. Vương Hoành Phong cười nói, thế thì cũng không phải, hạng mục này ta là cùng Xích Đạo vốn liếng hợp tác, chúng ta chủ yếu là phụ trách kiến thiết cùng quản lý kinh doanh, chủ yếu đầu tư đến từ Xích Đạo vốn liếng. Tương đối mà nói phát, chúng ta chỗ gánh chịu phong hiểm cũng không lớn. Mà lại vô luận hoàn cảnh vẫn là suối nước nóng nước chất ở trong nước đều là hạng nhất. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ con hàng này được tiện nghi khoe mẽ, lúc trước nếu như không phải mình cùng Mặc Hàm hợp tác, cái nào đến phiên hắn nhặt cái này tiện nghi. Bất quá nhà máy rượu suối nước nóng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Mặc Hàm, hắn ở phương diện này có được rất lớn quyền lên tiếng, trước đây Mộc Thiên Tập đoàn nghĩ làm lũng đoạn. Không chịu cho Hiển Hồng nông trường suối nước nóng khách sạn cung cấp nước, Hứa Thuần Lương ra mặt liền nhẹ nhõm hóa giải. Hoa Trục Nguyệt nói, Vương Tổng suối nước nóng làng du lịch hạng mục đã làm xong a. Vương Hoành Phong nói, đồng thời công trình trên cơ bản hoàn thành, bất quá chúng ta phân 3 kỳ kiến thiết, toàn bộ kỳ hạn công trình muốn tới cuối năm mới có thể kết thúc, hiện tại liền nhìn thị lý chính sách.
ánh mắt lại hướng Hứa Thuần Lương nhìn đến, dĩ nhiên không phải bởi vì Hứa Thuần Lương gương mặt này đối với hắn so Hoa Trục Nguyệt càng có lực hấp dẫn, mà là kỳ vọng có thể từ Hứa Thuần Lương nơi đó đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tại thương nhân trong mắt tiền tài muốn so mỹ nữ càng có lực hấp dẫn, bởi vì bọn hắn am hiểu sâu một cái đạo lý, chỉ cần có được đủ nhiều tiền tài, bọn hắn liền có thể tùy tiện bắt được đông đảo mỹ nữ phương tâm. Cho dù là Mộc Thiên tập đoàn phía sau có Xích Đạo vốn liếng ủng hộ, Vương Hoành Phong vẫn hy vọng hạng mục này có thể thắng đầy đủ lợi nhuận. Từ khi Uông Kiến Minh cưỡi ngựa nhậm chức về sau, Nguy Sơn đảo khai phát nhiệt độ cấp tốc xuống tới điểm đóng băng. Vương Hoành Phong đương nhiên biết rõ Đại Hằng gần nhất phát sinh hết thảy, ban sơ Xích Đạo vốn liếng là nghĩ liền Đại Hằng cái kia hạng mục cùng một chỗ tiếp bàn, về sau bởi vì Minh Đức tập đoàn tham gia mà chưa thể thành công. Vốn cho rằng Đại Hằng hạng mục sẽ dục hỏa trùng sinh, lại không ngờ rằng Minh Đức tập đoàn cam kết đầu tư chậm chạp chưa thể thực hiện, hiện tại Đại Hằng đang đứng ở bấp bênh bốn bề thọ địch thời điểm, Hoa Trục Nguyệt lựa chọn tại cái này cái thời điểm lên đảo khảo sát, khẳng định là cân nhắc tiếp bàn, kỳ thật muốn kiếm tiện nghi thẻ đánh bạc người còn nhiều, rất nhiều. Vương Hoành Phong cũng cân nhắc qua, nhưng là hắn không mò ra thị lý chính sách, tại Uông Kiến Minh minh xác thái độ trước đó, ai cũng không dám cam đoan quốc gia này cấp nghỉ phép khu còn có thể hay không kiến thiết thành công. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiển nhiên không hứng thú lại cùng Vương Hoành Phong nói tiếp. Vương Hoành Phong tại thương trường trà trộn nhiều năm, điểm ấy ánh mắt làm sao có thể không có, cười nói ta cũng nên đi. Lúc này cách đó không xa có vị nữ tử áo đen hướng hắn đi tới, Vương Hoành Phong hướng bọn hắn giới thiệu, kia là hắn nhật tịch thê tử Sơn Thôn Tĩnh Tử. Đơn giản lên tiếng chào, Vương Hoành Phong vợ chồng liền rời đi rượu hành lang, nhìn bề ngoài hẳn là rất ân ái. Hoa Trục Nguyệt nói, hắn lại là quỷ tử con rể. Hứa Thuần Lương nói, Mộc Thiên tập đoàn vẫn luôn là nhật tư bối cảnh, lúc trước bọn hắn muốn cùng Đông Thúc hợp tác, bị Đông Thúc cự tuyệt, lý do là Nguy Sơn đảo là năm đó đuổi tà ma tử địa phương, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bị đánh chạy quỷ tử lại trở về, lại càng không cần phải nói cùng quỷ tử hợp tác. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười, Đông Tổng người kia tính cách hoàn toàn chính xác đủ quật cường, bất quá người như vậy mới là Trung Hoa sống lưng. Hứa Thuần Lương nói, muốn hay không đi ta nơi đó. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta để trợ lý đưa ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không cần, ta nhận ra đường. Hoa Trục Nguyệt nũng nịu nói, tức giận, nếu không ngươi lưu lại. Hứa Thuần Lương vui mừng nhẹ gật đầu. Hai. Hoa Trục Nguyệt thoại phong nhất chuyển nói, ta sẽ giúp ngươi mở một gian phòng. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, vậy ta vẫn về nhà đi. Đi vào rượu ngoài cửa tiệm. Nhìn thấy xe của mình đã chờ ở cửa, lại là Hoa Trục Nguyệt an bài trợ lý lái xe đem hắn cùng xe cùng một chỗ đưa trở về. Trợ lý tướng Hứa Thuần Lương đưa về nhà, tướng chìa khóa lưu lại rời đi. Hứa Thuần Lương vừa mở cửa phòng, Hoa Trục Nguyệt liền phát tới một cái hôn biểu lộ bao, Hứa Thuần Lương nhìn qua biểu lộ bao nở nụ cười, cho nàng trở về một chương nhỏ hát đồ, Hoa Trục Nguyệt lại phát một cái câu dẫn thủ thế, có loại cao thủ so chiêu cảm giác, kích thích. Từ đi Trù Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương một thân nhẹ nhõm, hắn hiện tại hai cái chức vị trên cơ bản không có cái gì thực tế công việc, bệnh truyền nhiễm viện phương diện cũng không ai quản hắn đi làm, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất quá từ đối với trước mắt lãnh đạo tôn trọng, Hứa Thuần Lương chỉ cần có thời gian vẫn vui lòng đi lộ bên trên một mặt. Hứa Thuần Lương chiếc này kinh bài Cayenne tự nhiên hấp dẫn không ít người lực chú ý, nếu như khác nhân viên mở dạng này cấp bậc xe sang trọng đi làm khẳng định có người nói này nói kia, nhưng là không ai nói Hứa Thuần Lương. Đều biết nhà hắn có tiền, còn có một nguyên nhân không ai dám nói, đều biết Hứa Thuần Lương không dễ chọc. Hôm nay lúc tan việc, Hứa Thuần Lương còn thuận đường đem Phan Tuấn Phong cho đưa về nhà, Phan Tuấn Phong nghe nói xe này là Hứa Thuần Lương lão mụ đưa cho hắn mở, trong lòng lại nhiều nghi vấn, Hứa Thuần Lương lão mụ là làm cái gì? Từ biển số xe đến xem, hẳn là thân ở kinh thành, mà lại thực lực bất phàm. Hứa Thuần Lương phát hiện Phan Tuấn Phong cùng Tần Chính Dương đều ở tại cùng một cái cư xá. Lệ thuộc vào Đại Hằng khai thác tòa nhà. Phan Tuấn Phong sau khi xuống xe, Hứa Thuần Lương không có lập tức rời đi, cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, Tần Chính Dương vừa vặn ở nhà, nghe nói Hứa Thuần Lương tới bên này, để hắn tới nhà ngồi một chút. Hứa Thuần Lương dừng xe thời điểm, nhìn thấy Tần Chính Dương lão bà, Thanh Xuân Đường tiểu học hiệu trưởng Lý Văn Tĩnh mang theo đồ ăn đi trở về. Hứa Thuần Lương nghênh đón kêu một tiếng tẩu tử. Lý Văn Tĩnh thấy là hắn, mặt mày hớn hở nói, Thuần Lương, người có trận không có tới nhà của ta. Hứa Thuần Lương đưa tay giúp nàng tiếp nhận trong tay đồ ăn, vừa vặn đưa đồng sự, cũng ở tại các ngươi cư xá.
nữ đồng sự. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử lại mang ta ra đùa giỡn, ta đơn vị lãnh đạo. Lý Văn Tĩnh mở cửa, Tần Chính Dương đã tại trong phòng bếp bận rộn, Văn Tĩnh, chờ một lúc Thuần Lương tới, người đi mua hai cái kho đồ ăn, hai ta uống vài chén. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng phiền toái, ta lái xe tới. Tần Chính Dương thế mới biết hắn đã tới, xoa xoa tay đi tới nói, lái xe thế nào? Chở dùm a, ta trận này bận bịu hôn thiên hắc địa, hôm nay thật vất vả bình thường thời gian tan việc một lần, nhất định phải theo giúp ta uống hai chén buông lỏng một chút. Lý Văn Tĩnh nói, được, các người hai anh em trò chuyện, Chính Dương, đừng giày vò, còn lại giao cho ta là được. Hứa Thuần Lương nói, đừng phiền toái, ra ngoài ăn chứ sao? Tần Chính Dương nói, bên ngoài nhiều người phức tạp, vẫn là trong nhà thanh tịnh. Hứa Thuần Lương lúc này mới nhớ tới Tần Chính Dương hiện tại là Uông thư ký lớn bí, đi tới chỗ nào đều là người khác chú mục tiêu điểm, bên ngoài nhiều người phức tạp đích thật không thích hợp hắn. Lý Văn Tĩnh ra ngoài mua thức ăn, Tần Chính Dương chào hỏi Hứa Thuần Lương đi phòng khách ngồi. Hứa Thuần Lương cũng không có tay không tới, cho hắn mang theo hai hộp lá trà, còn có một bộ đồ trang điểm, là hoa trục nguyệt cho hắn đặt ở dương phía sau, hơn 10 bộ, cung cấp người khác tình lui tới. Tần Chính Dương nói, lần trước ngươi cho ta còn không có uống xong đâu. Hứa Thuần Lương nói, nếm thử. Tần Chính Dương cầm lấy đồ trang điểm nhìn một chút, hắn mặc dù không hiểu, nhưng là cũng biết cái đồ chơi này không rẻ, ngươi đây hãy cầm về đi thôi. Hứa Thuần Lương nói, huynh đệ chúng ta ở giữa ngươi nào có cố kỵ nhiều như vậy. Tần Chính Dương để ở một bên, lấy bọn hắn quan hệ, cự tuyệt phản cũng có vẻ dối trá. Tần Chính Dương nói, ta nghe nói ngươi lại lần nữa bệnh viện kiến thiết bên trong bước ra ra, có phải hay không dự định toàn tâm toàn ý làm bộ chỉ huy? Hứa Thuần Lương nói, ta sở dĩ lui ra ngoài là cảm thấy mới bệnh viện sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, ta không muốn lẫn vào chuyện này. Tần Chính Dương nở nụ cười, công thành lui thân không mất cử chỉ sáng suốt, Khang Kiện tập đoàn Địch Bình Thanh là cái nhân vật, hắn đầu tư các ngươi mới bệnh viện sự tình đạt được trong thành phố nhiều vị lãnh đạo ủng hộ. Hứa Thuần Lương nói, đưa tiền tới ai không ủng hộ. Đi qua Hoa Niên tập đoàn đầu tư Trường Hưng bệnh viện thời điểm tất cả mọi người cũng ủng hộ, nhưng cuối cùng đâu? Còn không phải khiến cho đầy bụi đất. Tần Chính Dương đưa cho hắn một ly trà, người đối khỏe mạnh ý kiến không nhỏ a. Ta đối bọn hắn không có ý kiến gì, ta chủ yếu là hoài nghi động cơ của bọn hắn, người nghe nói qua cái nào nhà đầu tư liền xây dựng cơ bản đều muốn mình tự mình đến bắt sao. Tần Chính Dương nói, nghe nói qua. Hiện tại không ít nhà đầu tư đều làm như vậy, bọn hắn làm như thế nguyên nhân cũng là vì mức độ lớn nhất áp xúc chi phí ngăn chặn lãng phí. Ngươi nghĩ như vậy ta không nói cho tốt. Tần Chính Dương cười nói, vậy ngươi nói một chút cái nhìn của mình. Thương nhân coi trọng nhất cái gì? Lợi ích à, Tần Chính Dương không cần suy nghĩ liền thốt ra. Nếu như chúng ta đứng tại Khang Kiện tập đoàn góc độ nhìn lại vấn đề, đầu tư tân y viện cũng không phải là phù hợp nhất bọn hắn lợi ích cách làm. Địch Bình Thanh cùng dân chính phương diện quan hệ tốt như vậy, dưỡng lão, quản linh cữu và mai táng cái nào không so truyền thống chữa bệnh ngành nghề kiếm tiền. Hắn vì cái gì còn muốn ném nhiều tiền như vậy đến chiếm trước nhỏ như vậy một khối bánh gato. Tần Chính Dương nói, có thể là nghĩ chuyển hình đi, hiện tại kinh tế tình thế không thể lạc quan, hắn hiện tại sinh ý mặc dù kiếm tiền, nhưng nếu như dân chính phương diện có cái gì biến động, liền rất có thể chịu ảnh hưởng, dựa theo truyền thống thuyết pháp hắn cũng là dựa vào trời ăn cơm. Vạn nhất biến thiên nữa nha. Hứa Thuần Lương nhớ tới Chu thư ký có khả năng đi tiếp nhận Diệp Sương Nguyên tiến vào giảm tai ủy sự tình, giảm tai ủy lệ thuộc dân chính, nếu như Chu thư ký đi, chỉ bằng lấy bọn hắn quan hệ, nói không chừng thật có thể cùng Bình Thanh tốt tốt tách ra vật tay. Tần Chính Dương phát giác được hắn có chút thất thần, nghĩ gì thế? Hứa Thuần Lương cười nói, nghĩ bệnh viện mảnh đất kia sự tình, có phải hay không trong thành phố đối kia một vùng có cái gì mới nhất quy hoạch? Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy để mắt tới chúng ta tân y viện. Tần Chính Dương lắc đầu nói, ngoại trừ đang đàm phán Trung Hàn sản nghiệp vườn không có cái khác trọng đại hạng mục. Dù sao ta không cho rằng hắn sẽ từ bỏ cao hồi báo sản nghiệp không làm lựa chọn chân thật làm truyền thống chữa bệnh, mà lại tay hắn nắm 50 ức đi chỗ nào không thể ném a. Không phải lựa chọn Đông Châu. Tần Chính Dương cũng cảm thấy có chút không bình thường, Đông Châu tại Bình Hải kinh tế cũng không đột xuất. Chủ yếu là địa vực vị trí cùng truyền thống sản nghiệp nguyên nhân, những năm này cũng đang cố gắng chuyển hình, nhưng là Đông Châu tổng thể chữa bệnh nước Bình tại trong tỉnh là đứng hàng trước ba, nói cách khác bản địa các bệnh viện lớn cạnh tranh phi thường kịch liệt, lựa chọn tại Đông Châu đầu tư bệnh viện không tính là sáng suốt. Lúc này Lý Văn Tĩnh mua thức ăn trở về,
rau trộn đều là có sẵn, trực tiếp lên bàn, để bọn hắn hai uống trước, nàng lại đi phòng bếp làm chút thức ăn. Tần Chính Dương mở một bình Thanh Hoa Lang Cầm Tinh rượu. Đối ẩm hai chén, Hứa Thuần Lương tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói, bệnh viện chuyện bên kia trước thả một chút, có câu lời nói được tốt để đạn bay một hồi. Tần Chính Dương nói, ngươi còn có sự tình khác. Hứa Thuần Lương đem Đại Hằng sự tình nói, Tần Chính Dương nghe nói Lam Tinh tập đoàn cố ý tiếp bàn Đại Hằng hạng mục cũng là cao hứng phi thường, hiện ở trong thành phố đã đối Đại Hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục cơ bản không ôm hy vọng. Tần Chính Dương lĩnh hội tới Hứa Thuần Lương ý tứ, tiểu tử này là phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bất quá cùng để Đại Hằng ở nơi đó không chết không sống hao tổn, còn không bằng mau chóng tìm người tiếp bàn. Nếu như Lam Tinh tiếp nhận về sau có thể tướng mảnh đất kia triệt để bàn sống, đối Nguy Sơn đảo đối Đông Châu đều là một chuyện thật tốt. Đối Uông thư ký để hắn kiêm chức phụ trách chỉ huy bộ chuyện công việc, Tần Chính Dương trước mắt còn ôm cẩn thận thái độ, dù sao Nguy Sơn đảo cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu hạng mục là Chu thư ký đảm nhiệm bên trên rời khỏi Văn Lữ nặng điểm, Uông thư ký lúc ấy nói như vậy, nhưng sau đó cũng không lại hướng hắn cường điệu. Tần Chính Dương nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lúc ấy Uông thư ký là để hắn trên danh nghĩa cụ thể làm việc từ Hứa Thuần Lương đến cùng Uông thư ký có phải hay không hợp với tình hình thuận miệng nói một chút, hay là hắn thật dự định hai cái đùi đi đường, trước mắt chuyện này còn không thể xác định. Tần Chính Dương nói, chuyện này ta hiện tại còn không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, trước hết hỏi một chút Uông thư ký ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng cái kia bên cạnh sẽ không có vấn đề gì, Kiều Như Long đã chính thức từ chức, lúc trước nhận xây Đông Châu Văn Mạch hạng mục chính là hắn nói ra. Dựa theo bình thường quy tắc, tiếp nhận hắn chức vị người chưa chắc sẽ tiếp tục tại hắn trên đường đua cố gắng. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, bên trong thể chế chính là như thế, tiền nhiệm rời đi, người kế nhiệm rất ít là tiền nhiệm chiến tích làm rạng rỡ thêm vinh dự, nước ngoài cũng là như thế này, nhân tính cho phép, ai cũng không cho là mình so người khác năng lực chênh lệch. Tần Chính Dương nói, người không coi trọng Đông Châu Văn Mạch hạng mục. Hứa Thuần Lương cười nói ca, người đừng hại ta. Lời này nếu là truyền đến bí thư trong lỗ tai, hắn không phải cho ta làm khó dễ. Tần Chính Dương cười nói, hắn quan hệ với người gần như vậy, làm sao có thể. Hứa Thuần Lương nói, lãnh đạo tâm tư chúng ta vẫn là đừng đoán. Lý Văn Tĩnh bưng vừa làm tốt nhọn tiêu gà đưa đi lên, các người hai anh em trò chuyện cái gì như thế khởi kình. Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên là âm mưu quỷ kế, nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ta Chính Dương ca thẳng tới mây xanh. Lý Văn Tĩnh cười nói, được rồi, hắn hiện tại cũng không biết chiêu nhiều ít người ghen tị. Hứa Thuần Lương chào hỏi nàng cùng nhau ăn cơm, Lý Văn Tĩnh biểu thị cá còn trong nồi, để bọn hắn trước từ từ ăn. Tần Chính Dương nói, tẩu tử ngươi chuẩn bị đi bộ giáo dục công tác. Chúc mừng a, chúc mừng cái gì, một cái nhàn xoa thôi, chủ yếu là cân nhắc đến ta công việc bây giờ bận bịu, nàng trường học bên kia sự tình lại nhiều, cặp vợ chồng đều bận rộn như vậy. Dù sao cũng phải có người làm ra hy sinh chiếu cố trong nhà. Hứa Thuần Lương cảm khái nói, tẩu tử đối ngươi thật tốt, vì ngươi liền sự nghiệp của mình đều từ bỏ, thật sự là hiền nội trợ a. Lý Văn Tĩnh bưng đốt tốt cá ra, vừa vặn nghe được Hứa Thuần Lương khen nàng, cười nói, đừng phía sau khen, ở ngay trước mặt ta khen, ta thích nghe. Hứa Thuần Lương nói, khen nhiều sợ ta ca suy nghĩ nhiều. Lý Văn Tĩnh khanh khách nở nụ cười, hắn mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng lười nhác nhìn ta cái này hoàng kiểm bà một chút. Tần Chính Dương nói, ngay trước tiểu Hứa bột ngươi cũng đừng nói mò, ta đối với ngươi thế nhưng là từ đầu đến cuối như một A, có bài hát làm sao hát tới, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Lý Văn Tĩnh vui vẻ không thôi, được rồi, ngay trước Thuần Lương bột nói hưu nói vượt, ngươi cũng không sợ bị người ta trò cười. Có gì có thể trò cười, Thuần Lương là huynh đệ của ta. Lý Văn Tĩnh tại Tần Chính Dương ngồi xuống bên người, Thuần Lương. Nếm thử tay nghề ta. Hứa Thuần Lương duỗi ra ngón cái, khen không dứt miệng, gặp phải cấp 5 sao đại tửu điếm chủ bếp. Ta cũng chính là miễn cưỡng làm quen mà thôi, vẫn là Hà Điền Điền bên kia đồ ăn ăn ngon, hai chúng ta có thời gian liền đi, con cá này đốt pháp chính là ta từ nàng chỗ ấy học được. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, nghe nói người lên chức. Lý Văn Tĩnh cười nói, cái gì cao thăng, chính là bình điều. Kỳ thật từ Chính Dương đi Giang thư ký bên người ta liền có ý nghĩ này, chỉ là trường học còn có rất nhiều chuyện không làm xong, ta đã làm hiệu trưởng liền phải thiện bắt đầu kết thúc yên lành. Tần Chính Dương nói, tẩu tử ngươi vì cái này nhà hy sinh quá lớn. Lý Văn Tĩnh nói để ngươi đừng buồn nôn, Thuần Lương vấn đề cá nhân giải quyết sao. Hứa Thuần Lương nói, ta cả ngày hối hả ngược xuôi,
cái nào lo lắng cái này. Muốn hay không tẩu tử giúp ngươi giới thiệu. Hứa Thuần Lương bên này còn chưa lên tiếng đâu, Tần Chính Dương đã vượt lên trước giúp đỡ cự tuyệt, không cần đến, bên cạnh hắn không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, thêu hoa mắt đều. Lý Văn Tính cũng chỉ là thuận miệng kiểu nói này, liền Hứa Thuần Lương loại này có tài có nhan người trẻ tuổi căn bản không cần nàng giới thiệu, mà lại nàng giới thiệu phương diện cùng Hứa Thuần Lương tiếp xúc vòng tròn không cách nào so sánh được. Lý Văn Tĩnh nói, yêu đương cùng tổ kiến gia đình là hai việc khác nhau, nhất định phải cẩn thận. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu. Tần Chính Dương nói, người ta tiểu Hứa là đến uống rượu, không phải nghe ngươi nói dậy. Lý Văn Tĩnh nở nụ cười, không có ý tứ, ta bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Hứa Thuần Lương tại Tần Chính Dương trong nhà ăn uống no đủ, cũng đem ý nghĩ của mình nói rõ ràng. Sau bữa cơm chiều Tần Chính Dương tướng đưa tới cửa, Hứa Thuần Lương không có để hắn nhiều đưa. Đi vào dưới lầu, Trở Dùm đã tại kia chờ ở trong. Hứa Thuần Lương đưa chìa khóa cho hắn, Trở Dùm có chút hâm mộ biểu thị mình đi qua còn không có mở qua tốt như vậy xe. Hứa Thuần Lương tại phụ xe ngồi, nhìn thấy Trở Dùm điều khiển trình độ còn không có trở ngại, cũng liền yên lòng. Trở Dùm có chút ba hoa, trên đường đi nói không ngừng, Hứa Thuần Lương không thèm để ý hắn, nhắc nhở hắn chuyên tâm lái xe. Đi vào nhà để xe trước, Hứa Thuần Lương điều khiển mở cửa xe. Để Trở Dùm giúp hắn đem xe cho đổ vào, Trở Dùm đổ mấy cái, thân xe luôn luôn cong vẹo, một bên đều nhanh cọ đến cửa nhà để xe, thân xe mới đi vào một nửa. Hứa Thuần Lương nói, người cái gì trình độ A, chuyển xe cũng sẽ không. Trở Dùm nói, ta đi qua không có mở qua tốt như vậy xe, sợ cho ngài trà sát, nếu không ta đem xe ngừng ở chỗ này, quay đầu người tỉnh rượu mình cho đổ vào. Hứa Thuần Lương không kiên nhẫn khoát tay áo, được, người đi đi. Ai? Trở Dùm về phía sau đuôi dương lấy chạy bằng điện ván trượt xe, lúc gần đi còn xin cầu Hứa Thuần Lương tuyệt đối đừng cho hắn đánh xoa bình. Hứa Thuần Lương chê hắn rông dài, để hắn đi nhanh lên. Các loại Trở Dùm đi xa, Hứa Thuần Lương lắc đầu, nhìn thấy mình chiếc xe kia, cũng không thể liền lộ ra một nửa thân xe ném ở nơi đó, đây không phải tìm mắng sao. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, Trở Dùm sớm đã đi, hắn lúc này mới lên xe hướng phía trước đổ một thanh. Mặc dù ban đêm uống tám lượng nhiều, chút rượu này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng tin tức bên trên thường xuyên có đại giới đụng xứ sự kiện phát sinh, hắn không thể không phòng, đã Trở Dùm đi, hắn chuyển xe cũng không có vấn đề. Hứa Thuần Lương về sau chuyển xe thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, một người mang theo mũ giáp cưỡi xe điện từ góc rẽ vọt ra, thẳng đến Cayenne bên cạnh đụng vào, bởi vì ẩn thân tại Hứa Thuần Lương thị giác mù khu. Hứa Thuần Lương lại tại chuyển xe, muốn tách rời khỏi đã không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn a, chính mình cũng đủ cảnh giác, còn mẹ nó bị người cho xáo lộ, trong lòng vô danh lửa cháy, đẩy cửa xe ra liền xuống xe. Trước đây liền nhìn qua đại giới người giả bị đụng tương quan tin tức, Hứa Thuần Lương cho rằng khẳng định là vừa rồi Trở Dùm không thể nghi ngờ, nhưng xuống xe xem xét, là nữ, dáng dấp không ra thế nào đẹp mắt, xung đột nhau về sau trực tiếp nằm trên mặt đất. Che lấy chân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Khu biệt thự hộ gia đình không nhiều, nhưng nàng cái này giọng cũng quá lớn, chẳng những đem bảo an cho đưa tới, còn đem vừa rồi không có đi xa Trở Dùm gọi tới. Trở Dùm một mặt kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, ai u, ta không phải nói để ngươi tỉnh rượu lại rót xe sao. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó là bẫy liên hoàn A, nhắc tới hai người không trước đó thương lượng xong mới là lạ. Hứa Thuần Lương nhìn mình xe. Cửa xe xẹp xuống dưới một khối lớn, bản kim xì sơn liền phải không ít tiền, Hứa Thuần Lương cũng không phải đau lòng chút tiền ấy, chủ yếu là phiền muộn, cả ngày đánh nhạn hôm nay để ưng mổ vào mắt. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, đừng giả bộ, muốn làm gì nói. Kia nữ nổi giận đùng đùng trừng mắt Hứa Thuần Lương nói, ai giả bộ rồi? Người dùng xe đụng ta, còn lý luận. Trở Dùm giả mù sa mưa nói, vị đại tỷ này, người đừng nói như vậy. Người ta chuyển xe, người đụng người ta trên thân xe. Ngươi là ai a? Ta Trở Dùm. Kia nữ tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ vào hắn nói, ta hiểu được, hắn uống rượu, ngươi là hắn Trở Dùm, tốt, say rượu lái xe, ta báo cảnh. Trở Dùm nói, tuyệt đối đừng báo cảnh, người nếu là báo cảnh ta công việc liền xong rồi. Hứa Thuần Lương mắt lạnh nhìn hai người bọn họ biểu diễn, thật sự cho rằng lão tử nhìn không ra các ngươi xáo lộ. Kia nữ lấy điện thoại cầm tay ra giả vờ giả vịt muốn gọi điện thoại, Trở Dùm chỉ kém cho nàng quỳ xuống, chắp tay nói, đại tỷ, người nhìn, chuyện này hoàn toàn chính xác không trách vị đại ca kia, đều tại ta,
nếu không chúng ta bồi người đi bệnh viện nhìn, chúng ta giải quyết riêng được không? Kia nữ vẫn ngồi dưới đất, tức giận nói, giải quyết riêng. Chúng ta đã thương, xe hỏng, các ngươi nói làm sao bây giờ? Trở dùm đi vào Hứa Thuần Lương bên người, thấp giọng nói, đại ca, người nhìn muốn không liền như trinh tính bồi điểm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Thuần Lương nói, người nói bao nhiêu? Trở dùm nói, một vạn. Kia nữ lỗ tai rất nhọn, một vạn không thể được, hai vạn. Hứa Thuần Lương nói, hai vạn có phải hay không thiếu một chút? Hai người đều sửng sốt một chút, còn chưa thấy qua dạng này, thế mà ngại ít, kia nữ mà nói, người nói bồi thường bao nhiêu? Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua xe của mình, 10 vạn đi. Đi, vậy liền 10 vạn. Hứa Thuần Lương nói, người ngày mai nên sẽ không tiếp tục tới tìm ta à. Kia nữ lắc đầu nói, yên tâm, người chỉ phải bồi thường đúng chỗ, ta lại không tìm ngươi gây chuyện. Hứa Thuần Lương nói, vậy người đem 10 vạn khối chuyển cho ta đi. Nữ nhân cho là mình nghe lầm, người nghĩ tiền muốn điên rồi. Là ngươi thường cho ta. Hứa Thuần Lương nói, tại cửa nhà nha. Ngươi lao ra đụng xe của ta, còn để cho ta bồi ngươi tiền, trên đời này nào có điên đảo như vậy đen trắng sự tình. Hiện tại ngươi bồi ta 10 vạn, ta không cùng các ngươi hai gặp. Biết, ta cho các ngươi nửa phút cân nhắc, qua thôn này cũng không có tiệm này. Trở dùm vẻ mặt cầu xin, đại ca người đừng làm rộn, ta cũng không nhận ra nàng, người uống rượu, nàng thật muốn báo cảnh ngươi chẳng những bồi thường tiền, còn phải đi vào, lập tức liền trung thu, ngươi thật muốn đi cục cảnh sát bên trong qua a. Hứa Thuần Lương nói, nha, ngươi còn thật quan tâm ta. Trở dùm nói, kia là đương nhiên a, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng phải thụ ảnh hưởng, đều nói để ngươi tỉnh rượu lại cử động xe, ngươi không phải không nghe. Nữ nhân không buông tha nói, 10 vạn liền 10 vạn, thiếu một phân tiền ta liền báo cảnh. Hứa Thuần Lương nói, báo, ngươi một mực báo, cùng lắm thì chính là đi vào qua cái tiết. Trở dùm nói, đại ca, ngươi. Hứa Thuần Lương đem chừng mắt, cút sang một bên. Trở dùm không đi, khuyên nữ nhân kia, đừng đấu khí a, nếu không cứ như vậy, vẫn là một vạn khối đi, được không? Hắn ngược lại giúp đỡ Hứa Thuần Lương ép giá. Nữ nhân mí mắt mở ra, ai, được rồi, mắt thấy liền qua lễ, ta cũng không muốn làm khó ngươi, một vạn liền một vạn. Trở dùm hướng Hứa Thuần Lương nói, liền một vạn khối, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Thuần Lương đã gọi điện thoại, 110 sao. Có hai người hùn vốn dọa dẫm ta. Trở dùm cùng nữ nhân tất cả đều mộng bức, ngọa tào, hắn là thực có can đảm, rượu giá a, con hàng này là không muốn tốt. Nữ nhân chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ta dọa dẫm ngươi. Đi, ngươi có gan, ta hôm nay ngược lại muốn xem cảnh sát tới bắt ngươi vẫn là bắt ta. Trở dùm đau lòng nhức óc, ngươi làm sao lấy oán trả ơn đâu. Ta là giúp ngươi, ngươi báo cảnh. Ngươi rượu giá còn dám báo cảnh, ta dù sao là cứu không được ngươi. Nữ nhân kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, gọi 122, khiếu nại Hứa Thuần Lương say rượu điều khiển. Không bao lâu cảnh sát lại tới, nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, cho rằng hai người này có hùn vốn người giả bị đụng lừa gạt chi ngại, bất quá Hứa Thuần Lương cũng dính líu say rượu điều khiển, xuất ra cồn máy kiểm tra, hiện trường để Hứa Thuần Lương. Thổi, Hứa Thuần Lương liên tiếp thổi mấy lần. Chỉ tiêu tất cả đều tại bình thường phạm vi bên trong. 1. Trở dùm mặt đều tái rồi, đây không có khả năng, hắn uống rượu, hắn say rượu kêu trở dùm, trên đường ta hỏi hắn uống nhiều ít, hắn nói 8 lượng nhiều đây. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi liền tin tưởng a. Ngươi không uống rượu kêu cái gì trở dùm. Ta vui lòng. Trở dùm luống cuống, cảnh sát đồng chí, các ngươi khảo nghiệm này nghi có phải hay không hỏng, đổi một cái để hắn thổi. Tới xử lý sự cố cảnh sát kỳ thật nhận biết Hứa Thuần Lương, tức giận nói, ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không, chúng ta phải nên làm như thế nào cần ngươi chỉ huy a. Nữ nhân rõ ràng cũng có chút khẩn trương, đề nghị, dẫn hắn đi rút máu, có đôi khi thổi không giải quyết được vấn đề, sẽ có sai sót, nhất định phải rút máu xét nghiệm mới chuẩn xác. Cảnh sát ghét nhất người khác dạy bọn họ làm thế nào sự tình, nhất là cái này hai người giả bị đụng nghi phạm, một cảnh sát nói, ngươi cũng không phải cái này cư xá. Chạy người ta nơi này đụng người ta xe, người cái mục đích gì a? Nữ nhân kia cái này mới phản ứng được, ngồi dưới đất che lấy chân nói, đau, đau chết mất, ta phải đi bệnh viện, các ngươi có thể điều màn hình giám sát, là hắn đụng ta, là hắn đụng ta. Hứa Thuần Lương đưa tay vỗ vỗ tên kia trở dùm, người bây giờ bàn giao còn kịp. Trở dùm nói, ta bàn giao cái gì?
Người gọi ta tới giúp người lái xe, người uống rượu, trong xe đều là mùi rượu, ta hảo tâm giúp người lái xe, ta có phải hay không bàn giao người tỉnh rượu trước đừng nhúc nhích xe, người lúc đó còn đáp ứng. Cảnh sát đồng chí, ta ghi âm. Hứa Thuần Lương lần này càng nhận định đối phương có chuẩn bị mà đến. Một cảnh sát giao thông mở cửa xe đi bên trong ngửi ngửi, hoàn toàn chính xác có mùi rượu, nhưng kỳ quái là Hứa Thuần Lương liên tiếp thổi mấy lần cũng không có phản ứng. Hứa Thuần Lương nói, cứ như vậy đi, để chứng minh trong sạch của ta, ta đi bệnh viện rút cái máu, nếu như chứng minh ta không uống rượu, chuyện này là không phải liền chân tướng rõ ràng. Vì chân tướng, Hứa Thuần Lương đi một chuyến bệnh viện, hắn có cái yêu cầu, không những mình muốn thử máu, trở dùm lái xe cũng phải thử máu, gây chuyện nữ tử cũng phải rút máu. Kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, Hứa Thuần Lương trong máu cũng không cồn hàm lượng, trở dùm lái xe mỗi 100ml huyết dịch đo đến 85mg cồn. Trở dùm lái xe làm sao đều không nghĩ ra, hắn không uống rượu, lần gần đây nhất uống rượu vẫn là tại đêm qua, làm sao lại thành hắn say giá đâu. Dựa theo con đường an toàn pháp thứ 91 đầu quy định, hắn đã đạt đến say giá tiêu chuẩn, tại chỗ liền treo cơ động xe giấy lái xe, còn muốn theo nếp truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác nữ nhân kia cũng máu kiểm kết quả càng kỳ quái hơn, mỗi 100ml huyết dịch đo đến 210mg cồn, nàng cưỡi chiếc kia xe điện thiết kế vận tốc vượt qua mỗi giờ 20 cây số, cả xe chất lượng vượt qua 40kg, thuộc về cơ động xe. Say rượu điều khiển xe điện cũng đứng trước nghiêm trọng xử phạt, bình thường tới nói tạm chụp cơ động xe giấy lái xe 6 tháng. Cũng chỗ lấy 1.000 đồng trở lên 2.000 nguyên trở xuống tiền phạt. Gây chuyện nữ tử hiện trường liền hỏng mất, kêu khóc nói mình không uống rượu, là Hứa Thuần Lương cùng những người này liên thủ hãm hại nàng. Cảnh sát trịnh trọng cảnh cáo nàng muốn đối lời nói của mình phụ trách, không bài trừ khiếu nại nàng chửi bới nói xấu quốc gia công vụ nhân viên. Hứa Thuần Lương đem sự tình xử lý xong, về đến nhà đã là 10 giờ hơn, chuyện này hắn càng nghĩ càng là kỳ quái. Nếu như nói chỉ là cùng một chỗ ngẫu nhiên xảy ra người giả bị đụng dọa dẫm cũng không có gì, bất quá nhìn hai người này đêm nay xáo lộ rõ ràng là tỉ mỉ bày kế. May mắn mình có biện pháp tướng thể nội cồn tán đi, không phải vẫn thật là lật thuyền trong mương, không nói những cái khác, bởi vì say rượu điều khiển xảy ra chuyện, bị khai trừ công chức có khối người. Hứa Thuần Lương cho Lục Kỳ gọi điện thoại, để hắn giúp mình hảo hảo điều tra thêm, hai người này đến cùng cái gì lai lịch. Phía sau có phải hay không còn có những người khác sai xử. Hứa Thuần Lương ngày thứ hai vừa tới bệnh viện, trở dùm công ty liền phái người đến tìm hắn, căn cứ tối hôm qua đội cảnh sát giao thông điều tra kết quả, Hứa Thuần Lương tại cái này khởi sự kiện bên trong không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, hoàn toàn là trở dùm lái xe cùng tên kia gây chuyện nữ tử liên thủ người giả bị đụng lường gạt hành vi. Chẳng những muốn truy cứu hai người bọn họ trách nhiệm hình sự, bọn hắn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường Hứa Thuần Lương tổn thất. Trở dùm lái xe làm thuê cho Lửa Lửa trở dùm bình đài tại mỗi cái địa phương đều sắp đặt phục vụ trung tâm, bọn hắn phụ trách nơi đó nghiệp vụ cũng gánh chịu tương ứng trách nhiệm, hôm nay tới chính là vì cùng Hứa Thuần Lương trao đổi bồi thường vấn đề. Hôm nay tới chính là Lửa Lửa trở dùm Đông Châu phục vụ trung tâm Phó Tổng Quản lý Dương Ngọc Cầm, ngoài 30, dáng dấp hiền lành mượt mà, nhìn thấy Hứa Thuần Lương về sau trước trịnh trọng hướng hắn nói xin lỗi. Đơn giản là công ty đem khống không nghiêm, để một chút có ý khác lái xe xâm nhập vào trong đội ngũ. Hứa Thuần Lương đối nàng lần giải thích này cũng không có hứng thú gì, nói cho nàng mình còn có sự tình phải xử lý, xe đã đưa 4S cửa hàng, chờ đã sửa xong đem hóa đơn cho bọn hắn, theo giá bồi thường là được rồi. Dương Ngọc Cầm còn có một cái yêu cầu, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể xuất cụ một phần thông cảm thư, không nên truy cứu hai người kia trách nhiệm. Hứa Thuần Lương cho rằng nàng yêu cầu này cũng có chút quá mức, mà lại bây giờ không phải là mình truy không truy trách vấn đề, là hai người kia đều say rượu điều khiển, muốn truy cứu trách nhiệm cũng là giao quản bộ môn truy cứu, Hứa Thuần Lương minh xác nói cho nàng mình không có khả năng xuất cụ phần này thông cảm thư. Dương Ngọc Cầm gặp không thuyết phục được Hứa Thuần Lương, cũng chỉ có thể đi. Tới gần buổi trưa Lục Kỳ gọi điện thoại tới, nói cho Hứa Thuần Lương tối hôm qua người giả bị đụng hắn hai người, kia nữ gọi Viên Tuệ. Đi qua cũng bởi vì lừa gạt bị phán qua hình, là cái lão thủ. Hứa Thuần Lương đem trở dùm công ty tìm hắn xuất cụ thông cảm thư sự tình nói, Lục Kỳ cho rằng trong này có chuyện ẩn ở bên trong, dựa theo tình huống bình thường trở dùm công ty thoát khỏi liên quan còn đến không kịp đâu, làm sao có thể ra mặt bảo vệ cho hắn nhóm, cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Hứa Thuần Lương thái độ phi thường kiên quyết, chuyện này không có thương lượng, nhất định phải truy cứu tới cùng. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động Loan Ngọc Xuyên, xế chiều hôm đó,
Loan Ngọc Xuyên chủ động gọi điện thoại tới, hẹn hắn ban đêm tại Long Hồ Thư Viện gặp mặt. Hứa Thuần Lương đã cứu Loan Ngọc Xuyên mệnh, bất quá Loan Ngọc Xuyên tại sau đó cũng tận lực tiến hành hồi báo. Hứa Thuần Lương rất ít trực tiếp cùng Loan Ngọc Xuyên liên hệ, đi qua trên cơ bản đều là thông qua Mặc Hàm. Long Hồ Thư Viện ở vào ẩn Long Sơn chân núi phía đông, tiếp giáp ẩn Long Hồ. Hứa Thuần Lương đi vào địa điểm ước định thời điểm, Loan Ngọc Xuyên chính ngồi ở trong sân cùng một vị nam tử hơn 40 tuổi đánh cờ. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, Loan Ngọc Xuyên hướng nam tử kia nói một câu, hai người đều ngừng lại, đồng thời đứng dậy. Loan Ngọc Xuyên cười nói, tiểu Hứa tới. Hứa Thuần Lương mỉm cười gật đầu nói, Loan Tổng mời ta há có thể không nể mặt mũi. Quan sát một chút Loan Ngọc Xuyên nam tử bên người, nam tử kia khuôn mặt gầy gò, dáng người trung đẳng, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nho nhã chi khí, bất quá hắn đôi cánh tay rất dài, không nói cánh tay dài quá gối, cũng không kém bao nhiêu, hắn ăn mặc có chút kỳ quái, thế mà mặc dân quốc văn nhân thường gặp trường sam, có chút cùng đương kim thời đại không hợp nhau hương vị. Loan Ngọc Xuyên đem hắn giới thiệu cho Hứa Thuần Lương, tiểu Hứa, vị này là hảo hữu của ta Quốc Học Đại sư Viên Hoàng Bình, cũng là Long Hồ Thư Viện chủ nhân. Viên Hoàng Bình mỉm cười hướng Hứa Thuần Lương vươn tay, quá khen, ta nhưng không tính là cái gì đại sư, đơn giản là thích nghiên tập quốc học, phát dương truyền thống văn hóa thôi. Hứa Thuần Lương nghe được cái tên này cảm giác có chút quen tai, cẩn thận về suy nghĩ một chút, Hoàng Cửu Thành trước đây không lâu từng theo hắn nhắc qua, thiên môn tứ thiên vương bên trong trường tí thiên vương liền gọi Viên Hoàng Bình, chẳng lẽ chính là trước mắt người này. Loan Ngọc Xuyên đề nghị đi bên trong uống trà. Bên trong có trà nghệ sư ngay tại đun nước. Hứa Thuần Lương mặc dù tại Đông Châu lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đến Long Hồ Thư Viện, chủ yếu là nơi này bình thường rất ít đối ngoại mở ra, đi qua đã từng là Đông Châu Quốc Họa Viện xử lý đất công điểm, Quốc Họa Viện rời sau khi đi, liền phong bế nội bộ tu sửa, từ đầu đến cuối không có mở cửa bán. Ba người vây quanh bàn trà ngồi xuống, Viên Hoàng Bình chủ động vì bọn họ châm trà. Loan Ngọc Xuyên nói, tiểu Hứa, ta nghe nói ngươi lại đi phụ trách Nguy Sơn Đảo Văn Lữ hạng mục. Hứa Thuần Lương cười nói, Loan Tổng chỗ nào nghe được tin tức, ta bây giờ còn đang bệnh truyền nhiễm Việt, nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy người bên kia tay không đủ, để cho ta ngẫu nhiên đi qua giúp một chút cung cấp một chút ý kiến, ta không có thực chức. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn đến văn lữ cục nội bộ khẳng định có bọn hắn người, hai ngày trước nhìn thấy Vương Hoành Phong thời điểm liền phát hiện vấn đề này. Loan Ngọc Xuyên nói, lấy năng lực của ngươi, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện cái này sân khấu thật sự là quá nhỏ. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, đều là mọi người giúp đỡ, ta kỳ thật không có gì năng lực. Loan Ngọc Xuyên nói, xích đạo vốn liếng đối với các ngươi tân y viện đầu tư kêu dừng sự tình ta có chút tiếc nuối, chủ yếu là công ty của chúng ta rất lớn, mỗi người phân công minh xác, chuyện cụ thể ta rất ít hỏi tới. Sự kiện kia không có gì, lúc đầu bệnh viện chúng ta cũng không quyết định tiếp nhận đầu tư của các ngươi, lúc trước cũng là Mặc Hàm chủ động tìm tới cửa. Ta xem ở quan hệ của chúng ta phân thượng mới hướng viện lãnh đạo đề cử nàng. Khí thế phương diện Hứa Thuần Lương chưa hề thua qua. Viên Hoàng Bình lẳng lặng uống trà, trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười, không có quan hệ gì với hắn sự tình hắn không xen vào. Loan Ngọc Xuyên thở dài nói, Mặc Hàm đáng tiếc, nàng nhất định phải từ chức, ta đều khuyên qua nàng lưu lại, nhưng nàng nhất định phải mình ra ngoài xông vào một lần. Hứa Thuần Lương nói, cây chuyển người chết chuyển sống. Nàng đem Cảnh Phúc Đại Hạ cho cuộn xuống tới, ngay tại chủ bị Mặc Hàn phương đông, không phải là người bỏ vốn a. Loan Ngọc Xuyên lắc đầu nói, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, người không nói ta cũng không biết. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi lừa gạt ai đây? Chuyện lớn như vậy ngươi lại không biết. Chuyển hướng Viên Hoàng Bình nói, Viên tiên sinh đến Đông Châu bao lâu? Viên Hoàng Bình cười nói, ta cùng Đông Châu cũng coi là có chút nguồn gốc, treo hồ nước Hán Đức Học Cung là ta đầu tư trường học. Loan Ngọc Xuyên cảm khái nói, Viên tiên sinh tại Phát Dương Quốc Học phương diện tận hết sức lực, cả nước các nơi miễn phí dạy học, thiết lập truyền thống trường học. Viên Hoàng Bình nói, chủ yếu là không nghĩ rằng chúng ta quốc gia truyền thống văn hóa bao phủ ở trong bụi bặm, Phát Dương Quốc Học là mỗi cái con cháu Viêm Hoàng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh nói hay lắm, trong lòng thầm nghĩ, nếu như con hàng này chính là thiên môn trường tí thiên vương, như vậy thì là cái lão già lừa đảo. Đơn giản là dùng văn hóa áo ngoài bao trang chính mình. Đương kim thời đại giống Viên Hoàng Bình loại người này cũng không hiếm thấy, đánh lấy quốc học cờ hiệu giả danh lừa bịp, cùng đi giang hồ bán cao da chó vân du bốn phương lang chung không khác nhau nhiều lắm, thậm chí còn không bằng cái sau chí ít còn có tổ truyền thuốc cao có thể bán, đám này cái gọi là quốc học đại sư bán cái gì.
bán chính là một cái tình hoài, kích phát tình cảm của ngươi, để ngươi là tình hoài tính tiền. Viên Hoàng Bình nói, ta nghe nói Hứa tiên sinh là Hồi Xuân Đường truyền nhân. Hứa Thuần Lương xuất thân Hồi Xuân Đường sự tình không tính là bí mật, lại nói còn có Loan Ngọc Xuyên ở đây này. Hứa Thuần Lương nói ra thật xấu hổ, Hồi Xuân Đường đã ngừng kinh doanh, chủ yếu là ta học nghệ không tinh, chưa có thể học được gia truyền tuyệt nghệ. Loan Ngọc Xuyên nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta cái mạng này chính là ngươi cứu, nếu như không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta hiện tại cũng trở thành bạch cốt một đống. Hứa Thuần Lương cười nói, xem ra Loan Tổng lý tưởng kết cục là thổ táng. Loan Ngọc Xuyên sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, Hứa Thuần Lương cùng Viên Hoàng Bình cũng cười, thẳng đến trước mắt ba người nói chuyện trời đất bầu không khí coi như không tệ. Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền biết Loan Ngọc Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ tổ cục này, Viên Hoàng Bình cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Quả nhiên, Viên Hoàng Bình nói ra hắn đến đây mục đích thực sự, tối hôm qua người giả bị đụng Hứa Thuần Lương cái kia Viên Tuệ là hắn phương xa chất nữ, hy vọng Hứa Thuần Lương không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, có thể cho nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Viên Hoàng Bình đương nhiên không có khả năng ăn nói suông. Ở trước mặt Hứa hẹn từ hắn đến gánh chịu sửa xe phí tổn, ngoài ra lại bồi thường Hứa Thuần Lương 20 vạn khối làm tổn thất tinh thần phí. Đã Loan Ngọc Xuyên ra mặt đương cái này người hòa giải, Hứa Thuần Lương cũng không có khả năng không nể mặt hắn, ngay trước Viên Hoàng Bình trước mặt, hắn cũng nói ra ý nghĩ của mình. Viên tiên sinh, người đã nói ra, còn có Loan Tổng hỗ trợ cân đối, mặt mũi này ta tự nhiên muốn cho, xe không cần ngươi tu, từ trở dùm công ty phụ trách, về phần kia 20 vạn ta cũng không cần. Coi như chúng ta giao người bằng hữu. Viên Hoàng Bình không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem chuyện này giải quyết, tranh thủ thời gian cầm lấy chén trà, vậy ta liền lấy trà thay rượu. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Viên tiên sinh cũng đừng bận bịu, người trước hết nghe ta nói hết lời. Viên Hoàng Bình trong lòng cảm giác nặng nề, tiểu tử này hẳn là muốn trêu đùa ta. Hứa Thuần Lương nói, người vị kia bà con xa chất nữ hẳn không phải là ngẫu nhiên người giả bị đụng đến ta trên xe. Nàng cùng tên kia chở dùm lái xe rõ ràng sớm thông đồng tốt, nếu như đơn thuần là vì cầu tài cũng không tính là gì đại sự, nhưng nếu như bọn hắn có mưu đồ khác, ta nhất định phải tướng cái này phía sau màn hắc thủ cầm ra tới. Viên Hoàng Bình nói, Hứa tiên sinh yên tâm, ngay trước Loan Tổng bột ta cam đoan với ngươi, nếu như phía sau thực sự có người chỉ khiến cho bọn hắn làm như thế, không cần ngươi xuất thủ, để ta giải quyết. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ. Lấy Viên Hoàng Bình thân phận đã có thể nói ra lời như vậy hoàn toàn có năng lực làm được, chỉ là hiện tại không cách nào kết luận Viên Tuệ phía sau kẻ sai khiến có phải là hắn hay không. Bất quá mình cùng Thiên Môn cũng không thù hận, hắn giống như cũng không có lý do cùng mình là địch. Viên Hoàng Bình lần nữa giơ lên chén trà, Hứa Thuần Lương cùng hắn đụng phải một chén. Nhìn thấy hai người đàm khép, làm người trung gian Loan Ngọc Xuyên cũng cảm thấy mặt mũi có ánh sáng, cười nói chúng ta ăn cơm, nếm thử thư viện thức ăn chay. Diệp lão đi vào Đông Châu không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, thậm chí liền Hứa Thuần Lương bên này đều không nhắc tới trước thông chi. Tại Hứa Gia An dừng lại hạ về sau, Hứa Trường Thiện mới cho bảo bối cháu trai gọi điện thoại, nói cho hắn biết Diệp lão đã thuận lợi đến tin tức. Hứa Thuần Lương âm thầm buồn cười, ra ra thế mà ngay cả mình đều giấu giếm bên trên, đoán chừng là Diệp lão yêu cầu. Hứa Trường Thiện đem hết thảy tất cả an bài xong, cơm tối ngay tại nhà ăn, hắn muốn đích thân xuống bếp. Hứa Thuần Lương vốn định không dùng đến phiền toái như vậy, để Trịnh Bồi An đi qua nấu cơm không phải, nhưng nghĩ lại Diệp lão khả năng không muốn gặp người sống, thế là sớm rời đi đơn vị. Hứa Thuần Lương lấy lòng đồ ăn về đến nhà, Diệp Thanh Nhã đã sớm tiếp vào điện thoại của hắn, qua đến giúp đỡ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương mua nhiều như vậy đồ ăn, nhịn không được nói, mua nhiều như vậy làm gì. Tủ lạnh đều rỗng, nhiều mua chút, tránh khỏi ra ngoài. Hai người tướng đồ ăn đưa đến một tầng hầm phòng bếp, cái này mới đi đến lầu một phòng khách, nhìn thấy chỉ có Hứa lão gia tử một người tại xem tivi, để bọn hắn hai đụng nhẹ, Diệp lão lặn lội đường xa hơi mệt chút, vừa đi khách phòng ngủ. Diệp lão lái xe kiêm cảnh vệ viên cũng đi theo cùng nhau tới, tất cả mọi người gọi hắn tiểu cảnh xung phong nhận việc đi trợ thủ. Hứa Trường Thiện mang theo hắn đi phòng bếp. Hứa Thuần Lương nhìn qua Diệp Thanh Nhã lại hao gầy không ít gương mặt xinh đẹp nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi lại gầy. Diệp Thanh Nhã thở dài, sáng trong hai con ngươi lại bịt kín một tầng lệ quang, phụ thân qua đời nhiều ngày như vậy, nàng vẫn không thể nào từ đó đi tới. Hứa Thuần Lương nói, lần này ở lâu điểm đi, ta mời cái nghỉ dài hạn bồi các ngươi cố gắng chơi đùa,
hai ngày nữa có thể đi Nguy Sơn đảo nghỉ phép, bên kia rõ ràng hơn chỉ toàn. Diệp Thanh Nhã nói khẽ, rồi nói sau, Gia Gia gần nhất nhìn như bình tĩnh, nhưng ta biết hắn giống như ta. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, yên tâm đi, còn có ta. Diệp Thanh Nhã mím môi, bỗng nhiên có loại nhào vào trong ngực hắn xúc động, bất quá nàng cuối cùng khống chế được mình, Thuần Lương, cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, cảm ơn ta cái gì? Diệp Thanh Nhã không nói chuyện, chủ động cầm một chút tay của hắn sau đó buông ra. Hứa Thuần Lương đi cho nàng rót chén hồng trà, phát hiện bên ngoài trời mưa, Diệp Thanh Nhã đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài đình viện, ôn nhu nói, đi vào Đông Châu cảm giác tâm cảnh bình hòa rất nhiều. Hứa Thuần Lương tướng hồng trà đưa cho nàng, lạnh không? Ta đem điều hòa không khí mở ra. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, người nói người sau khi chết sẽ có linh hồn sao? Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật chúng ta nhìn thấy rất nhiều chuyện đều có lửa gạt tính, một người từ thế giới này biến mất cũng không có nghĩa là hắn đã tử vong, có lẽ hắn tại một thế giới khác còn sống được thật tốt. Hắn liên tưởng đến mình, lúc trước vây quét mình đám kia danh môn chính phái khẳng định cho là mình đã chết. Nhưng sự thật đâu, mình sống được thật tốt, so đi lên còn sung sướng hơn. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Sau bữa cơm chiều, Hứa Thuần Lương bồi tiếp Diệp Thanh Nhã ra đi vòng vòng, trời mưa đến không lớn, Hứa Thuần Lương xe chạy tới Ẩn Long Hồ bờ nam, ngồi ở trong xe nghe bên ngoài sàn sạt tiếng mưa rơi. Diệp Thanh Nhã bỗng nhiên ôm lấy Hứa Thuần Lương cánh tay, tướng mặt chôn ở đầu vai của hắn, im ắng sụt sùi khóc, Hứa Thuần Lương không nói gì, mặc cho nàng phát tiết lấy trong lòng bi thương. Diệp lão đêm nay cũng phá lệ uống vài chén rượu, sau bữa cơm chiều cùng Hứa Trường Thiện cùng một chỗ ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hứa Trường Thiện còn đặc địa tướng điện lò sưởi trong tường đèn hiệu mở ra. Diệp lão nhìn qua lò sưởi trong tường mỉm cười nói, lão đệ, người thật đúng là hiểu được sinh hoạt đâu. Hứa Trường Thiện nói, ta nào hiểu cái này, đều là Thuần Lương bằng hữu hỗ trợ làm. Diệp lão nhẹ gật đầu, có như thế một cái có năng lực lại hiếu thuận bảo bối cháu trai đã tiện sát rất nhiều người. Nhìn người lời nói này, cháu của ta há không phải liền là tôn tử của ngươi. Diệp lão nói, đúng à. Ta là chiếu cố cảm thụ của ngươi, sợ ngươi cảm thấy ta đem Thuần Lương đoạt đi. Hứa Trường Thiện cười nói, dù sao người cũng thương hắn, nếu thật là cướp đi ta cũng cao hứng. Hai người đều nở nụ cười, Diệp lão nói, lão đệ, ta lần này đến cấp ngươi thêm phiền toái. Chúng ta không phải người một nhà thôi, người một nhà đừng nói là hai nhà lời nói, ta lúc đi kinh thành còn không phải đến phiền phức người. Hứa Trường Thiện pha ấm an thần trợ ngủ trà, đưa cho Diệp lão một chén. Diệp lão nhấp một ngụm trà nói, Thuần Lương còn tại Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện công việc. Hứa Trường Thiện nói, đúng, bệnh viện cũng rất coi trọng hắn, cho hắn mấy cái danh hiệu, cái gì đoàn bí thư, viện xử lý chủ nhiệm, Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm, bất quá hắn vừa đem Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm cho từ. Diệp lão cười nói, thân kiêm mấy chức A. Hứa Trường Thiện nói, kỳ thật ta cũng không muốn hắn sẽ làm quản lý, không dối gạt người nói, ban sơ ta là muốn cho hắn cùng ta học y. Kế thừa y bát của ta, về sau tướng hồi xuân đường giao cho hắn, nhưng đứa nhỏ này đối học y không có quá nhiều hứng thú, ta cũng không tốt buộc hắn, ta ba đứa hài tử, lão đại và lão tiểu người gặp qua, ta còn có con trai, cũng chính là Thuần Lương cha hắn, bây giờ còn đang nước ngoài tung bay, cũng là không bớt lo hạng người. Nói đến nơi này nhìn không được thở dài. Diệp lão nói, người có chí riêng, Thuần Lương chí không ở chỗ này, bất quá Thuần Lương trong người đồng lứa là tương đương ưu tú. Hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương y thuật, lấy hắn trong khoảng thời gian này đối Hứa Trường Thiện hiểu rõ, cho dù là Hứa Trường Thiện tại y thuật bên trên cũng không dám nói nhất định có thể vượt qua Hứa Thuần Lương, nói cách khác, Hứa Trường Thiện đối cháu trai bảo bối này cũng không phải là hoàn toàn giải. Hứa Trường Thiện nói, đứa nhỏ này ngược lại là có chút bản sự, đối với hắn ta đã yên tâm. Diệp lão nói, có bản lĩnh cũng cần chúng ta nâng lên ngựa đưa đoạn đường, có thể giúp đỡ vẫn là phải giúp đỡ. Hứa Trường Thiện nói, ta ngoại trừ hiểu chút y thuật, cũng giúp không được hắn cái gì, dù sao ta về sau gia nghiệp khẳng định là lưu cho hắn. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, ta cũng không có nhiều gia nghiệp, hắn cũng không có thèm. Diệp lão nói, ta phát hiện ngươi có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng A. Hứa Trường Thiện nói, đó còn cần phải nói, chúng ta tổ tiên lập hạ quy củ, hứa ra y thuật truyền tử không truyền nữ, ta cũng chỉ có một bảo bối cháu trai, ta không thương hắn thương ai. Diệp lão không khỏi mỉm cười, hắn thích cùng Hứa Trường Thiện nói chuyện phiếm, nói chuyện đi thẳng về thẳng, không có nhiều như vậy loan loan quấn quấn.
không khỏi liên tưởng tới hắn hai vị lão hữu, Diệp lão thiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Hứa Trường Thiện lấy là mình nói sai, tranh thủ thời gian chào hỏi Diệp lão uống trà. Diệp lão lại uống chén trà nói, ta nhớ được Thuần Lương không phải đang kiến thiết tân y viện sao? Làm sao đột nhiên liền đem Chủ Hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm cho từ? Hứa Trường Thiện nói, hắn nói công việc quá bận rộn. Diệp lão mới không cho rằng là nguyên nhân này, liền Hứa Thuần Lương tinh lực như vậy quá thừa dáng vẻ làm sao có thể ngại công việc bận quá. Nói khẽ cũng tốt, người trẻ tuổi không thể chỉ cố lấy công việc, cũng muốn đưa ra thời gian đến nhiều học tập. Hứa Thuần Lương từ đi Chủ Hoạch kiến lập làm công việc về sau, khỏe mạnh cùng bệnh truyền nhiễm viện đầu tư đàm phán tiến triển rất nhanh, mặc dù bệnh truyền nhiễm viện phương diện yêu cầu 50 ức đầu tư một lần rót vào, nhưng là Bình Thanh vẫn kiên trì chia hai kỳ đầu nhập, đồng thời đầu nhập 30 ức dùng cho mới bệnh viện xây dựng cơ bản, hai kỳ 2 tỷ dùng để đưa vào nhân tài. Mà lại đồng thời đầu nhập 30 ức cũng là có điều kiện, bọn hắn yêu cầu toàn diện nhận xây tân y viện, thành lập giám sát tiểu tổ. Bệnh truyền nhiễm viện có thể phái nhân viên tiến vào giám sát tổ. Bệnh truyền nhiễm viện cấp lãnh đạo đối điều kiện này cũng không hài lòng. Cục vệ sinh làm toàn bộ hành trình tham gia đàm phán phe thứ ba, ý kiến của bọn hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, từ một góc độ khác đến xem để Khang Kiện tập đoàn đến nhận xây tân y viện có thể ngăn chặn bọn hắn bên này có khả năng xuất hiện tham ô mục nát hành vi. Về phần Khang Kiện tập đoàn có thể hay không tồn tại báo cáo láo kiến trúc phí tổn, thi công bên trong ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu vấn đề hầu như không tồn tại, bọn hắn sẽ nghiêm mật giám thị, mà lại khỏe mạnh hoa chính là bọn hắn tiền của mình, bình thường xí nghiệp tư nhân hạch toán chi phí muốn so công hữu đơn vị càng thêm cẩn thận. Dựa theo Phó Cục trưởng Ngô Trung Nghĩa thuyết pháp, hiện tại có người nguyện ý bỏ tiền, còn nguyện ý xuất lực giúp các người đem tân y viện dựng lên, các người liền vụng trộm vui đi thôi. Viện trưởng Nghiêm Hồi Ý cùng Bí Thư Tôn Vi Dân bọn hắn cũng chính là lần này. Hai người đều ôm tâm tư giống nhau, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, Ngô Trung Nghĩa thuyết pháp rất có đạo lý. Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong lần này đàm phán bên trên biểu hiện đến coi như cường ngạnh một chút, bởi vì hắn tại bệnh truyền nhiễm viện đường phải đi còn rất dài, lấy tình trạng trước mắt đến xem, coi như tân y viện kiến thiết thuận lợi, trong tương lai quản lý kinh doanh bên trong bệnh truyền nhiễm viện một phương cũng rất khó thu hoạch được quyền chủ đạo, Hứa Thuần Lương đã từng nhắc nhở qua hắn, đây cũng là hắn khó mà tiếp nhận. Liền Nghiêm Hồi Ý đều khuyên hắn đối với chuyện này muốn khai thác nhất định sách lược, trước tiên đem đầu tư chứng thực lại nói, nếu như bọn hắn không vừa lòng Khang Kiện tập đoàn điều kiện, không bài trừ đối phương từ bỏ đầu tư khả năng, nếu thật là kia cái bộ dáng, chẳng phải là gà bay trứng vỡ, hết thảy đều muốn từ đầu tới qua. Phan Tuấn Phong hiện tại phát hiện Hứa Thuần Lương rời khỏi thời cơ lựa chọn phi thường thỏa đáng, nếu như Hứa Thuần Lương tại còn có người có thể giúp mình chia sẻ một chút. Hứa Thuần Lương rời khỏi về sau, biến thành hắn một người một mình phấn chiến. Phan Tuấn Phong phi thường rõ ràng, nếu như kiên trì không chịu nhượng bộ, kết quả sau cùng rất có thể là mình từ bệnh truyền nhiễm viện rời đi. Cục lãnh đạo đã rất huyền chuyển ám chỉ qua hắn, Phan Tuấn Phong lâm vào xoắn suýt bên trong. Mở xong ban lãnh đạo nội bộ hội nghị, Phan Tuấn Phong đầy cõi lòng tâm sự đi hướng bãi đỗ xe, nghe được Hứa Thuần Lương gọi hắn. Hứa Thuần Lương Cayenne vừa mới xây xong. Hắn vừa để xe trở về, lập tức quốc khánh, bệnh viện muốn làm một cái liên hoan văn nghệ tiệc tối, công hội tổ chức một cái động viên hội, thân là đoàn bí thư làm sao đều phải ra mặt đi cái hình thức. Nhìn thấy Phan Tuấn Phong sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Hứa Thuần Lương liền biết hắn tâm tình không tốt, cười nói, Phan Việt, người đây là hướng đến nơi đâu. Phan Tuấn Phong nói, tân y viện công trường đi xem một chút, người bây giờ dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, Phan Việt, người thật là lớn oán khí. Phan Tuấn Phong nói, ta đều nghĩ bỏ gánh không làm, cái này địch Bình Thanh bàn tay đến thực sự là quá dài. Hứa Thuần Lương nói, bất giận, ta gần nhất tương đối bận rộn, chờ làm xong mấy ngày nay ta xin ngài uống rượu. Phan Tuấn Phong điện thoại di động vang lên, móc ra xem xét là khỏe mạnh bên kia đàm phán đại biểu, hắn nghĩ nghĩ, đưa di động một lần nữa thả về túi áo, trong lòng thầm mắng đi mẹ nó, nếu như không phải là bởi vì đầu tư lão tử căn bản không để ý các ngươi. Hứa Thuần Lương cũng không có cùng hắn nhiều trò chuyện, lập tức liền đi họp, bước nhanh hướng bệnh viện phòng họp nhỏ đi đến, đi vào cửa phòng hội nghị gặp cũng tới tham dự bí thư Tôn Vi Dân. Tôn Vi Dân có thể đến tham dự là biểu đạt trong nội viện đối lần này văn nghệ hội diễn coi trọng. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Tôn Vi Dân nói cho hắn biết vào đảng sự tình đã giải quyết, đối Hứa Thuần Lương tới nói cũng là việc vui một kiện, cái này mang ý nghĩa cho hắn tại bên trong thể chế tấn thăng trải bằng con đường. Hội nghị vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hứa Thuần Lương điện thoại liền chấn động, hắn không có nhận,
lại một lát sau, viện làm Phan Oánh Oánh chạy tới để hắn về văn phòng nghe, điện thoại là thị tổ chức cơ cấu đánh tới. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, có mấy cái giống nhau dãy số điện thoại cố định, đoán chừng đều là một cái bộ môn. Hắn suy nghĩ mình gần nhất giống như không có phạm sai lầm gì, coi như phạm sai lầm cũng không trở thành bị cái ngành này hẹn đàm, mang theo lòng tràn đầy mê hoặc Hứa Thuần Lương trở lại viện xử lý, cầm điện thoại lên, uy. Vị kia, Hứa Thuần Lương đồng chí sao? Là ta. Là như thế này, người có thể đến chúng ta nơi này một chuyến sao? Có chuyện trọng yếu phi thường cần cùng người gặp mặt nói chuyện. Hứa Thuần Lương từ ở bên trong lấy được hai cái tin tức, một là phi thường trọng yếu, hai là đối phương đối với hắn xưng hô là người, ấn lý thuyết Hứa Thuần Lương hiện tại cũng chính là miễn cưỡng là cái phó khoa cấp, người ta không cần thiết đối với hắn như thế khách khí. Chỉ cần là thể chế bên trong người người nào không biết tổ chức cơ cấu là làm gì. Hứa Thuần Lương lần này cũng không có lãnh đạo, sẽ cũng không mở, cho Tôn Vi Dân phát cái tin xin phép nghỉ, đây cũng là đối lãnh đạo vốn có tôn trọng. Hứa Thuần Lương đi vào thị trung tâm hành chính, Tần Chính Dương giúp hắn làm cho giấy thông hành lúc này hiện ra tác dụng, bảo an nhìn thấy giấy thông hành đều không có hỏi đến liền cho hắn cho đi. Hứa Thuần Lương nghênh ngang lái vào đại môn, dựa theo trong điện thoại cung cấp địa chỉ tìm được văn phòng. Tổ chức phương diện người phụ trách Trương Thủy Tường đang chờ hắn. Thư ký đem Hứa Thuần Lương đưa đến trước mặt hắn. Trương Thủy Tường cười rạng rỡ nói, Hứa Thuần Lương đồng chí. Hắn đứng dậy cùng Hứa Thuần Lương nắm tay. Hứa Thuần Lương có chút thụ sủng nhược kinh, người ta là thường ủy một trong, thế mà như thế bình dị gần gũi hòa ái dễ gần, một chút kiêu ngạo không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, chẳng lẽ là bởi vì Uông Kiến Minh nguyên nhân. Nhưng mình cũng không có tìm Uông Kiến Minh chào hỏi muốn đề bạt a. Trương Thủy Tường chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi xuống, còn để thư ký cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, thư ký rời đi về sau đóng cửa phòng. Trương Thủy Tường nói, là như thế này, tổ chức bên trên quan sát khảo nghiệm ngươi đã có một đoạn thời gian rất dài. Hứa Thuần Lương nội tâm hơi hồi hộp một chút, chủ quan, bị tổ chức bên trên theo dõi lâu như vậy cũng không phát hiện, cố ý giả trang ra một bộ thấp thỏm bộ dáng, Trương Bộ, ta. Không phải phạm sai lầm gì chứ. Trương Thủy Tường tâm nói cho cùng tuổi trẻ, nhưng ngươi loại này cấp bậc phạm sai lầm còn muốn ta tự mình cùng ngươi đàm. Không qua nét mặt của hắn vẫn là như Mộc Xuân Phong, nhìn qua Hứa Thuần Lương dáng vẻ cực kỳ giống nhìn xem mình sủng ái nhất hài tử. Hứa Thuần Lương đồng chí, ngươi công việc đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, nghiêm lấy kiềm chế bản thân, cẩn trọng, dám vì người trước, mặc kệ tại bất kỳ một cái nào cương vị đều biểu hiện ra ngươi chắc tuyệt năng lực làm việc cùng cao quý đạo đức phẩm chất. Hứa Thuần Lương thật giật nảy mình. Cũng may mình thanh tỉnh, không phải còn tưởng rằng người khác cho hắn niệm điếu văn đâu. Hứa Thuần Lương nói, đây đều là ta nên làm. Trương Thủy Tường nói, khó được nhất là, người còn trẻ như vậy liền có được xuất sắc năng lực lãnh đạo, chúng ta đi thăm Trường Hưng Bệnh viện, Hồ Sơn Trấn cùng Bệnh truyền nhiễm viện, công việc của ngươi năng lực đạt được công nhận, hồi trước Cử Châu Địa Chấn, ngươi lại là chủ động báo danh, cái thứ nhất công kích phía trước, không sợ gian nan không sợ hiểm trở, tướng cái người sinh tử không để ý. Vì huynh đệ thành thị kháng chấn, chống chấn động cứu tế công việc làm ra cống hiến rất lớn. Hứa Thuần Lương không tự chủ được ưỡn ngực, đến cùng là lãnh đạo nói chuyện có trình độ, đến cùng là lãnh đạo thấy rõ ràng, ngươi nếu là không nói, ta mẹ nó mình cũng không phát hiện mình ưu tú như vậy, hiện tại hắn trên cơ bản minh bạch, đây nhất định là muốn đề bạt mình a. Hứa Thuần Lương đầu tiên nghĩ đến Uông Kiến Minh, nhưng Uông Kiến Minh nếu là nghĩ đề bạt mình, Tần Chính Dương lẽ ra trước hướng mình hóng gió. Hiện thực là hắn một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Chẳng lẽ chuyện này cùng Uông Kiến Minh không quan hệ? Nghĩ nghĩ mình cấp bậc, không có kinh động Đông Châu người đứng đầu cũng đúng là bình thường, nhưng là người ta Trương Thủy Tường cũng là thường ủy một trong, hắn tự mình tìm mình nói chuyện khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to đi. Trương Thủy Tường nói, lấy năng lực cá nhân của ngươi lưu tại bệnh truyền nhiễm viện có chút khuất tài, hẳn là đi rộng lớn hơn sân khấu phát triển. Hứa Thuần Lương nội tâm tràn ngập tò mò. Đây là muốn cho mình danh phận rồi. Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy, đúng, khả năng nhất chính là chỗ đó, để cho mình đi phụ trách bên kia công việc, cho cái tên phần, cũng tốt danh chính ngôn thuận quản lý. Trương Thủy Tường lời kế tiếp hoàn toàn ra khỏi Hứa Thuần Lương ngoài ý liệu, Hứa Thuần Lương đồng chí, xét thấy ngươi tại Cử Châu kháng chấn, chống chấn động cứu tế bên trong biểu hiện xuất sắc, chúng ta quyết định điều ngươi đi Đông Châu thị cục dân chính xã hội cứu trợ khoa đảm nhiệm khoa trưởng. Kiêm nhiệm cục chủ nhiệm phòng làm việc. Đây là căn cứ vào cục dân chính mãnh liệt nguyện vọng trên cơ sở, chúng ta tổng hợp cân nhắc về sau quyết định. 4.
Hứa Thuần Lương có chút mộng bức, dân chính. Coi như hắn lại có sức tưởng tượng cũng không có khả năng nghĩ đến mình sẽ cùng bộ dân chính cửa đáp lên quan hệ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh mạch suy nghĩ tìm được trong đó mạch lạc, cha nuôi Diệp Sương Nguyên là giảm tai ủy, giảm tai ủy là dân chính lệ thuộc bộ môn, Diệp Sương Nguyên bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, dân chính phương diện cũng muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Hai ngày trước ở kinh thành thời điểm liền nghe nói Chu thư ký rất có thể đi giảm tai ủy tiếp nhận Diệp Sương Nguyên chức vị, hiện tại mình tại không biết rõ tình hình tình trạng dưới làm việc bị điều động, thậm chí không có nói trước trưng cầu mình cùng ý. Dân chính phương diện đối sự gia nhập của mình ôm lấy mãnh liệt nguyện vọng. Không có khả năng, bọn hắn lại không nợ mình, bất quá bọn hắn thiếu Diệp gia, nghĩ tới đây, Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn cầm thanh chuyện này nhân quả, phải cùng Diệp gia có quan hệ. Hứa Thuần Lương mặc dù không muốn dựa vào quan hệ bám váy thượng vị, nhưng là tổng không thể cự tuyệt Diệp gia hảo ý, mà lại hắn nghĩ tới một chuyện khác, mình nghĩ đối một ít người động thủ thời điểm đang lo lắng áp dụng như thế nào phương thức. Lần này tốt, một cây hợp pháp quyền trượng liền đưa tới, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. 1. Hứa Thuần Lương vẫn là biểu hiện ra người trẻ tuổi vốn có điệu thấp khiêm tốn, cảm tạ tổ chức tín nhiệm, cảm tạ cục dân chính lãnh đạo hậu ái, mặc dù dân chính công tác hội đứng trước rất lớn khó khăn, nhưng là ta sẽ đem phần này công làm coi là khiêu chiến, ta tin tưởng ta có thể đảm nhiệm phần công tác này, cũng sẽ tại mới công việc trên cương vị là rộng rãi lão bách tính mưu cầu phúc lợi. Trương Thủy Tường cảm khái nói tốt. Hiện tại cán bộ trẻ tuổi có ngươi dạng này giác ngộ cũng không nhiều, ngươi đi chuẩn bị một chút, đem trong tay công việc tiến hành một chút giao tiếp, tháng sau số 1 đi cục dân chính đi làm. Hứa Thuần Lương tính toán một cái, tháng sau số 1 không phải lễ quốc khánh sao. Không chờ hắn nhắc nhở Trương Thủy Tường đã trước tỉnh ngộ lại, cuối tháng đi thôi, ngay sau đó thả cái quốc khánh giả, kháng chấn, chống chấn động cứu tế trở về ngươi còn không hảo hảo nghỉ ngơi, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo điều chỉnh một chút. Hứa Thuần Lương rời đi Trương Thủy Tường văn phòng, đến đi ra bên ngoài dương quang sán lạn, hắn thở dài nhẹ nhõm, suy tính một lát, trước cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, đem tổ chức bên trên chủ động tìm tới cửa cho hắn thăng chức sự tình tình nói. Tần Chính Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đầu tiên nghĩ đến là chuyện này khẳng định không phải Uông Thư Ký chỉ thị, nếu như là Uông Thư Ký quyết định khẳng định không có khả năng vòng qua chính mình. Mặt ngoài nhìn Hứa Thuần Lương công việc từ phó khoa cấp biến thành khoa cấp. Nhưng hắn là từ cục vệ sinh vượt qua đến cục dân chính, loại này khoảng cách chi lớn tại bên trong thể chế cũng ít khi thấy, mà lại Hứa Thuần Lương đi chính là xã cứu khoa, ai cũng biết đây là một cái thực quyền phòng. Xã cứu khoa chủ yếu chức năng liền là phụ trách toàn thành phố chống thiên tai cứu tế công việc, tỉ như cứu tế vật liệu xin, tiếp nhận, điều phối các loại, chỉ đạo, giám sát toàn thành phố áp dụng thành hương cư dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ chế độ. Chế đặt trước toàn thành phố xã hội phúc lợi phát triển quy hoạch, chỉ đạo xã hội phúc lợi sự nghiệp đơn vị quản lý công việc. Không chỉ là cái này thực quyền phòng, còn để hắn đảm nhiệm cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc, có thể nói Hứa Thuần Lương tiền nhiệm về sau chính là gần với mấy vị cục trưởng phó cục trưởng tồn tại, lấy năng lực của hắn cùng bối cảnh, đoán chừng cục trưởng cũng muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Biết rõ nhiều câu hỏi này, Tần Chính Dương vẫn hỏi một câu, Thuần Lương, Uông Thư Ký biết không? Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng hắn không biết, ta điều động còn không đến mức để hắn chú ý. Tần Chính Dương suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp cùng Uông Thư Ký lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta là nghĩ chào hỏi hắn, bất quá cái thứ nhất trước được nói cho ngươi. Tần Chính Dương trong lòng phát lên một cỗ ấm áp, Hứa Thuần Lương rất biết làm việc, cũng đều vì hắn cân nhắc, kỳ thật chuyện này không cần thiết trưng cầu mình ý kiến. Chính ngươi muốn đi sao? Hứa Thuần Lương nói, ta vẫn được, đúng, Chính Dương ca, nếu không ngươi giúp ta cùng Uông Thư Ký nói một tiếng, hắn công việc bận rộn như vậy, ta không muốn đánh nhiễu hắn. Tần Chính Dương đáp ứng. Tần Chính Dương cúp điện thoại về sau, đi Uông Kiến Minh văn phòng đưa bản thảo, Uông Kiến Minh có cái quen thuộc, không thích nhìn điện tử ngăn, cho nên Tần Chính Dương dựa theo hắn ý tứ mô phỏng tốt phát biểu bản thảo về sau, đánh trước ra cho hắn thẩm duyệt, Uông Kiến Minh phê chữa sau hắn lại sửa chữa đóng dấu. Cứ như vậy một lần tăng lên Tần Chính Dương không ít lượng công việc, nhưng chỉ cần lãnh đạo hài lòng, hắn liền làm không biết mệt. Uông Kiến Minh tiếp nhận bản thảo gật đầu nói, hiệu suất có thể a. Hắn đối Tần Chính Dương công việc vẫn là vô cùng hài lòng. Tần Chính Dương cười nói, chủ yếu là Uông Thư Ký chỉ đạo tốt. Uông Kiến Minh cười ha hả, được rồi, ngươi đừng đi theo ta một bộ này a, ta xem trước một chút, xem hết cho ngươi ý kiến. Nhìn thấy Tần Chính Dương cũng không có lập tức cáo từ ý tứ, Uông Kiến Minh nói, có sự tình. Tần Chính Dương nói, là như thế này,
Hứa Thuần Lương vừa gọi điện thoại đến ủy thác ta chuyển cáo người một sự kiện. Uông Kiến Minh nói, tiểu tử này, có việc trực tiếp tìm ta không được sao? Còn phải thông qua ngươi chuyển cáo. Hắn sợ chậm trễ người công việc. Uông Kiến Minh nói, có phải là hắn hay không lại rước lấy phiền phức? Kia thật không có, hôm nay tổ chức bên trên tìm hắn, điều hắn đi cục dân chính công việc. Uông Kiến Minh sửng sốt một chút, ai tìm hắn? Trương Bộ. Uông Kiến Minh nhíu mày, một cái nho nhỏ phó khoa cấp điều động thế mà liền Trương Thủy Tường đều tự mình xuất động, trong này có nhiều bí ẩn a. Hắn nhớ tới người tại Đông Châu Diệp Lão, ấn lý thuyết Diệp Lão không sẽ trực tiếp hỏi đến nhỏ như vậy sự tình, coi như muốn giúp Hứa Thuần Lương tấn thăng, hắn chỉ cần cùng chính mình nói một tiếng là được rồi, tại sao muốn vòng qua mình? Uông Kiến Minh nhớ tới bởi vì Diệp Sương Nguyên hy sinh vì nhiệm vụ mà phát sinh giảm tai ủy ban biến động, vốn cho là hoạn lộ đi đến cuối Chu thư ký đi giảm tai ủy, tiếp nhận Diệp Sương Nguyên nguyên bản chức vụ, chẳng lẽ là hắn? Như quả là như thế này, lần này điều động phía sau có thâm ý khác. Uông Kiến Minh lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Tần Chính Dương không có quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, về phần lãnh đạo nghĩ như thế nào, làm thế nào, hắn cũng không quan tâm. Tần Chính Dương chuẩn bị lúc ra cửa Uông Kiến Minh gọi lại hắn, tiểu Tần, chính hắn muốn đi sao? Tần Chính Dương xoay người nói, ta cảm giác hắn rất vui vẻ. Hứa Thuần Lương thô sơ giản lược tính toán, mình đi cục dân chính cũng liền hơn nửa tháng. Tổ chức bên trên khẳng định sẽ đi cái chương trình, chờ tiếp vào điều lệnh hắn liền có thể đi qua. Hứa Thuần Lương cũng không có tiếng trương, về bệnh viện về sau hội nghị đã mở xong. Hắn đi công hội trao đổi một chút, Hứa Thuần Lương người này không thích đầu voi đuôi chuột, tại cương vị một ngày liền phải đem công việc của mình viên mãn hoàn thành. Về văn phòng thời điểm, trên đường cùng khỏe mạnh tổng giám đốc Địch Bình Thanh không hẹn mà gặp, Địch Bình Thanh bên người còn có hai vị trợ lý đi theo, hắn mới từ nghiêm hồi ý văn phòng ra. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, trên mặt của hắn chất lên tiếu dung, nha, Hứa chủ nhiệm, ta chính nói gần nhất không có gặp ngươi đây. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Địch tổng quý nhân hay quên sự tình, chúng ta trước đây không lâu mới ở Kinh Thành gặp mặt qua. Địch Bình Thanh nói, ý của ta là gần nhất mấy lần đàm phán đều không gặp ngươi có mặt. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ con hàng này là có chủ tâm cố ý, chính là hắn khiếu nại mình, thông qua cục vệ sinh cho mình áp lực. Tướng mình đá ra mới bệnh viện kiến thiết công việc bếp núc, thế mà còn ở trước mặt mình cất minh bạch giả bộ hồ đồ, người này nhân phẩm có vấn đề, cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thuần Lương cười nói, Địch tổng đối bệnh viện chúng ta tình huống không hiểu rõ ta hiện tại đã không còn phụ trách mới bệnh viện Chu Hoạch Kiến lập công việc. Địch Bình Thanh giả bộ ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy, ta còn hy vọng hợp tác với ngươi đâu. Hứa Thuần Lương cười hắc hắc nói, Địch tổng yên tâm, thời gian dài đây. Chúng ta có là cơ hội hợp tác. Trong lòng thầm mắng cái này dối trá vô sỉ đồ vật, lão tử lập tức đi ngay dân chính tiền nhiệm, người nhà cùng ta làm đúng, hai ngày nữa liền để ngươi biết vậy chẳng làm. Địch Bình Thanh mặc dù biết Hứa Thuần Lương có chút bản sự, thế nhưng không có để hắn vào trong mắt, một cái nho nhỏ phó khoa cấp có thể lật lên sóng gió gì, Chu Hoạch Kiến lập xử lý chủ nhiệm bị miễn chính là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Địch Bình Thanh hướng phía trước thời điểm ra đi. Hứa Thuần Lương nhắc nhở một câu, cẩn thận, trượt. Địch Bình Thanh dừng bước lại, quay người nhìn Hứa Thuần Lương một chút, ý vị thâm trường đáp lại nói, ta nếu là có cái gì sơ suất, bệnh viện các ngươi là muốn nhận gánh trách nhiệm. Diệp Lão thích loại này thanh tịnh cuộc sống bình thường, hai ngày này cùng Hứa Trường Thiện cùng một chỗ sáng sớm luyện công buổi sáng, dạo phố mua thức ăn, công viên đánh cờ, ở Kinh Thành hắn từ không thử nghiệm qua cuộc sống như vậy. Hắn không có để Tiểu Cảnh đi theo. Bất quá Tiểu Cảnh vẫn là không yên lòng, còn là theo chân, chỉ là khoảng cách nhau rất xa. Diệp Lão đối với hắn lựa chọn không nhìn, sáng sớm hôm nay, hai người bọn họ đi ẩn Long Hồ kết bạn câu cá, Diệp Lão câu đi lên một đuôi dài hơn một mét lớn cá chấm đen, trên mặt lộ ra đã lâu thiếu dung, cùng cá chấm đen chụp ảnh chung chụp ảnh chi về sau, hai vị lão gia tử hợp lực tướng cá chấm đen phóng sinh. Hứa Trường Thiện đem câu cá ảnh chụp phát cho Hứa Thuần Lương, Diệp Lão phát cho Diệp Thanh Nhã. Đạt được vãn bối nhất trí tán thưởng. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy ra ảnh chụp, trong lòng cảm thấy an ủi, nhìn tới chọn đến Đông Châu chữa thương là chính xác. Bên trên buổi trưa Hạ Uyển Oánh gọi điện thoại tới, hỏi thăm bọn họ tình hình gần đây, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút lúc nào phù hợp qua tới thăm một chút Diệp Lão. Diệp Thanh Nhã nói cho nàng ngày mai Hứa Thuần Lương an bài đi Nguy Sơn đảo Hiển Hồng nông trường nghỉ phép, nếu như thuận tiện, cái đôi này có thể đi bên kia. Ngày mai vừa lúc là thứ bảy,
Hạ Uyển Oánh đại biểu Uông Kiến Minh đáp ứng xuống. Hứa Thuần Lương bên này nhận được cục dân chính cục trưởng Vương Đồng An điện thoại, một người mới đi mới đơn vị đi làm bình thường muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp đơn vị lãnh đạo. Nhưng đến Hứa Thuần Lương nơi này ngược lại đi qua, đơn vị lãnh đạo thế mà hạ thấp tư thái gọi điện thoại cho hắn, còn chủ động mời hắn hết thứ ba ban đêm cùng nhau ăn cơm. Đơn vị lãnh đạo như thế bình dị gần gũi, Hứa Thuần Lương cũng không tiện cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng xuống, bất quá hắn cũng đưa ra yêu cầu, bữa cơm này phải tự mình tới trả tiền, địa điểm mời Vương cục an bài. Hứa Thuần Lương ý thức được mình đi cục dân chính sự tình chẳng mấy chốc sẽ không dối gạt được, tổ chức bên trên điều lệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ đến bệnh viện, cân nhắc đến Nghiêm Hồi Ý tại mình gặp khó lúc chủ động duỗi ra viện thủ, tại tình tại lý đều hẳn là cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nghiêm Hồi Ý nghe nói Hứa Thuần Lương muốn đi, biểu lộ là phi thường kinh ngạc, kỳ thật hắn sớm liền nghĩ đến khả năng này, Hứa Thuần Lương là cái phi thường tốt mạnh người, mới bệnh viện cánh đồng là hắn tranh lấy xuống, hắn bản ý là muốn tự tay tướng Tân Y viện kiến thiết, lúc đầu chuyện này cũng đàm đến 7-8 phần, nhưng Xích Đạo vốn liếng đầu tư kêu dừng cùng Khang Kiện tập đoàn tham gia khiến cho Hứa Thuần Lương bị loại, lấy tính cách của hắn khẳng định nuốt không trôi cái này khẩu khí, từ đi Chủ Hoạch Kiến lập xử lý chủ nhiệm chỉ là hắn muốn cho thấy thái độ. Rời đi mới là lựa chọn của hắn. Nghiêm Hồi Ý nói, tiểu Hứa, ta biết gần nhất ngươi. Ngươi thụ một chút ủy khuất, nhưng ngươi không thể bởi vì. Hứa Thuần Lương nói, ta đi cục dân chính xã cứu khoa đảm nhiệm khoa trưởng. Nghiêm Hồi Ý lập tức không nói, người ta lên chức, lần này mình giữ lại liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, lưu tại bệnh truyền nhiễm viện, mình cũng không thể nào lập tức liền đem hắn trích phần trăm chính khoa cấp, bên trong thể chế lên chức là có chế độ, đặc biệt là cần điều kiện. Coi như mình có thể đặc biệt tăng lên hắn là chính khoa, bệnh truyền nhiễm viện chính khoa có thể cùng cục dân chính khoa đánh đồng. Mà lại người ta đi phụ trách xã cứu khoa, đây chính là cục dân chính số một quyền lực phòng. Hứa Thuần Lương nhìn ra Nghiêm Hồi Ý có chút thất lạc, lại bổ sung một câu, kiêm nhiệm cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc. Nghiêm Hồi Ý nhìn qua Hứa Thuần Lương kia, vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi, ngoại trừ chúc phúc cũng chỉ có chúc phúc. Hứa Thuần Lương cười nói, Nghiêm viện, tạ ơn người trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, ta cũng không muốn đi, bất quá cục dân chính quá thiếu nhân thủ, tổ chức bên trên không phải điều ta đi qua. Nghiêm Hồi Ý nghĩ đến hắn cùng Uông thư ký quan hệ, đoán chừng là Uông thư ký an bài, đánh. Dự định lúc nào đi? Lễ quốc khánh sau đi cục dân chính thức đi làm, trong khoảng thời gian này ta còn tại bệnh viện, Nghiêm viện, người trước thay ta giữ bí mật. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, hắn là thật không muốn Hứa Thuần Lương đi. Trường Thiện bệnh viện lần này kháng chấn, chống chấn động cứu tế phái ra đội tiếp viện làm ra rất tốt hiệu quả, liền Cử Châu đều có bệnh nhân sang đây xem bệnh, nhân viên y tế bận tối mày tối mặt, Trịnh Bồi An trong khoảng thời gian này cơ hồ liền không có nghỉ ngơi qua, hắn cũng là vất vả, Trường Hưng bệnh viện phòng cấp cứu bên kia trả hết lấy ca đêm. Thật vất vả mới đem phòng khám bệnh nhân xem hết, ngồi trên ghế liền đánh lên chợp mắt. Hứa Thuần Lương trải qua thời điểm, nghe được hắn thơm ngọt tiếng hô, nhìn thoáng qua không có đánh thức hắn, trực tiếp đi phòng làm việc của viện trưởng. Cố Hậu Nghĩa ngay tại định ra công việc kế hoạch, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, cười nói, tiểu Hứa, hôm nay làm sao có rảnh. Hứa Thuần Lương đi vào hắn đối diện ngồi xuống, vừa vặn đi ngang qua, nghĩ đến cùng người phiếm vài câu. Cố Hậu Nghĩa tướng trên bàn công việc buông xuống, chuyện vãn đi. Hứa Thuần Lương nói, người đi theo Địch Bình Thanh đánh qua không ít quan hệ, người này thế nào? Cố Hậu Nghĩa cũng nghe nói Khang Kiện tập đoàn muốn đầu tư bọn hắn mới bệnh viện sự tình, nói khẽ, rất thông minh một người, hắn đi qua chuyên chú khỏe mạnh dưỡng lão sản nghiệp, chính miệng nói qua truyền thống chữa bệnh thị trường đầu tư chu kỳ trường, lợi nhuận thấp, cho nên hắn không hứng thú, chẳng biết tại sao sẽ thay đổi chủ ý. Ta có thể hỏi một chút người không muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác lý do sao? Cố Hậu Nghĩa nở nụ cười, cũng không có gì có thể giấu giếm, ta cùng hắn lý niệm không hợp. Mặc dù hắn đánh lấy từ thiện cờ hiệu, nhưng suy cho cùng vẫn là một cái thương nhân. Hứa Thuần Lương nói, hắn cùng dân chính phương diện quan hệ không tệ. Cố Hậu Nghĩa nói, xử lý dưỡng lão cùng quản linh cữu và mai táng nghiệp, phải cùng dân chính giữ gìn mối quan hệ, ta nghe nói Địch Bình Thanh tại dân chính giao thiệp rất rộng. Hứa Thuần Lương khinh thường cười một tiếng, cố viện, ta lập tức liền muốn rời khỏi hệ thống vệ sinh. Cố Hậu Nghĩa hơi lấy làm kinh hãi, làm sao? Ngươi không phải làm rất tốt sao? Cục dân chính thiếu người, để cho ta đi xã cứu khoa đảm nhiệm khoa trưởng. Cố Hậu Nghĩa nhớ tới Hứa Thuần Lương vừa mới nghe ngóng Địch Bình Thanh sự tình, lại liên tưởng đến Hứa Thuần Lương sắp đến điều động công việc,
trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Hứa Thuần Lương đi cục dân chính chính là muốn nhằm vào Địch Bình Thanh? Nếu như có ý nghĩ như vậy vậy cũng không sáng suốt. Cố Hậu Nghĩa nói, xã cứu khoa là cái lôi cuốn phòng, người đến đó quyền lực khẳng định phải so hiện tại lớn, bất quá tay bên trên quyền lực càng lớn càng cần phải cẩn thận, xử lý các mặt quan hệ nhất định phải thận trọng, tổ chức bên trên giao phó chúng ta quyền lực là để chúng ta tốt hơn vì nhân dân phục vụ, mà không phải dùng tại phương diện khác. Hứa Thuần Lương nghe hiểu hắn đối nhắc nhở của mình, cười nói, yên tâm đi, con người của ta sẽ không công báo tư thù, nhiều nhất liền là giải quyết việc chung. 1. Diệp Lão chưa từng tới bao giờ Nguy Sơn Đảo, đến ở trên đảo chuyện thứ nhất chính là đi đường sắt anh hùng bia kỷ niệm, tặng hoa thời điểm, thấy được chung quanh kiến trúc ngay tại sửa chữa, số tiền kia cũng không phải là chính phủ chi tiêu, mà là từ Đông Nghiễm Sinh người hiến cho, Đông Nghiễm Sinh đã sớm lại tới đây chờ lấy, thuận tiện kiểm tra một chút hiện trường công trình tiến độ. Hứa Thuần Lương đem hắn giới thiệu cho Diệp Lão nhận biết, Diệp Lão nghe nói Đông Nghiễm Sinh đã từng trải qua tiền tuyến, cùng hắn hàn huyên, hai người rất có mới quen đã thân cảm giác. Uông Kiến Minh vợ chồng tại vào lúc ban đêm đến Hiển Hồng Nông Trường, toàn bộ hành trình giữ bí mật. Hứa Thuần Lương sớm an bài Hiển Hồng Nông Trường du thuyền nghênh đón, trực tiếp từ cổ tuyển trấn bến tàu lên thuyền, dừng sát ở Hiển Hồng Nông Trường tư nhân mã đầu. 1. Tần Chính Dương cùng lái xe tùy hành. Uông Kiến Minh vợ chồng xuống thuyền sau liền đi Diệp Lão ngủ lại suối nước nóng tứ hợp viện thăm viếng hắn. Diệp Thanh Nhã cùng Hạ Uyển Oánh hẹn nhau đi bên ngoài thưởng thức suối nước nóng khách sạn cảnh quan, nhưng thật ra là cho Uông Kiến Minh cùng Diệp Lão một cái đơn độc nói chuyện trời đất cơ hội. Diệp Lão nói, Kiến Minh, người công việc bận rộn như vậy không cần thiết đặc biệt tới một chuyến. Uông Kiến Minh nói, Diệp Gia Gia, người đến Đông Châu, ta nếu là không đến tiếp, để Gia Gia biết nhất định sẽ trách ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Lão nói, ta rời kinh sự tình cũng chưa nói cho hắn biết, người cũng không cần nói. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu. Diệp Lão phi thường rõ ràng, chuyện này hắn không có khả năng không nói cho người nhà. Uông Kiến Minh cũng không đề cập Diệp Sương Nguyên sự tình, bởi vì Diệp Thanh Nhã đặc địa đã thông báo, Gia Gia đến Đông Châu chính là giải sầu chữa thương, tốt nhất đừng đề cập khởi chuyện cũ để hắn khổ sở, kỳ thật Diệp Thanh Nhã coi như không nói, Uông Kiến Minh cũng không sẽ chủ động sách. Diệp Lão nói, người đến Đông Châu công việc còn thích ứng sao? Uông Kiến Minh nói, còn tốt. Cho tới bây giờ công việc khai triển coi như thuận lợi. Diệp Lão nói, chúng ta ba nhà, thế hệ tuổi trẻ bên trong ngươi là có tiền đồ nhất một cái. Đổi thành Kiều Như Long hay là hắn cháu rể thời điểm, Diệp Lão hẳn là sẽ không nói như vậy. Kiều Như Long vứt bỏ thương tham chính thời điểm, Diệp Lão một lần xem trọng Kiều Như Long hoạn lộ. Dù sao có Kiều, Diệp hai nhà cộng đồng hộ giá hộ hàng, một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ hủy đi Kiều Như Long trái tim. Cũng đem hắn cho tới nay khổ tâm kinh doanh dối trá hình tượng xé cái vỡ nát, hiện tại Kiều Như Long đã chủ động thối lui ra khỏi hoa đầu, chính trị con đường trên cơ bản đã trải qua gián đoạn. Không có khả năng có quá lớn làm. Uông Kiến Minh khiêm tốn nói, người có chí riêng, có người lựa chọn thể chế con đường, có người lựa chọn tung hoành thương hải, con đường không giống thôi. Diệp Lão nói, cũng đúng, vô luận lựa chọn con đường nào nhất định không có thể làm sai sự tình, một khi làm sai rất khó quay đầu. Uông Kiến Minh nói, ngài yên tâm, ta sẽ nghiêm tại kiềm chế bản thân. Diệp Lão nói, Thuần Lương cùng ta quan hệ người rõ ràng, về sau giúp ta nhiều nhìn một chút, hắn còn trẻ, về sau đường còn rất dài. 1. Uông Kiến Minh cười nói, được rồi, hắn trong lòng có chút kỳ quái, kỳ thật Hứa Thuần Lương cùng Diệp gia quan hệ hắn đã sớm biết, Diệp Lão cũng rõ ràng hắn đã sớm biết, nhưng là vẫn chính miệng nói ra, cái này khiến Uông Xây Minh nghĩ đến một cái khả năng. Hứa Thuần Lương lần này tiến về Đông Châu cục dân chính là Diệp Lão ý tứ. Lấy Diệp Lão thân phận và địa vị nguyên bản không đến mức tự mình mở miệng, Uông Kiến Minh nhớ tới gần nhất nghe nói một tin tức, hắn tiền nhiệm Chu Thư Ký tiến về giảm tai ủy tiếp nhận Diệp Sương Nguyên công việc, kỳ thật Chu Thư Ký rời đi Đông Châu trên cơ bản liền bị biên duyến hóa, tại bình thường khái niệm bên trong đã không có lên cao không gian, nếu như tin tức này là thật, có thể chứng minh nhất định là Diệp Lão từ đó làm ra tác dụng. Tần Chính Dương cho Hứa Thuần Lương mang đến một tin tức tốt, trong thành phố đã hướng Đại Hằng Hạ đạt tối hậu thư, nếu như bọn hắn không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành sân chơi hạng mục, trong thành phố tướng sẽ giải trừ hợp đồng, cũng đối Đại Hằng khởi xướng bắt đền, căn cứ bọn hắn đi qua ký tên hiệp ước, trong thành phố có quyền xử lý tương quan sản nghiệp. Kỳ thật từ khi Minh Đức tập đoàn đầu tư chậm chạp không có chứng thực, Đại Hằng bên này liền bắt đầu tích cực liên hệ mới đầu tư, đáng tiếc tại trước mắt kinh tế dưới hình thế. Ai cũng không dám mạo hiểm tới đón như thế đại nhất cái nát bầy tử.
Tần Chính Dương đề nghị là để đạn nhiều bay một hồi, xét thấy Đại Hằng tình trạng trước mắt, bọn hắn chủ động rời sân đã trở thành tất nhiên, Hoa Trục Nguyệt hiện tại cần chỉ là chờ đợi, không bao lâu liền có thể dùng nhất thấp chi phí tiếp nhận hạng mục này. Uông Kiến Minh yêu cầu cuối năm nay trước đó sân chơi đồng thời công trình nhất định phải hoàn thành, đôi này Đại Hằng mà nói hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ Tần Chính Dương đoán chừng, không ra một tháng, Đại Hằng liền sẽ chủ động từ bỏ. Uông Kiến Minh đêm đó cũng không có ở trên đảo ngủ lại, gặp qua Diệp Lão về sau, hắn liền lựa chọn trở về Đông Châu, lúc trở về đặc địa yêu cầu Hứa Thuần Lương tiễn hắn đi Cổ Tuyền trấn bến tàu. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Uông Kiến Minh đứng ở đầu thuyền, Uông Kiến Minh nhìn lại Nguy Sơn đảo bên trên không nhiều ánh đèn, nói khẽ trên đảo kiến thiết quá chậm. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là đuổi kịp hai năm này bất động sản xí nghiệp kinh tế đình trệ. Uông Kiến Minh lời nói xoay chuyển, người đi cục dân chính cũng không biết trước đó cùng ta lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng cảm thấy rất đột nhiên, tổ chức bên trên đột nhiên tìm ta nói chuyện hướng ta tuyên bố điều lệnh, ta còn tưởng rằng là ý của ngài, cho nên trước tiên ủy thác Tần thư ký hướng người chứng thực. Ngươi không sẽ trực tiếp tìm ta. Ngươi một ngày trăm công ngàn việc, công vụ bề bộn, ta công việc biến động chỉ là chuyện nhỏ, bình thường tới nói, ta tận lực không cho ngài thêm phiền phức. Uông Kiến Minh nở nụ cười, nghe ý lời này của ngươi là coi ta là thành người ngoài, Thuần Lương a, ta đem ngươi trở thành đệ đệ mình đối đãi giống nhau, cho nên ta đối yêu cầu của ngươi luôn luôn nghiêm ngặt. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Uông Kiến Minh đi qua chưa hề đối với mình lấy lòng rõ ràng như vậy, xem ra là Diệp Lão cùng hắn nói chuyện cái gì. Hứa Thuần Lương nói, Kiến Minh ca, ta cũng đem người xem như đại ca của mình đối đãi, nhưng là công công, tư là tư, ta phân rõ ràng. Uông Kiến Minh thưởng thức gật gật đầu, người có thể có giác ngộ như vậy để cho ta rất vui mừng, đi dân chính hệ thống công việc đối với ngươi mà nói cũng là một lần mới khiêu chiến, ta tin tưởng ngươi có thể chịu đựng được ở cái này thí nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, Kiến Minh ca, người yên tâm, ta sẽ không cho người bôi đen. Uông Kiến Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, mỗi người đều có khuyết điểm, nhiều khi, chúng ta vì đại cục nhất định phải lựa chọn xem nhẹ cùng thông cảm, quá mức cố chấp người rất khó đi được lâu dài. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ hắn cho là mình đi cục dân chính mục đích đúng là muốn đối phó Bình Thanh. Đã hắn không có làm rõ, Hứa Thuần Lương cũng lười giải thích. Kiến Minh ca, ta đi cục dân chính đoán chừng công tác hội bề bộn nhiều việc, nghỉ phép khu bộ chỉ huy bên này ta chỉ sợ cũng không thể chiếu cố. Uông Kiến Minh nói, ta tin tưởng ngươi có năng lực đem hai bên công việc đều xử lý tốt. Nói đều nói đến mức này, Hứa Thuần Lương làm sao có thể không rõ hắn ý tứ. Uông Kiến Minh là không có ý định cho hắn gỡ bao phục, Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng không có thực tình muốn đem bên này công việc cho đẩy, chủ yếu là Uông Kiến Minh chỉ cấp hắn nhiệm vụ không cho hắn quyền lực, hắn đang chỉ huy bộ đến cùng mạo xưng đương nhân vật như thế nào từ đầu đến cuối không có minh xác quyền lực liền không có sức thuyết phục. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đi cục dân chính, lại cắm tay bộ chỉ huy bên này công việc luôn có chút danh không chính ngôn không thuận, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Uông Kiến Minh nói, ta cân nhắc qua vấn đề này, cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy thành lập mới bắt đầu, chức năng liền không đủ minh xác, cái ngành này chủ yếu gánh chịu còn nên là giám sát cùng cân đối tác dụng. Ta lúc đầu đem công việc giao cho Tiểu Tần, nhưng hắn công việc bây giờ bề bộn nhiều việc, cụ thể sự vụ còn phải dựa vào ngươi, như vậy đi, quay đầu cho ngươi hạ cái văn, ngươi gánh đảm nhiệm bộ chỉ huy đại diện chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, không thích hợp đi, bộ chỉ huy là cái phó sự cấp đơn vị. Ta cái này cấp bậc không đủ trình độ. Uông Kiến Minh nhìn qua hắn nở nụ cười, hắn làm sao có thể nghe không ra tiểu tử này là cố ý nói cho mình nghe, vừa đặc biệt để phó khoa liền muốn phó phòng. Quá nóng lòng đi, Uông Kiến Minh nói, tạm thời đại diện mà thôi, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn. Một câu nhẹ nhõm hóa giải Hứa Thuần Lương ý nghĩ xấu. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta liền sợ không thể phục chúng. Uông Kiến Minh nói, người vẫn là trước tiên nghĩ đi cục dân chính như thế nào phục chúng đi. Hứa Thuần Lương nói, có ủng hộ của ngài, ta tin tưởng bọn họ coi như không phục cũng là giận mà không dám nói gì. Du thuyền tới bờ, Uông Kiến Minh cười nói, dân chính công việc nói dễ làm thật không đơn giản. Hắn bước nhanh hướng chờ đợi thê tử của hắn đi đến. Hứa Thuần Lương đi theo đưa đến trên bờ, đưa mắt nhìn Uông Kiến Minh một nhóm lên xe rời đi, lúc này mới lên thuyền trở về địa điểm xuất phát. Trở lại Hiền Hồng nông trường, Đông Nghiễm Sinh tại tiểu viện của mình bên trong, chờ lấy Hứa Thuần Lương uống trận thứ hai. Vương Kim Vũ trong sân đang bận rộn lấy dê nướng nguyên con.
Hứa Thuần Lương nói, quá long trọng đi. Đông Nghiễm Sinh nói, lúc đầu cho Quang Minh chuẩn bị, nhưng cái đôi này không ăn thịt dê, đúng, đi như thế nào đến vội vã như vậy? Đến mai không phải thứ bảy sao? Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu quan phụ mẫu, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều phải hắn quan tâm, với hắn mà nói không có gì nghỉ ngơi mà nói. Đông Nghiễm Sinh thở dài nói, làm quan cũng không dễ dàng, liền chút thời gian của mình đều không có. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là người tự tại a. Đông Nghiễm Sinh nói, còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Đông Thúc, người ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nhưng không chịu nổi. Đúng, Diệp Lão tại nông trường tính dưỡng một đoạn thời gian. Đông Nghiễm Sinh nói, yên tâm đi, Kim Vũ tất cả an bài xong. Vương Kim Vũ tướng nóng hổi dê nướng nguyên con ở một bên hủy đi tốt đưa lên bàn. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta ba căn bản ăn không hết. Đông Nghiễm Sinh để hắn cầm đi phân cho công nhân một chút, nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền không có hương vị. Hứa Thuần Lương nói cho Đông Nghiễm Sinh trong thành phố để cho mình kiêm chức phụ trách nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy sự tình. Nhắc lên chuyện này Đông Nghiễm Sinh liền phát khởi bực tức, trước đây ít năm oanh oanh liệt liệt chiêu thương dẫn tư lớn làm kiến thiết, nói muốn kiến thiết trong nước du lịch cọc tiêu, cũng hoàn toàn chính xác đưa tới không ít phòng xí, nhưng bây giờ hơn phân nửa đều ngừng công, đừng nói phòng ở đúng thời hạn hoàn thành, liền liền nói đường đều tu được dở dang. Đông Nghiễm Sinh phàn nàn nói, lúc trước đưa vào tới những cái kia nhà đầu tư có mấy cái là thật tâm trợ giúp Nguy Sơn đảo phát triển. Trong lòng chỉ muốn kiếm tiền, hiện tại địa sản nghiệp không được, một cái so một cái chạy nhanh. Vương Kim Vũ nói, cũng không thể trách người ta chạy, Nguy Sơn đảo giao thông hoàn toàn dựa vào phà, liền hiện tại vận chuyển hành khách năng lực, không gian phát triển có hạn. Hứa Thuần Lương nói, suối nước nóng khách sạn kinh doanh tình huống thế nào? Vương Kim Vũ lắc đầu, người cũng nhìn thấy, nào có cái gì khách nhân, bây giờ người ta tới chơi cái gì? Nguyên bộ công trình quá không xong thiệt, nói xong tháng 6 phần kinh doanh chủ đề nhạc viên hiện tại còn ở vào đình công trạng thái, muốn nói non sông tươi đẹp, người ta Tế Châu bên kia so chúng ta bên này muốn đẹp, mà lại bọn hắn thuận tiện a, lái xe liền có thể đến, không cần đi thuyền. Đông Nghiễm Sinh nói, không ai tới càng tốt hơn, mừng rỡ thanh tịnh. Kể từ cùng nhi tử nhẫn nhau về sau, Đông Nghiễm Sinh sự nghiệp tâm cũng không lớn bằng lúc trước, nông trường quản lý trên cơ bản đều giao cho Vương Kim Vũ, hắn hiện tại nhiều mấy thời gian đều là đang chiếu cố cháu trai. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Đông Thúc, người nghĩ như vậy liền không đúng, cũng không tới, người ngược lại là thanh tịnh, Nguy Sơn đảo kinh tế khi nào mới có thể phát triển đâu. Đông Nghiễm Sinh nói, ta vốn định cùng Quang Minh tâm sự, không nghĩ tới hắn đi được vội vã như vậy. Trong miệng hắn Quang Minh chính là Uông Kiến Minh. Uông Kiến Minh có phụ thân là hắn đi qua chính ủy. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký hiện tại quản sự tình quá nhiều, Nguy Sơn đảo sự tình chẳng qua là Đông Châu một phần nhỏ, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực chiếu cố. Đông Nghiễm Sinh nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi không là phụ trách kiến thiết bộ chỉ huy sao? Ngươi tranh thủ thời gian đốc thúc những cái kia phòng xí đem đuôi nát công trình cho làm xong, Nguy Sơn đảo hiện tại còn không bằng kiến thiết trước đó, khiến cho cùng cái phá công, nhìn xem nháo tâm. Hứa Thuần Lương nói, ta chính là tạm thời đại diện một chút, quên cùng người báo cáo, ta hiện tại đi cục dân chính, phụ trách xã cứu khoa, bên kia mới là ta công việc chủ yếu. Đông Nghiễm Sinh đối cục dân chính vẫn hơi hiểu biết, năm đó hắn từ bộ đội phục hồi như cũ trước hết được phân phối đi cục dân chính, kết quả làm không bao lâu cũng bởi vì chịu không được bên kia chế độ từ chức rời đi, hắn sửng sốt một chút nói cục dân chính. Ngươi thăng được khá nhanh. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không phải đi đương cục trưởng. Mặc kệ đi chỗ nào đều là vì nhân dân phục vụ. Đông Nghiễm Sinh nói, cục dân chính hiện tại đầu là Vương Đồng An A. Làm sao, người nhận biết? Đông Nghiễm Sinh nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, vừa vặn cùng ta tâm sự người này có được hay không ở chung? Đông Nghiễm Sinh nói, ta cùng loại người này nước tiểu không đến một bình. Hứa Thuần Lương vừa nghe liền hiểu, cũng không có hướng xuống hỏi nhiều. Bồi tiếp Đông Nghiễm Sinh uống vài chén rượu. Đem Hoa Trục Nguyệt nghĩ đến Nguy Sơn đảo chuyện đầu tư nói cho hắn, đương nhiên không có nói rõ Hoa Trục Nguyệt muốn tiếp đại hằng cục diện rối rắm. Đông Nghiễm Sinh ân oán rõ ràng, lúc trước hắn cháu trai Đông Niệm Tổ bị bắt cóc thời điểm, Mặc Hàm cùng Hoa Trục Nguyệt đều hỗ trợ gom góp qua tiền chuộc, cái này ân tình hắn từ đầu đến cuối niệm ở trong lòng, nghĩ không ra hai người bọn họ tuần tự muốn tới Nguy Sơn đảo đầu tư, tại Đông Nghiễm Sinh xem ra cũng đều là xông lấy Hứa Thuần Lương tới. Đông Nghiễm Sinh lúc này biểu thị chỉ cần Hoa Trục Nguyệt đến hắn khẳng định sẽ không để lại dư lực hỗ trợ,
bất quá hắn đối Nguy Sơn đảo sự phát triển của tương lai cũng không coi trọng, dù sao hoàn cảnh lớn như thế, chỉ bằng một hai nhà đầu tư rất khó đổi biến. Đông Nghiễm Sinh dù sao đã có tuổi, bệnh nặng một trận về sau, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước, 10 điểm vừa qua khỏi liền đi nghỉ ngơi, lưu lại Vương Kim Vũ cùng Hứa Thuần Lương tiếp tục chiến đấu. Vương Kim Vũ mượn 3 phần say hỏi, lần này Thiết Tiểu Thư làm sao không đến? Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, nàng tại sao lại muốn tới? Vương Kim Vũ nói, nàng cùng Diệp Tiểu Thư không là bạn tốt sao? Làm sao, Diệp Tiểu Thư tới sự tình nàng không biết? Hứa Thuần Lương nói, cha nuôi ta bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, bọn hắn lần này tới là vì chữa thương, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy. Vương Kim Vũ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hứa Thuần Lương nói, trong khoảng thời gian này các ngươi tự mình có liên lạc sao? Vương Kim Vũ thở dài nói, từ khi nàng rời đi Nguy Sơn đảo sau liền rốt cuộc không có liên lạc với ta qua, ta ngược lại thật ra chủ động cho nàng phát 2 lần WeChat, kết quả là đá chìm đáy biển, liền cái hồi âm đều không có. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn không phải một mực tại dưới nước chìm thành phụ cận khảo cổ. Ngươi đến đó không liền gặp được. Vương Kim Vũ cười khổ lắc đầu nói, ngươi làm ta không có đi tìm. Người ta không tại a, nghe nói giai đoạn thứ nhất điều tra đã kết thúc, về phần lần sau lúc nào lại triển khai khảo cổ cũng không rõ ràng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, từ Vương Kim Vũ trong lời nói liền có thể suy đoán ra hắn tại Tiết An Ninh trên thân đã hạ không ít công phu, đáng tiếc thẳng đến trước mắt hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tiết An Ninh đối theo đuổi của hắn giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Kim Vũ nói, ta khả năng đến bệnh tương tư, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ mơ tới nàng. Hứa Thuần Lương nói, mặc không mặc quần áo. Vương Kim Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, hạ lưu, ta cùng nàng ở giữa rất thuần khiết. Nói xong mình nhìn không được bật cười, tiếu dung rõ ràng có chút hèn mọn. Hứa Thuần Lương nói, giữa nam nữ ngay từ đầu đều là rất thuần khiết. Phát triển đến nhất định giai đoạn tất nhiên đi hướng không thuần khiết, nếu không quan hệ của hai người liền không khả năng tiến thêm một bước, lại sau này phát triển lại trở về thuần khiết, đây chính là thường nói điểm cuối cùng lại trở lại điểm xuất phát. Vương Kim Vũ nói, chiếu ngươi nói như vậy căn bản không có phát triển tất yếu. Hứa Thuần Lương nói, nếu như chỉ từ kết quả đến xem, hoàn toàn chính xác tại làm chuyện vô ích, nhưng có người chú trọng kết quả, có người chú trọng quá trình, ta không biết ngươi thuộc về loại kia. Vương Kim Vũ nói, ta hẳn là chú trọng quá trình. Vậy cũng chớ rêu rao các ngươi là thuần khiết. Vương Kim Vũ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ không thuần khiết, nhưng người ta không cho ta cơ hội. Hứa Thuần Lương nói, cơ hội dựa vào chính ngươi sáng tạo, Kim Vũ ca, ta phải nhắc nhở ngươi, ta cũng không thể làm vi phạm phụ nữ đàng hoàng ý nguyện sự tình. Vương Kim Vũ nói, dẹp đi đi, ta so ngươi hiểu pháp. Sau khi nói xong lại cường điệu một câu, ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Hai người song song ngồi, ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, xuất thần một hồi, Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, Nguy Sơn đảo kiến thiết khẳng định có thể làm, Uông thư ký sẽ không bỏ rơi cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu khai phát. Vương Kim Vũ rõ ràng bởi vì gần nhất hiện trạng mà nhụt chí, thở dài nói, nói tới nói lui làm về làm, ta hiện tại xem như minh bạch, không người nào nguyện ý cho tiền nhiệm khiêm kiệu, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu là Chu thư ký tranh thủ, Uông thư ký hiện tại phát triển trọng điểm không ở nơi này. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy Uông thư ký là cái làm hiện thực người, hắn đã nói qua muốn hai bên cùng một chỗ bắt liền sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Vương Kim Vũ nói, lão đệ a, người vẫn là tuổi trẻ, người ta lãnh đạo nói chuyện ngươi liền nghe nghe, tuyệt đối đừng chăm chú. Hứa Thuần Lương không có cùng hắn tranh cãi, Vương Kim Vũ uống một hớp rượu nói, đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi đây, vừa rồi nghe nói ngươi đi cục dân chính rồi. Hứa Thuần Lương nói, cục dân chính xã cứu khoa. Vương Kim Vũ nói, thực quyền bộ môn A. Hứa Thuần Lương nói, quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Vương Kim Vũ nói, ta nghe nói Mặc Hàm rời đi xích đạo vốn liếng rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, biểu thị có chuyện như vậy. Vương Kim Vũ có chút bận tâm Mộc Thiên suối nước nóng làng du lịch kiến thiết, cái này làng du lịch phía sau nhà đầu tư là xích đạo vốn liếng, ban đầu là Mặc Hàm một tay thúc đẩy hạng mục. Mặc dù Mộc Thiên tập đoàn cùng Hiền Hồng nông trường cũng không có hợp tác, nhưng là nếu như Mộc Thiên suối nước nóng trong làng du lịch đồ chết hiểu, bọn hắn mở tại trong nông trại suối nước nóng nghỉ phép khách sạn cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, hiện tại Nguy Sơn đảo Văn Lữ xa không tới cạnh tranh bên trong quyển thời điểm, cần phải là bão đoàn sưởi ấm. Hứa Thuần Lương cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức,
tại Hoa Trục Nguyệt chính thức xuất kích trước đó, Đại Hằng cùng Đông Châu phương diện vẫn tồn tại một trận đánh cờ, nếu như lúc này có người tiếp bàn, không khác cho Đại Hằng rót vào một châm thuốc trợ tim. Khoảng cách song tiết càng ngày càng gần, Hứa Thuần Lương điều lệnh cũng chính thức truyền tới Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, nghe nói Hứa Thuần Lương muốn điều đi cục dân chính đảm nhiệm xã cứu khoa khoa trưởng tin tức, đa số người đều là hâm mộ. Hứa Thuần Lương tại Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện công tác thời gian không dài, bằng hữu không nhiều, Nghiêm Hồi Ý xem như hắn nửa cái bá nhạc, phó viện trưởng Phan Tuấn Phong cũng có thể tính cả nửa cái, Phan Tuấn Phong đối Hứa Thuần Lương năng lực cá nhân không phải là thường thưởng thức. Hứa Thuần Lương đối Phan Tuấn Phong cũng không tệ, cho là hắn là bệnh truyền nhiễm viện ban lãnh đạo bên trong nhất là thiết thực nhất là tích cực một cái, cùng Nghiêm Hồi Ý, Tôn Vi Dân hai người này không cầu vô công nhưng cầu không tội tâm thái khác biệt. Phan Tuấn Phong là muốn thay đổi nhất biến bệnh truyền nhiễm bệnh viện hiện trạng, tranh thủ sớm ngày tướng mới viện khu dựng lên người. Phan Tuấn Phong nghĩ tới Hứa Thuần Lương có thể muốn đi, nhưng là hắn không nghĩ tới Hứa Thuần Lương nhanh như vậy liền đi, biết được tin tức này về sau, Phan Tuấn Phong trầm mặc thật lâu, sau đó cho Hứa Thuần Lương gọi một cú điện thoại biểu thị chúc mừng. Mặc dù rất muốn giữ lại Hứa Thuần Lương, nhưng là hắn không có giữ lại lý do, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện chỉ là một cái phó sự cấp đơn vị. Viện trưởng Nghiêm Hồi Ý là phó sự cấp, Phan Tuấn Phong mình cũng chỉ là một cái chính khoa cấp, nhưng là tại trong bệnh viện hưởng thụ phó sự cấp đãi ngộ, Hứa Thuần Lương tiến về thì cục dân chính về sau, chính là chính khoa cấp, tại cấp bậc bên trên cùng hắn mình khởi bình tọa, trong tay thực quyền còn muốn so với hắn rất nhiều. Phan Tuấn Phong cảm khái sau khi khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc, hắn thất lạc cũng không phải là bởi vì Hứa Thuần Lương lên chức, mà là bởi vì hắn ý thức được trong tương lai mới bệnh viện kiến thiết bên trong. Người đồng hành mất đi một cái, hắn có loại kỳ quái dự cảm, mới bệnh viện kiến thiết sẽ tràn ngập long đong. Phan Tuấn Phong đánh xong cú điện thoại này không bao lâu, Hứa Thuần Lương chủ động tới đến phòng làm việc của hắn, ấn chương trình tướng trong tay mình công việc báo cáo. Nhìn thấy Phan Tuấn Phong nụ cười trên mặt đều có chút miễn cưỡng, Hứa Thuần Lương cố ý nói, Phan Việt, người nhìn không quá cao hứng a. Phan Tuấn Phong nói, bị người cho từ bỏ, cao hứng không nổi a. Hứa Thuần Lương cười ha hả, người làm sao một bộ oán phụ giọng điệu. Phan Tuấn Phong nói xong cùng một chỗ đem tân y viện cho xây thiết, ngươi ngược lại tốt, nền tảng còn chưa hoàn thành đâu, liền vỗ mông đi. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có ý định đi, có thể lên dưới đầu điều lệnh, ta cũng không thể vi phạm tổ chức mệnh lệnh đi. Phan Tuấn Phong nói, vô luận như thế nào đều muốn chúc mừng ngươi, Thuần Lương, ngươi một bước này tiến lên biên độ không nhỏ. Hứa Thuần Lương nói đến vẫn là may mắn mà có người, nếu như không phải người đem kháng chấn, chống chấn động cứu tế danh ngạch tặng cho ta, ta cũng không có thuận lợi như vậy vào đảng. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ liền bối cảnh của ngươi cùng nhân mạch, vào đảng còn không phải chuyện sớm hay muộn, bất quá lần này kháng chấn, chống chấn động cứu tế hoàn toàn chính xác đối Hứa Thuần Lương có thừa phân, cũng cho thượng cấp bộ môn một cái tăng lên hắn lý do chính đáng. Phan Tuấn Phong cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt. Phan Tuấn Phong nói, Hứa khoa trưởng, ta đây nhưng không chịu nổi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn hắn đã cùng cấp bậc. Hứa Thuần Lương nói, ta cái dạng gì người còn không rõ ràng lắm, Phan Việt, vô luận ta đi nơi nào, đi đến vị trí nào, người vĩnh viễn là ta tốt lãnh đạo, hảo đại ca. Một câu đem Phan Tuấn Phong nói đến trong lòng lại có chút cảm động, thể chế bên trong thường thấy lục đục với nhau, thói đời nóng lạnh. Giống Hứa Thuần Lương loại này tính tình bên trong cũng không có nhiều người gặp, tiểu tử này mặc dù thông minh, thế nhưng là góc cạnh phân minh, bình thường sẽ đụng đến đầu rơi máu chảy, không qua người ta hết lần này tới lần khác liền như cá gặp nước. Cái này cùng Hứa Thuần Lương thâm hậu bối cảnh có quan hệ, cũng cùng năng lực cá nhân của hắn có quan hệ, bảo trụ tân y viện kiến thiết dùng liền đầy đủ đã chứng minh năng lực của hắn. Sự kiện kia về sau toàn bộ bệnh truyền nhiễm bệnh viện ban lãnh đạo đối Hứa Thuần Lương đều phi thường tán thành. Phan Tuấn Phong nói, Thuần Lương a, về sau có thời gian thường trở lại thăm một chút. Nhất định. Phan Tuấn Phong hít một hơi thuốc lá nói, khỏe mạnh bên kia đầu tư đàm phán coi như thuận lợi, chỉ là bọn hắn tại mới bệnh viện kiến thiết bên trên tương đối kiên trì. Hứa Thuần Lương đã từ đi chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, hiện tại càng là muốn rời khỏi bệnh truyền nhiễm viện, đối với chuyện này hắn cũng không muốn làm nhiều bình luận. Bệnh truyền nhiễm viện một phương trước mắt phi thường bị động, rời đi khỏe mạnh đầu tư. Bọn họ kiến thiết mới bệnh viện kế hoạch liền không cách nào thực hành, cũng không có cái khác phía đầu tư đối hạng mục này cảm thấy hứng thú. Hứa Thuần Lương đi qua quan điểm không thay đổi, khỏe mạnh đại khái suất không phải là vì đầu tư tân y viện, bọn hắn có phải là vì mảnh đất kia tới.
Phan Tuấn Phong cũng ý thức được Hứa Thuần Lương đối cái đề tài này hứng thú không lớn, bản thân đánh trống lảng nói, ta nói cho ngươi những này làm gì? Ngươi cũng quyết định rời đi. Hứa Thuần Lương cười nói, rời đi cũng là bằng hữu, về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương một mực nói thẳng. Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu, đưa ra cho Hứa Thuần Lương đưa cái đi, Hứa Thuần Lương biểu thị không có cần thiết này, chờ hắn đi mới đơn vị công việc làm theo về sau, từ hắn đến tổ chức mọi người tiểu tụ một trận. Cục dân chính cục trưởng Vương Đồng An sớm mời Hứa Thuần Lương tiểu tụ, hắn an bài địa phương gọi Phúc Sơn tiểu tụ, ngay tại hắn chỗ ở cư xá bên cạnh. Hứa Thuần Lương cùng ngày sớm đến lúc đó, hỏi qua chủ quán cơm, vốn định trước tiên đem sổ sách cho kết, nhưng phải biết Vương Đồng An đã sớm trả tiền. Vương Đồng An là cái mập trắng hòa ái trung niên nhân, hắn sau ước định thời gian chậm 5 phút đồng hồ, đi vào phòng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã ở bên trong chờ, mỉm cười nói tiểu Hứa, đến như vậy sớm a. Hứa Thuần Lương nghênh đón hướng hắn duỗi ra hai tay, Vương cục người tốt. Vương Đồng An ha ha cười nói, ta đã sớm gặp qua ngươi, bất quá chúng ta không có nói qua nói. Hứa Thuần Lương nói, ta tại TV tin tức bên trên cũng đã gặp người. Kỳ thật hắn là ăn nói bịa chuyện, ngoại trừ lần kia kháng chấn, chống chấn động cứu tế, hắn rất ít cùng dân chính phương diện liên hệ, hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia sẽ đi dân chính công việc. Hai người ngồi xuống, Vương Đồng An một không hút thuốc lá không uống rượu, hắn mang đến một bình bốn khai quốc xuyên, dùng để chiêu đãi Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cũng mang đến hai bình ngũ lương dịch, không phải trong nhà không có mao đài. Mà là sơ lần gặp gỡ cầm quá tốt rượu hiển đến quá mức rêu rao, lãnh đạo chưa hẳn thích. Vương Đồng An biểu thị mình có tam cao đã giới rượu thuốc lá, Hứa Thuần Lương nghe nói lãnh đạo không uống rượu, mình đương nhiên cũng không uống rượu tất yếu, cố ý nói, ta bình thường cũng không uống rượu, Vương cục, nếu không chúng ta đêm nay liền lấy trà thay rượu, tâm sự như thế nào? Vương Đồng An cười nói, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Vương Đồng An trước đó liền sắp xếp xong xuôi đồ ăn, cơ bản lấy thức ăn chay làm chủ, từ hắn gọi món ăn thuộc loại liền có thể nhìn ra người này rất chú trọng dưỡng sinh. Hứa Thuần Lương mình mang theo lá trà, Vương Đồng An tiến trước khi đến đã pha tốt trà, cung cung kính kính cho vị lãnh đạo này rót. Hai người đều đang quan sát lẫn nhau, dù sao chẳng mấy chốc sẽ làm việc với nhau, Vương Đồng An là cục dân chính người đứng đầu, Hứa Thuần Lương là xã cứu khoa khoa trưởng, còn kiêm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, đây không phải Vương Đồng An muốn cùng không muốn vấn đề. Mà là phía trên trực tiếp an bài xuống, căn bản không có trải qua đồng ý của hắn. Vương Đồng An nhấp một ngụm trà nói, tiểu Hứa A, công việc của ngươi năng lực ta còn hiểu rõ. Hứa Thuần Lương nói, không dối gạt Vương cục, đi qua ta chưa hề xử lý qua dân chính phương diện công việc. Vương Đồng An cười nói, quản lý công việc đều là giống nhau, loại suy, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực làm việc lại tiếng lành đồn xa, chúng ta cục dân chính liền cần ngươi dạng này sinh lực quân. Câu nói này nói đến ít nhiều có chút trái lương tâm, xã cứu khoa khoa trưởng, hắn nguyên bản dự định nhân tuyển, hiện tại chủ nhiệm phòng làm việc vị trí hắn cũng đối với người khác từng có hứa hẹn, Hứa Thuần Lương từ trên trời giáng xuống, một chút liền chiếm cứ hai cái chạm tay có thể bỏng vị trí. Đừng nhìn Vương Đồng An là cục dân chính người đứng đầu, nhưng rất nhiều chuyện cũng không lấy ý chí của hắn là chuyển gì, Hứa Thuần Lương tới đột nhiên, tại Vương Đồng An xem ra nên là Uông thư ký an bài. Đã sớm nghe nói Hứa Thuần Lương cùng Uông thư ký quan hệ không tệ. Để Vương Đồng An buồn bực là, tại Hứa Thuần Lương an bài bên trên, tổ chức bên trên căn bản không có trưng cầu hắn bất cứ ý kiến gì, để hắn uể oải sau khi lại cảm thấy có chút sợ hãi, cho nên hắn sẽ chủ động mời Hứa Thuần Lương vị này mới tới hạ cấp ăn cơm. Hắn hy vọng mình một mẫu ba phần đất chỉ là Hứa Thuần Lương tiến lên trên đường một cái ván cầu, hắn cũng nghĩ kỹ như thế nào đi ứng đối. Giữa hai người tiếng nói chung cũng không nhiều. Sơ lần gặp gỡ, chủ yếu là lẫn nhau nhận biết cùng thử một cái quá trình, Vương Đồng An phóng xuất ra nhất định thiện ý, Hứa Thuần Lương cũng biểu hiện ra vốn có tôn trọng. Dạng này gặp mặt tuyệt không có khả năng nói thoải mái, tự nhiên là không có vẫn chưa thỏa mãn tư vị. Vương Đồng An tướng thời gian khống chế được tương đương chính xác, 8 giờ liền kết thúc bữa tiệc, hắn mang tới rượu nguyên si không động, Hứa Thuần Lương mang tới hai bình ngũ lương dịch cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang theo trở về. Hứa Thuần Lương ngược lại là khách khí với hắn một chút, Vương Đồng An không muốn. Hai người tại cửa tửu điếm đường ai nấy đi, Hứa Thuần Lương đặc địa đi ra một khoảng cách, lúc này mới đón xe. Lấy điện thoại di động ra đón xe thời điểm, nghe được có người tại kêu tên của hắn tiểu Hứa. Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Triệu Phi Dương đẩy hài nhi xe đứng ở một bên. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, Triệu Viện, trùng hợp như vậy à?
Triệu Phi Dương nói, mang nhi tử ra đi dạo. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua hài nhi trong xe Nam Hải ăn đến mập mạp, phi thường đáng yêu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cũng không có sợ người lạ, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, thật đáng yêu, tên gọi là gì? Triệu Thiên Hành. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ danh tự này lên được có chút lớn a, hy vọng đứa nhỏ này chớ học cha hắn, chí lớn nhưng tài mọn, sơ lần gặp gỡ, Hứa Thuần Lương cũng phải có chỗ biểu thị, từ trong ví tiền móc ra 1.000 đồng tiền cho hài tử, may mắn hắn có tùy thân mang tiền mặt thói quen, bởi vì đứa nhỏ này sinh non, Triệu Phi Dương căn bản liền không có bày tiệc đầy tháng, Hứa Thuần Lương đem lễ gặp mặt đưa lên. Triệu Phi Dương nhún nhường một phen vẫn là thu xuống dưới, hỏi bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện tiến độ, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình đã rời đi. Triệu Phi Dương nghe nói Hứa Thuần Lương đi cục dân chính xã cứu khoa, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, Hứa Thuần Lương đường là càng chạy càng rộng, nhưng mình mặc dù vẫn là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, nhưng là đối diện Tinh Minh đầu tư thương, còn không biết có thể đi bao xa, đi tới khi nào. Kiều Như Long hiện tại là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Nào còn có dư chuyện của hắn, có lẽ đây chính là mệnh. Triệu Phi Dương cũng không tâm tình cùng Hứa Thuần Lương nhiều trò chuyện, lấy cớ sắc trời đã tối, muốn dẫn nhi tử về đi ngủ, vội vàng cùng Hứa Thuần Lương tạm biệt. Hứa Thuần Lương đang định đón xe rời đi, công trường phòng ăn Dương Khánh Nguyên gọi điện thoại tới, hắn có chút huệ oải nói cho Hứa Thuần Lương, kiến trúc phương thông chi hắn mau chóng tiến hành kết toán, lập tức liền sẽ có mới thi công mới vào chú, công trường nhà ăn rất có thể muốn đổi người nhận thầu. Để Dương Khánh Nguyên nhận thầu công trường nhà ăn là Hứa Thuần Lương chủ ý, lúc trước bởi vì mới bệnh viện mảnh đất kia cùng già khu mỏ quảng bách tính huyên náo rất cương, về sau Hứa Thuần Lương cũng là hao tốn một chút trắc trở mới hóa giải mâu thuẫn. Dương Khánh Nguyên nhận thầu công trường nhà ăn, một bộ phận thợ mỏ tử đệ gia nhập bảo an đội ngũ đều là đối già khu mỏ quảng nhường lợi, chính là thông qua loại phương thức này mới tiêu trừ già khu mỏ quảng nhân dân tâm tình mâu thuẫn, mới bệnh viện kiến thiết mới thuận lợi rơi xuống đất. Hứa Thuần Lương tại từ đi chủ hoạch kiến lập xử lý chức chủ nhiệm thời điểm, còn đặc địa hướng viện lãnh đạo đưa ra chuyện này, mấy vị lãnh đạo cũng biểu thái, nhưng bây giờ mình còn chưa đi sao, bây giờ liền bắt đầu đối với người ta hạ thủ, Hứa Thuần Lương để Dương Khánh Nguyên thoải mái tinh thần, hỏi rõ ràng về sau mau chóng cho hắn hồi phục. Hứa Thuần Lương vốn định lập tức liền gọi điện thoại cho Phan Tuấn Phong, suy nghĩ một chút cũng không nhất thời vội vã, dù sao mình còn không có chính thức rời đi bệnh truyền nhiễm viện. Ngày mai đi làm ở trước mặt hỏi tương đối tốt. Hứa Thuần Lương điều đi sự tình truyền đi rất nhanh, đã có không ít người đều chiếm được tin tức, viện làm mấy vị đồng sự suy nghĩ muốn cho hắn tiễn đưa, đặc địa đề cử Phan Oánh Oánh tới nói với hắn chuyện này, Hứa Thuần Lương uyển nói cảm ơn tuyệt hảo ý của bọn hắn. Vốn chỉ muốn đến cuối tháng rời đi, nhưng bây giờ tin tức đã lan truyền nhanh chóng, tiếp tục lưu lại cũng không có quá nhiều tất yếu, mọi người đã không còn coi hắn là thành bệnh viện một thành viên. Phan Oánh Oánh tò mò hỏi, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói người đi cục dân chính rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đoán chừng nàng là nghe Phan Tuấn Phong nói. Cục dân chính nơi tốt a, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Hứa Thuần Lương nói, nơi này cũng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt a. Phan Oánh Oánh nói, người lên chức về sau sẽ không phải đem chúng ta đem quên đi a. Hứa Thuần Lương cười nói, quên không được. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương một mực tìm ta. Phan Oánh Oánh nói, về sau không thiếu được phiền phức người, đúng, người qua bên kia phụ trách cái gì. Hứa Thuần Lương nói, cụ thể không rõ lắm, dù sao ngươi về sau kiểm tra sức khỏe xử lý chứng cái gì ta giúp ngươi xử lý. Phan Oánh Oánh coi là Hứa Thuần Lương đang nhạo báng mình, khuôn mặt đỏ lên, nũng nịu nói, chán ghét. Hứa Thuần Lương thật không có trêu chọc nàng ý tứ, cục dân chính phụ trách cái này a. Chính mình nói kiểm tra sức khỏe cũng không phải tự mình ra tay giúp nàng làm kiểm tra, cô nàng này nghĩ đi nơi nào. Hứa Thuần Lương vừa qua khỏi đến thời điểm, Phan Oánh Oánh một lần đối với hắn còn ôm có ý tưởng, hiện tại đã hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, nàng phi thường rõ ràng mình không xứng với Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương bên người quay chung quanh mỹ nữ không muốn quá nhiều, mà lại đều phi thường xuất sắc. Phan Oánh Oánh nói, vậy nếu là có việc tang lễ cái gì cũng có thể tìm ngài hỗ trợ sao? Một. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút. Một. Phan Oánh Oánh nói, năm ngoái ông ngoại của ta qua đời thời điểm đi hỏa táng chàng, muốn cái tốt một chút hồi tưởng sảnh đều phải tìm quan hệ, còn có, ta nghe nói hỏa táng cũng phải tìm người quen, có quan hệ liền thiêu đến thấu một chút. Hứa Thuần Lương có chút im lặng, hóa ra nàng khái niệm bên trong cục dân chính liền là phụ trách cưới tang gả cưới. Hứa Thuần Lương nhớ tới tối hôm qua Dương Khánh Nguyên tìm chính mình sự tình,
dự định đi Phan Tuấn Phong văn phòng đi một chuyến, bởi vì trước mắt mới bệnh viện kiến thiết chủ yếu là Phan Tuấn Phong đến bắt, hỏi các lãnh đạo khác cũng không nhiều lắm tác dụng. Có thể hỏi một chút Phan Oánh Oánh, mới biết được Phan Tuấn Phong hôm nay đi tân y viện công trường, căn bản là không có đến bệnh viện. Hứa Thuần Lương quyết định đi công trường đi một chuyến, đến hiện trường tìm hiểu một chút tình huống, theo hắn biết khỏe mạnh cùng bệnh truyền nhiễm viện còn không có chính thức ký kết. Hứa Thuần Lương xe chạy tới công trường, từ khi hắn từ đi Chủ Hoạch Kiến Lập xử lý chủ nhiệm về sau còn là lần đầu tiên đến công trường. Công trường giữ cửa bảo an chưa thấy qua Hứa Thuần Lương chiếc này Porsche, từng cái ngó giáo giác, còn tưởng rằng tới một vị nào đó đại lão bản, bởi vì khỏe mạnh muốn chuyện đầu tư, công trường hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng, đều lo lắng cho mình công việc khó giữ được. Bảo an đội trưởng Chu Mãnh nhận ra trong xe Hứa Thuần Lương, tuét miệng đi tới, Hứa chủ nhiệm, người lúc nào mua xe? Hứa Thuần Lương nói, mượn. Chu Mãnh chỉ huy bảo an đem chạy bằng điện co duỗi cửa mở ra, Hứa Thuần Lương lái xe tiến vào công trường, đi vào khu làm việc phía trước đem xe ngừng tốt, nhìn thấy bên cạnh có bệnh viện xe còn có một cỗ pho lay đường người. Hứa Thuần Lương vừa xuống xe, Chu Mãnh cưỡi xe điện đến đây, hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, Phan viện trưởng đang cùng khỏe mạnh bên kia người phụ trách xem xét công trường, có muốn hay không ta thông chi hắn. Hứa Thuần Lương lắc đầu biểu thị không cần. Ở chỗ này chờ là được, công trường lầy lội không chịu nổi, hắn cũng không muốn đi bên trong lội bùn. Chu Mãnh thấp giọng nói, Hứa chủ nhiệm, về sau người thật không chịu trách nhiệm mới bệnh viện xây dựng. Hứa Thuần Lương cười nói, cấp trên điều ta đi cục dân chính, ta đem trong tay công việc giao tiếp về sau liền đi mới đơn vị báo cáo, tiết sau ta liền không tới. Chu Mãnh mím môi, thấp giọng nói, ta nghe nói đối với chúng ta những người an ninh này muốn lần nữa tiến hành khảo hạch, không hợp cách tất cả đều thanh lui. Hứa Thuần Lương an ủi hắn nói, sẽ không, các ngươi đều là có hợp đồng. Chu Mãnh nói, cộng tác viên cũng không phải chính thức làm việc, người ta nói cắt liền cắt. Lúc này Dương Khánh Nguyên cũng nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng nhìn thấy thân nhân, vẻ mặt đau khổ nói, Hứa chủ nhiệm, người có thể tính tới, đều gấp rút chết ta rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, có cái gì tốt gấp, người cái này không phải là làm rất tốt. Dương Khánh Nguyên chỉ chiếc kia lay đường người. Tạ Tổng vừa mới nói, lập tức liền sẽ toàn diện tiếp nhận bên này kiến thiết, đi qua cùng công trường ký kết tất cả hợp đồng đều muốn một lần nữa xét duyệt. Chúng ta bây giờ người người cảm thấy bất an, mọi người đều làm tốt tùy thời bị đuổi ra khỏi cửa chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, mặc kệ ai đến nhận xây, công trường Tổng phải cần nhà ăn cùng bảo an a. Dương Khánh Nguyên nói, cái kia Tạ Tổng để cho ta đem trong khoảng thời gian này sổ sách lấy ra, ta nào có cái gì chính thức sổ sách a. Hắn nói muốn hạch toán ta chi phí còn chưa đủ thấp. Đồng dạng đồ ăn so bệnh viện ăn đường đều làm lợi mấy khối, Hứa chủ nhiệm, người nhưng phải giúp ta nhóm làm chủ, ban đầu là người đem chúng ta đưa đến nơi này, chúng ta mấy cái cũng không cho ngài mất mặt a. Hứa Thuần Lương nhìn ra bọn hắn đều phi thường lo nghĩ, Hứa Thuần Lương cho rằng rất không cần phải, nhất là Dương Khánh Nguyên, hắn nhận thầu công trường nhà ăn là có chính thức hợp đồng, nếu như bệnh viện bội ước, dựa theo hợp đồng cũng phải bồi thường tổn thất của hắn. Phan Tuấn Phong bồi tiếp khỏe mạnh bên kia đại biểu Tạ Tân Niên đi tới, Tạ Tân Niên bên người còn đi theo hai cái bảng khoát yêu viên trợ thủ, nhìn có mấy phần bá đạo tổng giám đốc hương vị. Phan Tuấn Phong nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, trong lòng có chút buồn bực, Hứa Thuần Lương không là chuẩn bị rời đi bệnh truyền nhiễm viện, tại sao lại đến công trường hiện trường. Tạ Tân Niên cũng cùng Hứa Thuần Lương đánh qua mấy lần quan hệ, hai người lên tiếng chào hỏi. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, tìm ta có việc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Tạ Tân Niên nói, các ngươi trò chuyện, ta cũng nên đi. Phan Tuấn Phong tiến hắn lên xe, chờ đến Tạ Tân Niên rời đi về sau, hắn trở lại Hứa Thuần Lương bên người chỉ công trường bộ chỉ huy văn phòng nói, vào bên trong nói chuyện đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ kia căn phòng căn bản không cách âm, đề nghị đi hai bước. Một, hai người dọc theo sạch sẽ con đường hướng nơi xa đi đến. Đi vào yên lặng địa phương Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói công trường những này lâm thời nhân viên đều muốn một lần nữa khảo hạch. Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu, khỏe mạnh bên kia ý tứ, hợp đồng ký tên về sau, bọn hắn liền sẽ toàn diện tiếp quản công trường, hiện hữu nhân viên lưu lại vẫn là rời đi đều từ bọn hắn quyết định. Phan Tuấn Phong minh bạch Hứa Thuần Lương tới đây mục đích, hắn đương nhiên nhớ kỹ Hứa Thuần Lương chuyên môn như vậy đã thông báo, thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đừng nói bọn hắn. Về sau ngay cả ta đều rất khó nhúng tay chuyện bên này. Hứa Thuần Lương nói, ký qua hợp đồng không coi là rồi. Phan Tuấn Phong nói, cũng không phải không tính, dựa theo hợp đồng ước định,
làm như thế nào bồi thường thế nào, bệnh viện chúng ta hiện tại quy mô quá nhỏ, hiện hữu nhà ăn nhận thầu kỳ chưa đầy, bảo an đội ngũ cũng là hợp tác lâu dài, tổng không tốt đem người ta nửa đường đuổi đi. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, lúc trước mảnh đất này là thế nào lấy xuống người so với ai khác đều rõ ràng, nếu như đem bọn hắn đều cho thanh lui, người cân nhắc qua già khu mỏ quặng những cái kia ra thuộc cảm thụ sao. Phan Tuấn Phong nói, không nói đều thanh lui, ta mới vừa rồi còn cùng Tạ Tổng trò chuyện chuyện này, tận lực tranh thủ đem tất cả mọi người lưu lại, người nói những tình huống này ta cũng đều nói, không qua người ta nếu là tiến vào chiếm giữ công trường yêu cầu đối nhân viên công tác tiến hành một lần nữa xét duyệt cũng không phải không có đạo lý. Hứa Thuần Lương nói, những người này đều là ta lúc đầu một tay cho mang vào, ta lúc ấy cũng đối với người ta tiến hành hứa hẹn, lúc này mới làm chưa tới nửa năm, nếu là liền để người ta đuổi ra khỏi cửa. Ta không tốt hướng người ta giao đời, đối bệnh viện chúng ta danh dự cũng có ảnh hưởng. Phan Tuấn Phong liên tục gật đầu nói, ta hiểu, nếu thật là đem bọn hắn đều thanh lui, chúng ta cái này tân y viện cũng đừng nghĩ xây, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tận cố gắng lớn nhất, khảo hạch chuyện này nên chính là cái hình thức, dù sao ta nhìn hiện tại nhóm này bảo an liền rất tận chức tận trách. Phan Tuấn Phong lo lắng nhất chính là công trường nhà ăn, vạn nhất khỏe mạnh bên kia kiên trì không cần. Hắn cũng không có cách nào tướng Dương Khánh Nguyên cho lưu lại, cho nên hắn cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Về phần Đinh Tứ bên kia đỉnh lập kiến thiết khẳng định là muốn bị loại, bất quá Đinh Tứ đến bây giờ cũng không có có phản ứng quá kích động, bởi vì Hứa Thuần Lương cho hắn sớm đánh qua chào hỏi, tiếp xuống công trình bên trong An Khang không có khả năng dùng hắn, dù sao người ta có mình công ty xây dựng. Đinh Tứ trong khoảng thời gian này cũng tướng khối đất đường ống trải đường loại hình cơ sở công trình làm cái không sai biệt lắm. Dù sao sẽ không thiếu tiền hắn, Hứa Thuần Lương đi, hắn cũng làm xong tính tiền rời đi chuẩn bị. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng một khi hợp đồng ký tên về sau, nơi này chính là khỏe mạnh định đoạt, Phan Tuấn Phong vị này phó viện trưởng quyền nói chuyện cũng ít đến thương cảm, dù sao hôm nay hắn đem lời đều dẫn tới, nếu như khỏe mạnh thực có can đảm cầm những người này ra tay, đó chính là chủ động dẫn chiến, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hứa Thuần Lương sớm để Dương Khánh Nguyên chuẩn bị một bàn cơm. Buổi trưa, Văn Lữ Cục Cục trưởng Lục Minh, Phó Cục trưởng Phạm Lý Đạt cùng một chỗ tới dùng cơm, bọn hắn là Hứa Thuần Lương mời đi theo, Đinh Tứ cũng tới, hắn là nghe nói Hứa Thuần Lương tới, đặc địa tới. Hứa Thuần Lương buổi sáng tại công trường cùng Phan Tuấn Phong nghiên cứu thảo luận công nhân đi hướng vấn đề thời điểm, Lục Minh cùng Phạm Lý Đạt thị sát Thanh Sơn khu mỏ quặng di chỉ công viên công trình tiến độ, trước mắt bảy anh hùng bia kỷ niệm kiến thiết đã xong công, Lục Minh vốn là tiện đường thị sát. Hắn đã sớm thông qua Phạm Lý Đạt hiểu rõ đến cái này một công viên tính đặc thù, bất quá thực địa khảo sát về sau hắn phát hiện cái này di chỉ công viên thật đúng là không nhỏ tiềm lực. Phan Tuấn Phong giữa trưa cùng phía đầu tư đã hẹn cùng nhau ăn cơm, tiếp tục bàn bạc kiến thiết đầu tư chi tiết, cho nên hắn cũng không lưu lại ăn cơm, hắn vừa đi không lâu liền bắt đầu mưa. Phạm Lý Đạt đã sớm nghe Hứa Thuần Lương nói qua công trường nhà ăn có cái giã đầu bếp làm đồ ăn không tệ, hôm nay tới thưởng thức khen không dứt miệng. Hứa Thuần Lương từ trong xe xuất ra tối hôm qua không uống hai bình ngũ lương dịch. Lục Minh nói, hai người các người uống, quay đầu ta giúp người đem xe lái trở về. Hứa Thuần Lương nói, không cần, quay đầu để Đinh Tổng an bài lái xe đưa một chuyến. Đinh Tứ nói, bao tải trên người ta. Lục Minh chủ yếu là mới vừa lên đảm nhiệm, tương đối chú ý ngoại giới ảnh hưởng. Phạm Lý Đạt nói, buổi chiều cũng đừng trở về, dù sao đều nói qua ra thị sát. Chúng ta không say không về. Đinh Tứ cười nói, ta trong xe còn có hai dương rượu, bao no. Lục Minh nhẹ gật đầu, mấy người vừa uống vừa trò chuyện. Lục Minh nói, Thuần Lương, ngươi lần này điều động công việc đủ đột nhiên, chúng ta liền một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nhưng không có giấu giếm ý của mọi người nghĩ, ta tiếp vào điều lệnh cũng phi thường đột nhiên, lúc đầu ta là dự định lưu tại nơi này tướng Tân Y Viện xây xong. Các ngươi đều biết, bỏ dở nửa chừng không phải ta tính cách. Phạm Lý Đạt nói, người thường đi chỗ cao, nước mới hướng chỗ thấp lưu đâu, cái gì gọi là bỏ dở nửa chừng. Ngươi là bệnh truyền nhiễm viện đặt xuống cơ sở vững chắc, nhưng ngươi loại này cán bộ lưu tại một nhà nhỏ trong bệnh viện thật sự là khuất tài, tổ chức bên trên đem ngươi đặt ở vị trí cao hơn, dạng này mới có thể phát huy ngươi năng lượng lớn hơn là càng nhiều lão bách tính làm việc. Lục Minh cười nói, lão Phạm nói đến thật tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc ta không bằng hắn sẽ biểu đạt. Phạm Lý Đạt khiêm tốn nói, đó là bởi vì Lục Cục tương đối là ít nổi danh nội liễm. Đinh Tứ cười theo, hắn bưng chén lên đề nghị cùng uống một cái,
uống rượu xong lại vội vàng cho mỗi người bọn họ đều rót đầy. Hứa Thuần Lương nói, Đinh Tổng, người bên này công trình khoản tranh thủ thời gian kết quên đi thôi, khỏe mạnh vào ở trước đó tốt nhất đem sự tình làm chấm dứt. Đinh Tứ nói, đã đang tiến hành. Lục Minh nói, vẫn là dưỡng lão sản nghiệp kiếm tiền A, người ta khỏe mạnh hiện tại cũng bắt đầu đầu tư bệnh viện. Phạm Lý Đạt nói, khỏe mạnh vốn chính là bạo lợi, cha mẹ ta đi trưng cầu ý kiến qua, một cái bình thường tiêu ở giữa hai vị lão nhân ở, mỗi tháng đều muốn giao nộp 1,2 vạn, hợp lấy tiền hưu tất cả đều cho bọn họ. Lục Minh cười nói, cũng không thể nói như vậy, người ta cho ngươi cung cấp phục vụ, có thù lao thu phí cũng là bình thường. 1. Phạm Lý Đạt nói, cha mẹ ta chê đắt không có đi, hiện tại chính là chúng ta huynh đệ mấy cái thay nhau chiếu cố. Lục Minh cảm khái nói, chờ chúng ta già thời điểm, đa số đều muốn cân nhắc đi viện dưỡng lão, trông cậy vào hai đứa bé lại muốn công việc lại muốn dạy dục hài tử còn muốn chiếu cố 4 cái lão nhân căn bản không thực tế. Đinh Tứ nói, cho nên nói vẫn là phải nhiều sinh mấy cái. 1. Phạm Lý Đạt nói, chúng ta tiền lương nhân viên cùng ngươi vị đại lão này tấm không thể so sánh, sinh con dễ dàng, nuôi hài tử thật sự là quá khó khăn. Đinh Tứ nói, ta nào dám cùng người so a, ta cũng chính là đuổi kịp tốt thời đại, may mắn kiếm lời chút món tiền nhỏ, luận đến đối với xã hội cống hiến, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp các ngươi a. Lục Minh hướng Hứa Thuần Lương nói, nhìn thấy không, đây chính là EQ. Hứa Thuần Lương cười nói, Đinh Tổng EQ một mực siêu cao. Đinh Tứ bưng ly rượu lên nói, các vị lãnh đạo liền đừng chê cười ta, ta là cái nào khối liệu mình rõ ràng, dạng này, ta từ cạn một chén biểu đạt đối các vị kinh ý. Lục Minh điểm này không nhìn lầm, Đinh Tứ mặc dù trình độ không cao, trí thông minh, nhưng là hắn EQ có thể, trọng yếu nhất là đối Hứa Thuần Lương phi thường chịu phục, cam tâm tình nguyện đương Hứa Thuần Lương đầy tớ. Đương nhiên Hứa Thuần Lương đối với hắn cũng không tệ, không thể không nói Hứa Thuần Lương mị lực cá nhân xuất chúng, mình cùng Phạm Lý Đạt đều so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng bọn hắn tại sự nghiệp bên trên đều dựa vào Hứa Thuần Lương hết sức giúp đỡ. Đinh Tứ phi thường rõ ràng Tân Y Viện công trường tức sẽ nghênh đón biến động, để Hứa Thuần Lương yên tâm, coi như bệnh truyền nhiễm viện cùng Dương Khánh Nguyên giải trừ hợp đồng, mình cũng có thể dùng hắn. Bao quát Chu Mãnh đám này bảo an, nếu như bị bệnh truyền nhiễm viện sa thải, hắn đều có thể tiếp thu. Đinh Tứ là cái thô bên trong có mảnh người, hắn phi thường rõ ràng những người này đều là Hứa Thuần Lương lúc trước làm chủ ký tới, hiện tại Hứa Thuần Lương đi, công trường bị khỏe mạnh phương diện tiếp nhận về sau, những người này một bộ phận hoặc người toàn bộ đều sẽ bị thanh lui, sự tình mặc dù không lớn, nhưng là liên quan đến Hứa Thuần Lương người mặt mũi, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, khu mỏ Quảng Bách tính sẽ cho rằng Hứa Thuần Lương lật lọng, không bài trừ lật ra nợ cũ tìm Hứa Thuần Lương phiền phức khả năng. Đinh Tứ tỏ thái độ tương đương cho Hứa Thuần Lương lật tẩy, những người này công việc vấn đề hắn đến giải quyết. Tại cùng Hứa Thuần Lương không đánh không thành giao về sau, Đinh Tứ từ Hứa Thuần Lương trên thân thật đạt được không ít chỗ tốt, hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể để cho hắn thực tình chịu phục người không nhiều. Huống chi Hứa Thuần Lương hiện tại là đi đường dốc, cục dân chính xã cứu khoa, chỉ cần mình theo sát Hứa Thuần Lương bộ pháp, người ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt đợi chính mình. Hứa Thuần Lương cũng không có tỏ thái độ, chỉ là cười cùng Đinh Tứ uống một chén, Đinh Tứ giả ra không thắng tử lực dáng vẻ đưa ra về trong xe nghỉ ngơi một hồi, nhưng thật ra là không muốn ảnh hưởng ba người bọn họ nói chuyện phiếm, dù sao người ta ba cái đều là thể chế bên trong cán bộ. Đinh Tứ sau khi đi, Phạm Lý Đạt nói, Đinh Tứ thật thông minh a. Lục Minh cười nói, người ta sinh ý làm như thế lớn cũng không phải toàn dựa vào vận khí, Thuần Lương, Nguy Sơn đảo bên kia nói thế nào? Uông thư ký bên kia tại sao lại không có động tĩnh? Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không rõ ràng. Phạm Lý Đạt cảm thán nói, Nguy Sơn hồ đĩa quá lớn, hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, muốn làm nói nghe thì dễ. Hắn đi qua liền phụ trách cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy, hiện đang chỉ huy bộ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lục Minh nói, văn lữ cục công việc cũng không tốt làm, hoa đầu tập đoàn Kiều Như Long từ chức không làm. Trước đây thỏa đàm nhiều cái hiệp nghị chỉ sợ sẽ không thuận lợi phổ biến xuống dưới. Hứa Thuần Lương nói, người nói là chế tạo Đông Châu văn mạch sự tình. Lục Minh nhẹ gật đầu, trước mắt còn không biết hoa đầu lại phái ai tới cụ thể phụ trách. Phạm Lý Đạt nói, đổi ai còn không phải như vậy. Lúc trước Kiều Như Long nguyện ý đầu tư chế tạo Đông Châu văn mạch cũng không phải vô điều kiện, hắn là nghĩ nhúng tay Đông Châu từ mậu khu kiến thiết. Hứa Thuần Lương nói, từ mậu khu phê xuống. Phạm Lý Đạt lắc đầu, năm nay sẽ có kết quả, cấp trên dự định tại Bình Hải thiết lập 2 cái từ mậu khu,
Nam Giang khẳng định chiếm một cái khác hẳn là tại Đông Châu cùng Hải Châu ở giữa lựa chọn. Hải Châu là xuôi theo Hải Thành Thị, tự nhiên điều kiện muốn so chúng ta Đông Châu hậu đãi, ta nghe nói cấp trên hướng vào Hải Châu, nếu Đông Châu tại Từ Mậu khu cạnh tranh xa sút bại, như vậy Hoa Đầu chắc chắn sẽ không đầu tư kiến thiết cái gì Đông Châu văn mạch. Hứa Thuần Lương nói, ký xong hợp đồng sẽ còn sửa đổi. Lục Minh nói, Kiều Như Long lại không phải người ngu, hắn ký tên hợp đồng chia làm mấy cái giai đoạn, một cái giai đoạn sau khi hoàn thành, mới có thể thúc đẩy cái thứ hai, trước mắt có thể xác định chính là Văn Miếu xây lại cùng Đông Châu Bắc Vật Viện Quảng Trường cải tạo công trình, hai cái này công trình cũng tại thuận lợi thúc đẩy bên trong. Hứa Thuần Lương nói, đây cũng không phải là chúng ta cân nhắc sự tình, có Uông Thư Ký ở đây, lấy Uông Thư Ký năng lực hẳn là có thể giải quyết những sự tình này. Lục Minh cười cười không nói chuyện. Uông Thư Ký đề bạt hắn làm Văn Lữ Cục người phụ trách, hắn nhất định phải làm ra chút thành tích, chứng minh năng lực của mình, không phải Uông Thư Ký tại sao muốn bắt đầu dùng hắn. Chế tạo Đông Châu văn mạch là Uông Bí Thư nói lên Văn Lữ phát triển quy hoạch, đại phương hướng là sẽ không cải biến, coi như Hoa Đầu không chịu thêm vào đầu tư tiếp tục hợp tác, hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem cái này một công trình tiếp tục. Trong khoảng thời gian này Lục Minh phục bàn Đông Châu Văn Lữ gần nhất 2 năm tựa như xe cáp treo hưng suy quá trình. Hắn cho rằng Đông Châu đổ nướng thật sự là một cơ hội, lúc ấy nếu như tướng cái này cơ hội nắm chắc tốt, Đông Châu chí ít sẽ thành là khu vực bên trong lưới đỏ thành thị, Văn Lữ công việc muốn được chính là nhân khí, nhưng bây giờ Đông Châu đổ nướng mang tới kia đám người khí lại dần dần bình tĩnh lại. Lục Minh nói, Thuần Lương, ta cho rằng Đông Châu đổ nướng hình thức cũng không có quá sai lầm lớn, chẳng qua là lúc đó không có khống chế tốt tiết tấu, kia nhất ba lưu lượng tới quá mạnh quá lớn. Đông Châu còn không có làm tốt tiếp nhận như vậy đại lưu lượng chuẩn bị. Phạm Lý Đạt làm sự kiện kia kinh nghiệm bản thân người hắn ủng có nhất định quyền lên tiếng, ảm đạm thở dài nói, Văn Lữ Cục quyền hạn không có lớn như vậy, Đông Châu đồ nướng bạo hỏa chi về sau, có chút lãnh đạo bắt đầu nhúng tay bên này sự tình, liền nói kiến thiết Đông Châu đồ nướng thành chuyện này, lão phó cũng là mâu thuẫn, nhưng Cảnh Văn Tuấn kiên trì muốn đem Đông Châu đồ nướng làm lớn làm mạnh, hắn cũng không thể phản đối, đến cuối cùng vẫn là lão phó cõng nồi. Lục Minh nhẹ gật đầu, Phó Quốc Dân, Hứa Thuần Lương đều hứng chịu tới sự kiện kia ảnh hưởng, Phó Quốc Dân bởi vì Đông Châu đổ nướng sự kiện mà nản lòng thoái chí, dứt khoát vứt bỏ chính từ thương, Hứa Thuần Lương cũng đi cục vệ sinh tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Còn Cảnh Văn Tuấn hắn cũng không thể tránh thoát lần kia phong ba, nguyên bản tăng lên phó thì con đường bị phong kín, ảm đạm điều đi Hải Châu, trước mắt đảm nhiệm Hải Châu khu công nghệ cao đảng công quan lớn, mặt ngoài cấp bậc chưa biến. Nhưng Hải Châu cùng Đông Châu tại thể lượng bên trên là có khác nhau rất lớn. Thể chế bên trong làm một chuyện gì đều muốn nghĩ sâu tính kỹ, Lục Minh biết rõ mình bây giờ vẫn còn bị khảo sát giai đoạn, Hứa Thuần Lương mặc dù đề cử hắn, nhưng là Uông Thư Ký cũng không chân chính tán thành năng lực của hắn, hắn nhất định phải muốn làm ra chút thành tích, mới có thể tại Văn Lữ Cục đứng vững gót chân. Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu là một cái phá cục cơ hội. Nhưng là Lục Minh lại sợ cái này cùng Uông Thư Ký Văn Lữ quy hoạch không gặp nhau, hắn uống một hớp rượu, cẩn thận nói ra, ta có một ý tưởng, cho tới nay, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu phát triển trọng điểm đều đặt ở Nguy Sơn Đảo, Nguy Sơn Đảo môi trường tự nhiên không thể nói, nhưng là làm một tòa rời đảo, giao thông phương diện thủy chung là một cái không tốt đột phá bình cảnh, ta gần nhất nghiên cứu một chút nghỉ phép khu quy hoạch. Quy hoạch là bao quát cổ Tuyền Trấn, nhưng là cổ Tuyền Trấn rõ ràng tại nghỉ phép khu khai phát bên trong bị lạnh nhạt. Phạm Lý Đạt nói, Nguy Sơn Đảo đều không có làm lưu loát còn muốn kiến thiết cổ Tuyền Trấn. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên đem Nguy Sơn Đảo bên trên công trình làm lưu loát rồi nói sau. Lục Minh nói, từ giao thông đi lên nói, cổ Tuyền Trấn dễ dàng hơn, nếu như chúng ta tướng cổ Tuyền Trấn nhân khí làm, khẳng định có thể kéo theo Nguy Sơn Đảo du lịch phát triển. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy người ý nghĩ này không tệ, hướng Uông Thư Ký báo cáo qua không có. Lục Minh lắc đầu, ta hiện tại còn không mò ra Uông Thư Ký Văn Lữ phát triển trọng điểm đến tột cùng đặt ở một bên nào. Ê! Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu trên dưới tổng thể, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần đem Văn Lữ công việc làm là được, Uông Thư Ký người này cách cục có thể, hắn tư tâm không có nặng như vậy. Lục Minh đem ý nghĩ của mình nói một lần, trước mắt Đông Châu vườn bách thú công trình cũ kỹ, diện tích quá nhỏ, lấy Đông Châu thành thị quy mô, kiến thiết động vật hoang dã vườn đã phi thường tất yếu. Liền nói hàng xóm Trung Mô Thị, liền bọn hắn đều có mình động vật hoang dã vườn, trong thành phố cũng có kiến thiết động vật hoang dã vườn quy hoạch. Nếu như có thể đem động vật hoang dã vườn đặt ở cổ Tuyền Trấn phụ cận, tất nhiên có thể tụ lại đại lượng nhân khí, hấp dẫn du khách tập kết tại cổ Tuyền Trấn.
lấy Cổ Tuyền trấn làm trung tâm hướng xung quanh phóng xạ, tiến tới mang theo Nguy Sơn đảo du lịch nhiệt độ. Còn có một cái chỗ tốt lớn nhất chính là, động vật hoang dã vườn mặc dù chiếm diện tích rất lớn, nhưng là kiến thiết kỳ hạn công trình ngắn, kiến thiết độ khó thấp, hiệu quả rất nhanh. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt nghe xong, đều cho rằng Lục Minh ý nghĩ không tệ, Hứa Thuần Lương đáp ứng tìm cơ hội cùng Uông Kiến Minh nói chuyện, xem hắn đến tột cùng là có ý gì. Đinh Tứ An bài lái xe tướng Hứa Thuần Lương liền người mang xe đưa về nhà, Hứa Thuần Lương vừa mới tốt liền tiếp vào tiểu cô Hứa Gia Văn điện thoại, nói cho hắn biết đại cô trong nhà xảy ra chuyện, hắn đại cô nữ nhi Lương Lập Hân tiến vào y viện, trước mắt ngay tại cứu giúp. 2. Hứa Gia Văn đã đến đường sắt cao tốc đứng, nàng không biết chuyện này có nên hay không nói cho lão gia tử, cho nên trước trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến. Hứa Thuần Lương để nàng đừng nói trước, sự tình như là đã phát sinh coi như nói cho gia gia cũng vô sự vô bổ. Hứa Thuần Lương hỏi Lương Lập Hân tiến bệnh viện nguyên nhân, Hứa Gia Văn cũng không rõ ràng, chỉ nói hắn đại cô khóc đến không đi, nói đều nói không rõ ràng. 1. Hứa Thuần Lương cùng đại cô một nhà cũng không thân cận, chủ yếu là nhà bọn hắn hơi nghi ngờ thế lợi một chút, lời tuy như thế, dù sao cũng là thân thích, gặp được loại sự tình này, mình nếu là khoanh tay đứng nhìn cũng quá mức lạnh lùng, gia gia cũng sẽ không đáp ứng. Hứa Thuần Lương quyết định lập tức tiến về Hỗ Hải. Trên đường hắn cho biểu ca Lương Lập Nam đánh mấy điện thoại, Lương Lập Nam đều không có nhận, Hứa Thuần Lương rất có mặt nóng dán lên mông lạnh cảm giác. 1. Bên trên đường sắt cao tốc về sau, hắn lại cho đại cô Hứa Gia An gọi điện thoại, lần này đã thông, đại cô khóc đến cuống họng đều câm, thút tha thút thít nói cho hắn biết, Lương Lập Hân hẳn là ăn vào đại lượng thuốc ngủ, bác sĩ nói bọn hắn phát hiện hơi trễ, để bọn hắn làm tốt chuẩn bị xấu nhất. 1. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn, nếu như biểu tỷ không thể đoạt cứu lại, gia gia khẳng định thâm thụ đả kích, hắn phải tận lực phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. 2. Hứa Thuần Lương dự đoán một ít thời gian, mình nhanh nhất cũng muốn 3 giờ mới có thể đến bệnh viện, chờ hắn đạt tới thời điểm chỉ sợ hết thảy đều đã không kịp. Hứa Thuần Lương nhớ tới Hạ Hầu Mộc Lan trước mắt còn tại Hỗ Hải, tranh thủ thời gian cho nàng gọi điện thoại. Cho Hạ Hầu Mộc Lan viết Trương Thanh độc đơn thuốc, để nàng mau chóng tiến về bệnh viện, lại phát một bộ hộ tâm kéo dài tính mạng châm cứu phương án, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hứa Thuần Lương đến biển thời điểm chính là tan tầm giờ cao điểm, hắn thẳng đến tàu điện ngầm, trước mắt đây là nhanh nhất thông hành phương thức. 2. Tế nhân bệnh viện là Hỗ Hải thực lực tổng hợp mạnh nhất bệnh viện một trong, thứ tự bên trên có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Hứa Thuần Lương đi vào khám gấp trung tâm cổng gặp sớm ở nơi đó chờ hắn Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương ân cần nói, tình huống như thế nào? Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt cười nói, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nơi này chữa bệnh trình độ vẫn còn rất cao. Hứa Thuần Lương nghe xong liền đoán được hắn khẩn cấp phương án cũng không có phát huy được tác dụng, vô luận như thế nào biểu tỷ không có việc gì liền tốt. Hứa Thuần Lương nắm chặt lại tay của nàng nói, vất vả ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan ôn nhu nói, người ta ở giữa không cần đến nói loại lời này. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tại Hạ Hầu Mộc Lan đồng hành bước nhanh tiến vào khám gấp trung tâm, đại cô Hứa Gia An tại tiểu cô Hứa Gia Văn đồng hành ngồi tại hành lang liền trên ghế, con mắt đỏ ngầu, bộ dáng cực kỳ tiểu tụy, từ khi Lương Lập Hân nhập viện về sau nàng vẫn ở khóc, vừa mới nghe nói nữ nhi thoát ly nguy hiểm cảm xúc lúc này mới thoáng ổn định lại. Hứa Thuần Lương đi vào các nàng trước mặt kêu một tiếng đại cô. Hứa Gia An ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Thuần Lương, vươn tay bắt hắn lại tay, Thuần Lương. Thuần Lương, người qua đây, quá tốt rồi. Gặp được chuyện thời điểm mới ý thức tới người nhà mẹ đẻ thân cận, đừng nhìn muội muội Hứa Gia Văn đến đây, nhưng Hứa Gia An vẫn không có chủ tâm cốt, tại nàng trong tiềm thức, phụ thân, đệ đệ, chất nhi mới là mình nhất kiên cường hậu thuẫn. Hứa Gia An nước mắt lại chảy ra, Hứa Thuần Lương nhẹ giọng khuyên lơn, đại cô, đừng khóc, ta không phải đã tới sao. Biểu tỷ thoát khỏi nguy hiểm, người yên tâm, nàng khẳng định không có chuyện gì. Hứa Gia An dưng dưng nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương để Hạ Hầu Mộc Lan trước bồi tiếp nàng, đem tiểu cô gọi qua một bên tuân hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào. Hứa Gia Văn nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, tựa như là bởi vì thất tình. Hứa Thuần Lương thật là có chút bó tay rồi, thất tình liền tự sát. Tại trong ấn tượng của hắn biểu tỷ giống như không có yếu ớt như vậy. Bất quá hắn đối biểu tỷ Lương Lập Hân cũng không tính là giải. Cô cháu hai người chính tại lúc nói chuyện, Lương Lập Nam đến, tiếp vào tin tức thời điểm người khác tại Cô Tô đi công tác, thế mà so Hứa Thuần Lương đến còn muốn muộn. Hứa Thuần Lương nhớ tới cho hắn đánh mấy điện thoại đều không có nhận sự tình,
cũng liền lười nhác cùng hắn chủ động nói chuyện. Lương Lập Nam cũng không lý tới sẽ Hứa Thuần Lương, thẳng đến mẫu thân đi, mẹ. Tình huống như thế nào a? Tiểu Hân đến cùng tình huống như thế nào a? Ta không biết, ta không biết. Hứa Gia An lại khóc lên. Lương Lập Nam có chút nóng nảy, khóc, khóc, người chỉ biết khóc, khóc hữu dụng sao? Hạ Hầu Mộc Lan nghe không nổi nữa, làm sao cùng ngươi mẹ nói chuyện đâu? Lương Lập Nam lại không biết nàng, tức giận nói, ta cùng ta mẹ làm sao nói là chúng ta chuyện của nhà mình, với ngươi không quan hệ. Đầu vai bị Hứa Thuần Lương vỗ một cái, Hứa Thuần Lương nhìn qua Lương Lập Nam nói chuyện khách khí một chút. Hứa Gia Văn mau chóng tới tách ra bọn hắn, Hứa Thuần Lương tính tình nàng hiểu rõ, nếu thật là trở mặt, tại chỗ đánh Lương Lập Nam dừng lại cũng có khả năng. Lương Lập Nam cũng là rõ ràng Hứa Thuần Lương lợi hại, chớ nhìn hắn là biểu ca, hắn nhưng không có can đảm cùng Hứa Thuần Lương nổ đâm, gật đầu nói ta không biết là bằng hữu của ngươi. Ngữ khí lập tức sợ. Hứa Thuần Lương cô phụ Lương Thụ Đức từ phòng cấp cứu bên trong ra, bác sĩ vừa cùng hắn nói xong lời nói, người là đoạt cứu lại, bất quá còn phải ở lại viện quan sát, người nhà có thể đi vào thăm. Hứa Gia Văn bồi tiếp tỷ tỷ tiến vào, Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hạ Hầu Mộc Lan cũng cùng theo đi qua nhìn một chút tình huống. Lương Lập Nam lúc đầu cũng nghĩ đi theo vào, lại bị cha hắn cho gọi lại. Lương Thụ Đức không vui nói, người tình huống như thế nào? Vì cái gì hiện tại mới trở về? Vì cái gì không lập tức nghe? Lương Lập Nam nói, trên đường kẹt xe, ta đã mau chóng chạy đến, cha, ta đang nói một cái rất trọng yếu nghiệp vụ, lúc ấy dưới tình huống đó ta làm sao có thể đón ngài điện thoại? Hứa Thuần Lương một bên nghe rõ. Khó trách không tiếp điện thoại của mình, nói chuyện làm ăn đâu, liền hắn cha ruột điện thoại đều không có nhận. Lương Thụ Đức vốn định mắng nhi tử vài câu, nhưng trở ngại Hứa Thuần Lương ở đây cũng không nhiều lời, hô Thuần Lương, ngươi cũng tới. Hứa Thuần Lương nói, biểu tỷ phát sinh chuyện lớn như vậy ta sao có thể không đến, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay. Lương Lập Nam lườm Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng tự nhủ ngươi có thể giúp đỡ được gì. Lập nhân thiết thôi. Lương Thụ Đức nói, thật sự là không có ý tứ, nhà chúng ta sự tình còn làm phiền ngươi thật xa từ Đông Châu chạy tới. Bởi vì cái gọi là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, hắn tướng chuyện này coi là việc xấu trong nhà, cũng không muốn quá nhiều người biết, liền thê tử người nhà mẹ đẻ cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nghe ra người ta là coi hắn là ngoại nhân, Hứa Thuần Lương cũng không có coi bọn họ là thành người trong nhà, hôm nay sở dĩ chạy tới chủ yếu vẫn là vì gia gia, biểu tỷ không có việc gì tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, ta vào xem biểu tỷ. Hắn bên này vừa đi, Lương Thụ Đức liền tức giận đến chỉ vào Lương Lập Nam cái mũi trách mắng, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi. Lương Lập Nam nói, hắn đến có làm được cái gì? Ai có thể bảo chứng hắn không phải đến chế giễu? Ngươi đánh giám, Lương Thụ Đức tức giận đến mặt đều tử, mắng xong sau, hắn bàn giao nói, lời này tuyệt đối đừng tại mẹ ngươi trước mặt nói, nàng nhất hộ người nhà mẹ nàng. Lương Lập Nam nói, cha, đến cùng tình huống như thế nào a? Lương Thụ Đức nói, ngươi hỏi ta còn hỏi ngươi đây, em gái ngươi đem một bình thuốc ngủ đều đã ăn xong. Vì cái gì a? Nàng êm đẹp tại sao muốn tự sát a? Lương Thụ Đức nói, nàng cái kia đối tượng là ngươi giới thiệu. Lương Lập Nam sửng sốt một chút, người nói nàng thất tình bị kích thích. Lương Thụ Đức nói, không phải đâu. Không thể nào, nàng cùng Lý Truyện Tông không phải rất tốt. Lương Lập Nam nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ta hỏi một chút. Lương Lập Hân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt trực lăng lăng nhìn trần nhà, vô luận ai tới, nàng đều không có nửa điểm biểu thị. Hứa Gia An cầm tay của nữ nhi nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, Tiểu Hân, người đáp ứng ta một tiếng, ta là mụ mụ. Một bên bác sĩ nhắc nhở Hứa Gia An muốn khống chế cảm xúc, người bệnh hiện tại cảm xúc vẫn chưa ổn định, không muốn cho nàng chế tạo mới kích thích. Hứa Thuần Lương để Hạ Hầu Mộc Lan trước bồi đại cô ra ngoài, phòng quan sát bên trong tạm thời chỉ còn lại hắn cùng tiểu cô. Hứa Thuần Lương duỗi tay nắm chặt Lương Lập Hân mạch môn, cảm thụ được Lương Lập Hân mạch đập nhảy lên. Nằm ở trên giường không nhúc nhích Lương Lập Hân tựa hồ cảm giác có một dòng nước ấm từ mạch môn như gió xuân truyền tới nội tâm của nàng cho rằng đây chỉ là một loại ảo giác. Hứa Thuần Lương nói khẽ, biểu tỷ, ngươi không cần sợ, như là bị ủy khuất gì, ta cho ngươi xuất khí. Lương Lập Hân chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, một viên nước mắt trong suốt dọc theo khóe mắt của nàng trượt xuống. Hứa Thuần Lương cũng không ở lâu, lưu lại tiểu cô cùng đi, quay người rời đi phòng quan sát. Tại cửa ra vào cùng Lương Lập Nam gặp nhau,
Lương Lập Nam vẫn không có chào hỏi hắn, mới vừa rồi bị phụ thân quát lớn một trận, hắn cũng là đầy cõi lòng phiền muộn, thế mà giận lây sang đường xa mà đến Hứa Thuần Lương. Hứa Gia An vững tin nữ nhi bình an vô sự, hiện tại cảm xúc rõ ràng bình phục, ai thán nói, đến cùng là thế nào? Nàng hôm qua còn rất tốt. Lương Thụ Đức nói, người có hay không cảm thấy nàng hôm qua cũng có chút khác thường, cùng chúng ta trò chuyện rất nhiều chuyện đã qua. Người làm sao làm mẹ, một điểm cảm thấy đều không có. Hứa Gia An bị hắn nói chuyện, cái mũi chua chua nước mắt lại rơi xuống. Hứa Thuần Lương có chút nghe không nổi nữa, cô phụ, người cũng không thể đem trách nhiệm giao cho ta đại cô a. Nàng là mẫu thân, người vẫn là phụ thân đâu. Người đã đều cảm thấy được biểu tỷ ta có chút khác thường vì cái gì không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Lương Thụ Đức lập tức nghẹn lời, trốn tránh trách nhiệm chỉ là thói quen mà thôi, kỳ thật hắn cũng tự trách, nữ nhi uống thuốc tự sát đối với hắn đả kích rất lớn, trách cứ vợ con là hắn không tự chủ được tái giá áp lực. Hứa Gia An bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay, trong lòng thầm nghĩ may mà ta nhà mẹ đẻ chất tử đến đây, không phải trượng phu cái này thông chỉ trích khả năng liền muốn để nàng hỏng mất. Hứa Thuần Lương nói, sự tình như là đã phát sinh, tương hỗ chỉ trích cũng không có một chút tác dụng nào, ta vừa mới kiểm tra một hồi biểu tỷ mạch tượng, thân thể của nàng không có trở ngại, tĩnh dưỡng một hồi liền sẽ khôi phục kiện khang. Hứa Thuần Lương nói như vậy đều chỉ là vì an ủi bọn hắn, thân thể thương tích khôi phục dễ dàng nhưng trong lòng thương tích không dễ dàng như vậy vuốt lên. Hứa Thuần Lương từ người nhà họ Lương nói chuyện bên trong đại khái có thể suy đoán ra biểu tỷ nên là tình cảm gặp khó, nếu như không giải khai khúc mắc chỉ sợ tai họa ngầm liền không cách nào tiêu trừ. Hứa Thuần Lương lấy cớ trước đưa Hạ Hầu Mộc Lan trở về, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi, dù sao biểu tỷ đã vượt qua kỳ nguy hiểm, ngoại trừ đại cô bên ngoài, người nhà họ Lương đối với hắn đến cũng không phải như vậy hoan nghênh. Đi vào bãi đỗ xe, lên Hạ Hầu Mộc Lan xe thương vụ. Lái xe cực có ánh mắt dưới mặt đất xe đi mua nước. Hạ Hầu Mộc Lan đầu nhập Hứa Thuần Lương trong ngực, Hứa Thuần Lương nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, thấp giọng nói, vất vả ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan cười nói, mấy ngày không thấy cùng ta khách khí như vậy. Hứa Thuần Lương ôm eo nhỏ của nàng hướng mình dùng sức một chen, cúi đầu bắt được nàng môi mềm, đưa cái trước sầu triền miên nụ hôn dài. Hạ Hầu Mộc Lan bị hắn thân đến mặt đỏ tim run, thẳng đến hô hấp đều dồn dập, phương mới tách ra. Ôn Nhu nói, ta cũng không có giúp một tay, dựa theo ngươi cho đơn thuốc chuẩn bị xong thảo dược, đi vào bệnh viện, bác sĩ nói đã trải qua vượt qua kỳ nguy hiểm, ta vốn đang muốn như thế nào thuyết phục bọn hắn đồng ý ta cho ngươi biểu tỷ châm cứu đâu. Hứa Thuần Lương tự nhiên nghĩ tới Hạ Hầu Mộc Lan không dễ dàng như vậy hoàn thành mình bàn giao cho nàng hai chuyện, nhưng nàng vẫn không chút do dự chạy tới, đủ thấy nàng đối với mình lời nhắn nhủ bất cứ chuyện gì cũng làm suốt ngày đại sự tình đi làm. Nếu không phải yêu mình nàng làm sao có thể làm như thế? Hứa Thuần Lương nói, buổi tối hảo hảo cảm tạ một chút ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nghe ra hắn nói bóng gió, khuôn mặt càng đỏ lên, nói khẽ chán ghét, ngươi gọi là cảm tạ sao? Hứa Thuần Lương thấy được nàng kiều diễm vũ mị dáng vẻ lập tức tâm linh chập chờn, nhịn không được đối Hạ Hầu Mộc Lan giở trò, lúc này tiểu cô gọi điện thoại tới, hỏi hắn đã đi chưa? Hứa Thuần Lương buông ra tóc mây rối tung Hạ Hầu Mộc Lan, đẩy cửa xe ra. Đi ra phía ngoài. Hứa Gia Văn tại bãi đỗ xe lối vào chờ lấy hắn, gặp hắn tới thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa tới Hỗ Hải không có nhanh như vậy trở về. Hứa Gia Văn nói, an bài chỗ ở hay chưa? Người đại cô trong nhà có địa phương ở. Một. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta đặt trước tốt quán rượu. Hắn đi qua đại cô nhà một lần, lần kia kinh lịch cũng không thoải mái. Hứa Gia Văn nói, người lần này có thể chuyên tới một chuyến, người đại cô bọn hắn hay là vô cùng cảm động. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cảm động chỉ sợ chỉ có đại cô một người, Lương Gia những người khác khả năng còn ghét bỏ mình vẽ vời thêm chuyện, bất quá hắn cũng không quan tâm đám người kia cảm thụ. Hứa Gia Văn cũng nhìn ra chút hứa mánh khóe, nhẹ giọng trấn an hắn nói, còn tốt người biểu tỷ hữu kinh vô hiểm, nếu không thật không biết ứng làm như thế nào cùng Gia Gia ngươi nói. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, chuyện này vẫn là đừng nói cho lão nhân gia ông ta đi, miễn cho hắn đi theo lo lắng hãi hùng. Hứa Gia Văn cũng là ý tứ này, nàng nhẹ gật đầu, tiểu hân thất tình, đối phương là cái phú nhị đại, chân đạp mấy cái thuyền. Hứa Thuần Lương nói, gặp được loại người này chia tay cũng là chuyện tốt. Hứa Gia Văn thở dài nói, nghe nói vẫn là Lập Nam hỗ trợ giới thiệu, tiểu tử này cũng thật sự là không đáng tin cậy, cho muội muội giới thiệu đối tượng cũng không tìm hiểu một chút nhân phẩm của đối phương. Cô cháu hai người đang nói chuyện,
nhìn thấy Lương Lập Nam hướng bên này đi tới, Lương Lập Nam vừa bị phụ mẫu mắng một trận, rũ cục lấy khuôn mặt, bởi vì đầy bụng tâm tư trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm cũng không có chú ý đến. Hứa Gia Văn kêu hắn một tiếng, Lương Lập Nam cái này mới hồi phục tinh thần lại, kêu một tiếng tiểu cô, hướng Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Một, Hứa Gia Văn hỏi hắn đi nơi nào, Lương Lập Nam biểu thị muốn đi tìm cái kia tổn thương muội muội cặn bã nam tính sổ sách. Hứa Gia Văn nghe xong có chút khẩn trương, khuyên hắn tỉnh táo, tuyệt đối không nên lại phức tạp, Lương Lập Nam chỉ nói mình tâm lý nắm chắc. Hứa Gia Văn vẫn là lo lắng xảy ra chuyện, để Hứa Thuần Lương cùng đi qua nhìn một chút, Hứa Thuần Lương nguyên vốn không muốn lẫn vào Lương gia sự tình, nhưng tiểu cô đã lên tiếng, hắn cũng không thể không đi, Hứa Thuần Lương không có lựa chọn cùng Lương Lập Nam đồng hành, dù sao Hạ Hầu Mộc Lan có xe, hắn để lái xe đuổi theo Lương Lập Nam. Lương Lập Nam đi một nhà tên là Đỏ Gió Bóng Rổ Câu Lạc Bộ, cái này nhà câu lạc bộ là biển lớn nhất thực lực bóng rổ câu lạc bộ một trong, Lương Lập Nam muốn tìm Lý Truyện Tông chính là Hồng Phong Bóng Rổ Câu Lạc Bộ giám đốc. Lương Lập Nam cùng Lý Truyện Tông là du học thời điểm nhận biết, Lý Truyện Tông là hắn học trưởng, hai người đều thích chơi bóng rổ, cũng bởi vì bóng rổ kết duyên. Lý Truyện Tông gia thế hiển hách, phụ thân hắn Lý Khoát Hải là Tư Mộ đại lão, Đức Ngân đầu tư người cầm lái. Ngoại trừ tại tài chính giới tiếng tăm lừng lẫy bên ngoài, Lý Khoát Hải còn có một cái thân phận là thiên môn một trong tứ thiên vương, thiên môn nội bộ đều xưng là tiếu diện thiên vương, người này cực kỳ khôn khéo, bề ngoài hòa ái nội tâm tàn nhẫn. Lương Lập Hân cũng là đi câu lạc bộ xem so tài nhận biết Lý Truyện Tông, hai người ở chung tổng cộng cũng chính là hơn một tháng. Lương Lập Nam hiện tại nhậm chức tại Đức Ngân đầu tư, phần này chức vị chính là Lý Truyện Tông dẫn tiến, biết được muội muội chuyện tự sát hắn đã đau lòng lại phẫn nộ. Đối với chuyện này hắn là muốn nhận gánh trách nhiệm, nếu như không phải hắn giới thiệu muội muội cùng Lý Truyện Tông nhận biết cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Lương Lập Nam tiến về câu lạc bộ trên đường đã bình tĩnh lại, hắn đi tìm Lý Truyện Tông không phải muốn báo thù, hắn muốn trước làm rõ ràng tình trạng, hắn cho Lý Truyện Tông gọi điện thoại, trong điện thoại cũng không có đề cập muội muội tự sát sự tình, hắn đối với chuyện này còn ôm có một ít hy vọng sự tình có thể vãn hồi, có thể hướng mặt tốt phát triển. Lý Truyện Tông cũng không biết chuyện này, trong điện thoại biểu hiện cũng không khác thường, là hắn để Lương Lập Nam đến câu lạc bộ gặp mặt. Lương Lập Nam tiến vào sân bóng rổ, nhìn thấy Lý Truyện Tông ngay tại trên sân bóng chiến đấu, mấy cái cao lớn ngoại viện chính phối hợp hắn chơi đùa, Lý Truyện Tông kỹ thuật dẫn bóng tại người bình thường bên trong coi là không tệ, nhưng là không gọi được chuyên nghiệp, cùng cái này giúp cầu thủ chuyên nghiệp càng là không cách nào đánh đồng. Những này cầu viện sở dĩ phối hợp như vậy, tất cả đều là xem ở tiền phân thượng. Sân bóng bên cạnh mấy vị tướng mạo tịnh lệ lạt muội chính kích động nhảy cẫng hoan hô. Lý Truyện Tông quăng vào một cái ba phần, hắn làm thủ thế biểu thị muốn nghỉ ngơi, mấy vị lạt muội tranh nhau chen lấn xông lên cho hắn đưa khăn mặt đưa nước. Lý Truyện Tông tiếp nhận khăn mặt trà sát đem mặt, sau đó tách ra các nàng hướng Lương Lập Nam đi tới, hắn dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai, ngũ quan hình dáng cứng rắn, coi như không có phú nhị đại thân phận ra chỉ cũng thuộc về mị lực xuất chúng. Lý Truyện Tông hô, Lập Nam, tới, đi thay quần áo, đánh một ván. Lương Lập Nam ăn nói có ý tứ nói, ta không phải đến đánh banh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Lý Truyện Tông nhẹ gật đầu, nói, ngươi cùng ta muội muội có phải hay không náo mâu thuẫn? Muội muội của ngươi, Lập Hân a, không có, ta làm sao có thể chấp nhặt với nàng? Lương Lập Nam nói, nàng tiến vào bệnh viện. Lý Truyện Tông sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là nàng tiến bệnh viện là bởi vì ta. Lương Lập Nam nói, các ngươi không phải tại yêu đương. Lý Truyện Tông lắc đầu, ai nói với ngươi chúng ta tại yêu đương. Ta cùng với nàng chính là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường, Lương Lập Nam có chút tức giận. Lý Truyện Tông cùng muội muội quan hệ trong đó tuyệt không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Bọn hắn nhận biết không bao lâu, muội muội liền đêm không về ngủ, nếu như chỉ là phổ thông bằng hữu. Muội muội cũng không có khả năng nháo đến tự sát nghiêm trọng như vậy. Lương Lập Nam nói, muội muội ta ăn nguyên một bình thuốc ngủ, may mắn phát hiện kịp thời, không phải hậu quả khó mà lường được. Lý Truyện Tông nói, người đến cùng có ý tứ gì? Nàng uống thuốc có liên quan tới ta sao? Nàng là bởi vì thất tình mới tự sát à? Lý Truyện Tông ha ha cười nói, Lương Lập Nam, ta liền chưa thấy qua các ngươi dạng này, là, ta cùng muội muội của ngươi hẹn hò qua mấy lần. Bất quá đó là ngươi tình ta nguyện sự tình, về sau ta phát hiện chúng ta cũng không thích hợp, chỗ lấy ta nói với nàng rõ ràng, nhanh chóng tách ra không muốn làm trễ nãi tuổi thanh xuân của nàng, cũng không muốn bởi vì nàng tổn thương hại giữa chúng ta hữu nghị.
Lý Truyện Tông, người đã có làm hay không tổn thương chuyện của nàng? Lý Truyện Tông nói, nàng ít một sợi tóc rồi. Cũng bởi vì ta cùng với nàng hẹn hò qua, ta liền muốn đối nàng phụ trách nhiệm. Ta liền phải cưới nàng. Ta nói hai huynh muội các ngươi làm sao đều là một cái tính tình. Hẹn mấy lần liền phải từ một mà kết thúc, ta liền không phải cưới nàng. Chiếu ngươi logic, bên cạnh ta những cô bé này ta đều phải lấy về nhà đi. Lương Lập Nam cả giận nói, Lý Truyện Tông, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng nàng chăm chú ở chung, ngươi chính là nghĩ gặp dịp thì chơi, chơi đùa được rồi. Lý Truyện Tông nói, đây không phải rất bình thường sao? Mọi người cùng một chỗ theo như nhu cầu, ta mua cho nàng bao, mang nàng du lịch, cùng ta ở chung, ta không có để nàng tốn một phân tiền, ta từ không miễn cưỡng nữ nhân, là chính nàng chủ động tới gần ta. Ngươi hồ thuyết, muội muội ta mới không phải loại người như vậy. Lương Lập Nam tức giận đến toàn thân phát run. Lý Truyện Tông nói, được rồi, ngươi liền đừng chậm trễ thời gian của ta, nghĩ muốn bao nhiêu. Ta lập tức chuyển cho ngươi. Lương Lập Nam nhìn qua hắn ngạo mạn vô lễ dáng vẻ, cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, bỗng nhiên giơ lên nắm đấm chiếu vào Lý Truyện Tông cầm chính là một cái đấm móc. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Truyện Tông căn bản là không có nghĩ đến Lương Lập Nam lại dám đánh mình, bất quá Lương Lập Nam cũng không dùng đủ toàn lực, hắn tại gia quyền nửa đường đã suy tính hậu quả. Lý Truyện Tông bị hắn đánh cho một cái lảo đảo, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó như cùng một đầu bị chọc giận cuồng sư xông tới. Một quyền tướng Lương Lập Nam đánh ngã xuống đất. Một bên nghỉ ngơi cầu thủ nhìn thấy kim chủ thiếu gia bị đánh, từng cái tranh nhau chen lấn vọt lên, vây quanh Lương Lập Nam quyền đấm cước đá. Lý Truyện Tông lên cơn giận dữ, trong mắt hắn Lương Lập Nam chẳng qua là một cái theo đuôi thôi, liền công việc đều là mình giúp hắn giải quyết, hiện tại lại dám đánh mình. Lý Truyện Tông xông lên phía trước chiếu vào Lương Lập Nam trên thân đá mạnh, giận dữ hét, ta tiên sư cha mày, ngươi dám đánh ta, thứ gì, cùng muội muội của ngươi, đều mẹ nó cho thể diện mà không cần đồ chơi. Lương Lập Nam ôm đầu con tôm một dạng cuộn lại tại sân bóng trên mặt đất, hắn không cách nào phản kháng chỉ có thể tiếp nhận như gió bão mưa rào quyền đấm cước đá. Lý Truyện Tông, ngươi tên xúc sinh này, ngươi lừa gạt muội muội ta. Ôi, Lương Lập Nam tự tôn tại đối phương vô tình quyền cước hạ bị phá tan thành từng mảnh, hắn vốn cho là mình cùng Lý Truyện Tông là bằng hữu. Nhưng bây giờ mới ý thức tới người ta căn bản không có coi hắn là thành bằng hữu. Lý Truyện Tông cười lạnh nói, ta lừa nàng cái gì rồi? Đều là người trưởng thành, mọi người ngươi tình ta nguyện chơi đùa thôi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi mục đích, ngươi còn không phải muốn lợi dụng nàng đến câu dẫn ta đạt tới mình tấn thăng mục đích. Ngươi đánh rắm. Lý Truyện Tông lại đạp một cước, lúc này hắn phát hiện một cặp nam nữ trẻ tuổi chính cầm điện thoại di động quay chụp. Lý Truyện Tông nhíu mày. Còn tưởng rằng là nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt người qua đường nam nữ, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thân xuyên số 23 quần áo chơi bóng cầu thủ chuyên nghiệp uất lập tức khí thế hung hăng hướng đối phương đi đến. Quay chụp quần ẩu tràng diện tự nhiên là theo đuôi Lương Lập Nam tới Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan. Kỳ thật Hứa Thuần Lương hoàn toàn có năng lực bảo hộ hắn vị này biểu ca, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, để Lương Lập Nam ăn chút đau khổ chưa nếm không là một chuyện tốt. Đứng tại Hứa Thuần Lương góc độ đến xem chuyện này, Lý Truyện Tông là cái hoa hoa công tử, Lương Lập Hân cũng không thể nói không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, chia tay cũng không phải cái gì tận thế, không đến mức làm đến tuẫn tình tự sát bước. Về phần Lương Lập Nam, hắn không có kết thúc một cái đại ca trách nhiệm, biết rõ Lý Truyện Tông là ai, còn đem mình thân muội muội giới thiệu cho hắn nhận biết, cái này không phải là chủ động đưa dê vào miệng cọp. Thân cao hơn 2 mét vuốt chỉ vào Hứa Thuần Lương dùng anh ngữ chửi ầm lên. Liên tiếp phát yêu hướng Hứa Thuần Lương ân cần thăm hỏi mà đi. Hạ Hầu Mộc Lan nhỏ giọng nói, hắn mắng ngươi đâu? Hứa Thuần Lương nói, ta đây có thể nghe hiểu. Út xông lên liền muốn đoạt Hứa Thuần Lương điện thoại, Hứa Thuần Lương cũng không theo hắn phát sinh xung đột chính diện, xoay người chạy, hắn ở phía trước chạy, út ở phía sau truy, đừng nhìn út thân cao chân dài, nhưng là tại trận này truy trục bên trong không chiếm bất kỳ ưu thế nào, mấy lần mắt thấy là phải đuổi kịp. Nhưng Hứa Thuần Lương một cái linh hoạt biến hướng đem hắn lại hất ra. Nhìn thấy Uất bị Hứa Thuần Lương dẫn toàn trường chạy, mấy tên cầu thủ chuyên nghiệp cũng gia nhập trận này truy đuổi, bọn hắn chia ra hành động hướng Hứa Thuần Lương triển khai bọc đánh. Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt, hôm nay phải thật tốt trêu đùa một chút đám này cái gọi là cầu thủ chuyên nghiệp, lão tử không đánh các ngươi, ta mệt mỏi chết các ngươi. Rất nhanh bọn này cầu thủ chuyên nghiệp liền nhận rõ một cái hiện thực. Vị này khách không mời mà đến linh xảo lại thể lực dồi dào, bọc đánh của bọn họ không có nổi chút tác dụng nào, cho dù tướng Hứa Thuần Lương vây ở trung tâm,
nhưng là Hứa Thuần Lương không tốn sức chút nào liền có thể tìm tới phá cục cửa ra vào. Mệt mỏi cùng Tam Tôn Tử một dạng uất thở hồng hộc, hắn nắm lên trên mặt đất một con bóng rổ chiếu vào Hứa Thuần Lương cái ót đập tới, bóng rổ như là ra khỏi nòng đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Hứa Thuần Lương cái ót phảng phất mọc mắt, thân thể một bên nghiêng đầu một cái liền tránh khỏi, bóng rổ thế đi không ngừng, hung hăng nện tại phía trước bọc đánh Hứa Thuần Lương số 33 cầu thủ mặt bên trên. Bồng, va chạm mặt thanh âm quanh quẩn tại trong sân bóng rổ, số 33 cầu thủ thẳng tắp ngã xuống. Hạ Hầu Mộc Lan toàn bộ hành trình thu hình lại, nàng cũng không lo lắng Hứa Thuần Lương, nếu như Hứa Thuần Lương thật muốn động thủ, đám người này đã sớm đều nằm xuống, nơi này là của người khác địa bàn, đi vào người khác địa bàn động thủ đánh người cố nhiên giải khí, nhưng là tại pháp luật bên trên không thể nào nói nổi, Hứa Thuần Lương hiện tại là thể chế bên trong người, làm việc trước đó tận lực lựa chọn đối tự thân ảnh hưởng nhỏ nhất đối với địch nhân sát thương lớn nhất phương thức. Hứa Thuần Lương thao lấy linh xà bát bộ tại mấy tên cầu thủ chuyên nghiệp bên trong xuyên tới xuyên lui, đám này cầu thủ rõ ràng nhìn thấy Hứa Thuần Lương gần trong gang tấc, có thể ra tay lại bắt hụt, kịch liệt truy đuổi tiêu hao đại lượng thể lực, một từng cái mệt thở hổn hển, bước chân càng ngày càng chậm, vây quanh cũng biến thành trăm ngàn chỗ hở. Hứa Thuần Lương đi bộ nhàn nhã chuyển đến rổ lưới phía dưới, hướng Uất vẫy vẫy tay, người ngược lại là tới a. Uất tức giận đến oa oa kêu to. Dưới trận đồng bạn truyền đến một con bóng rổ, hắn vững vàng tiếp được lại lần nữa hướng Hứa Thuần Lương đập tới, biết rất rõ ràng phương thức như vậy không có khả năng tổn thương đến Hứa Thuần Lương, càng nhiều chỉ là vì tuyên tiết phẫn nộ trong lòng. Hứa Thuần Lương nhắm ngay tiếp bóng ba một bàn tay, bóng rổ thụ lực sau cải biến góc độ, nện ở bảng bóng rổ bên trên lại cao tốc bắn ngược trở về, uất đánh nhiều năm như vậy chức nghiệp thi đấu vòng tròn, đều chưa thấy qua bóng rổ có thể như vậy phản đạn tới. Bồng! Hắn tao ngộ cùng số 33 đồng dạng vận mệnh, bị bắn ngược bóng rổ đập trúng mặt, trước mắt sao vàng bay loạn, gà con nhảy loạn, hai con mắt biến thành mắt gà trọi, mềm oạt ngồi ngã trên mặt đất, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Lúc này tám tên bảo an nghe hỏi chạy đến, Hứa Thuần Lương âm thầm cười lạnh, đến lại nhiều người cũng vô dụng, chọc giận lão tử hôm nay đưa người cái này câu lạc bộ bắt gọn. Lý Truyện Tông chú ý tới một mực cầm điện thoại quay chụp Hạ Hầu Mộc Lan, chậm rãi hướng nàng đi đến, không thể không thừa nhận Hạ Hầu Mộc Lan mỹ mạo làm hắn kinh diễm, cũng chính bởi vì vậy, Lý Truyện Tông vẫn là biểu hiện ra một định phong độ, nói khẽ vị tiểu thư này, nơi này là tư nhân câu lạc bộ, làm phiền ngươi tướng đập tới đổ vật xóa bỏ. Hạ Hầu Mộc Lan không chút hoang mang lấy điện thoại lại, ta nếu là không xóa đâu. Lý Truyện Tông nói, vậy chúng ta cũng chỉ phải báo cảnh xử lý. Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt cười nói, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng đi. Bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Lý Truyện Tông nhíu mày, hắn cũng không để cho bọn thủ hạ báo cảnh hẳn là đối phương, hắn rất muốn đem Hạ Hầu Mộc Lan điện thoại đoạt tới, nhưng suy nghĩ một chút cũng không có giao chư hành động, liền coi như bọn họ đập tới quần ẩu Lương Lập Nam tràng diện thì phải làm thế nào đây? Bằng bọn hắn lý ra thực lực loại chuyện nhỏ nhặt này còn không phải tùy tiện bãi bình. Hứa Thuần Lương đi hướng biểu ca Lương Lập Nam, mấy tên cầu thủ ngăn lại đường đi của hắn, Lý Truyện Tông lắc đầu, cảnh sát lập tức liền sẽ đuổi tới. Hắn cũng không muốn sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Lương Lập Nam bị đánh mặt mũi bầm dập, ôm bụng lẩm bẩm. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật có chút giận không tranh ai bất hạnh, nói khẽ biểu ca, ngươi có bị thương hay không? Lương Lập Nam cũng không muốn mình thảm trạng bị hắn nhìn thấy, rũ cục lấy đầu cậy mạnh nói, ta không sao, bị thương ngoài da. Hứa Thuần Lương nhìn như lo lắng đỡ lấy cánh tay trái của hắn, nơi này đau sao? Lương Lập Nam lắc đầu. Ý đồ từ trong tay hắn tránh thoát, lại cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức, hít vào một hơi nói, đau. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là xương cổ tay gãy xương. Lý Truyện Tông một bên nghe trong lòng thầm mắng, người này chẳng lẽ nghĩ lừa ta. Đều không có chụp ảnh tử làm sao biết xương cổ tay gãy xương. Hứa Thuần Lương tay lại khoác lên Lương Lập Nam trên bàn chân, Lương Lập Nam kêu thảm nói, đừng nhúc nhích, đau nhức. Đau quá, hắn có chút buồn bực. Vừa rồi cũng không có cảm thấy như thế đau nhức, làm sao Hứa Thuần Lương đụng mình chỗ nào liền đau đớn khó nhịn. Hứa Thuần Lương thở dài nói, hỏng, xương mác cũng đoạn mất hai nơi. Lý Truyện Tông nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, người này nói chuyện giật gân, người nói đoạn mất coi như bỏ qua, lại còn nói đoạn mất hai nơi, người mẹ nó con mắt mang thấu thị công năng a. Hứa Thuần Lương bàn tay lại đi sờ Lương Lập Nam ngực phải, Lương Lập Nam dọa đến về sau co rụt lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi, Hứa Thuần Lương bàn tay rơi xuống, hắn lại là một tiếng kêu rên.
Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn Lý Truyện Tông một chút, đủ hung ác à, xương sườn để các người đánh gãy ba cây. Lý Truyện Tông nói, người ít ở chỗ này nói hưu nói vượt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta nhưng không có nói hưu nói vượt, ta tự mình xuất thủ đánh gãy, người khác không rõ ràng, ta còn có thể không rõ ràng. Hứa Thuần Lương đối pháp luật hay là vô cùng hiểu rõ, nhất là tại kinh lịch nhiều lần ẩu đả quần ẩu về sau, Hứa Thuần Lương đặc địa điều nghiên một chút cụ thể điều. Đừng nhìn Lương Lập Nam bị một đám đại hán vây quanh trung ngoại hỗn hợp đánh, nhưng đám người này chỉ là cho hắn tạo thành bị thương ngoài da, chỉ bằng bị thương ngoài da là không làm gì được đám người này, cho nên Hứa Thuần Lương vụng trộm cho giúp cái nhỏ bận bịu, mặc dù biểu ca ăn đau khổ, nhưng nghiệm thương về sau có thể để đám gia hỏa này chịu không nổi. Không phải Hứa Thuần Lương tâm ngoan thủ lạt quân pháp bất phị thân, mà là trong thời gian ngắn tìm không thấy biện pháp tốt hơn, huống chi Lương Lập Nam tại sự kiện lần này bên trên tuyệt không phải người vô tội. Nếu như không phải hắn tướng thân muội muội dẫn tiến cho Lý Truyện Tông, cũng sẽ không phát sinh đến tiếp sau sự kiện, để hắn ăn chút đau khổ lưu cái giáo huấn cũng là chuyện đương nhiên. Cảnh sát đuổi tới về sau, Lý Truyện Tông ác nhân cáo trạng trước, khiếu nại Hứa Thuần Lương ba người chưa mời tự tiện xông vào tư nhân nơi trốn. Hứa Thuần Lương cũng lười tranh luận, chỉ là đưa ra Lương Lập Nam bị bọn hắn quần ẩu, yêu cầu nghiệm thương sau xử lý, hắn cùng Hạ Hầu Mộc Lan trong điện thoại di động đều có thu hình lại. Lần này xuất cảnh chính là khu quản hạt đồn công an, bọn hắn cùng Lý Truyện Tông đều hết sức quen thuộc, sở trưởng Hoàng Hưng Cương cùng Lý Truyện Tông cũng coi là có chút giao tình, trong sở nhân viên cảnh sát lúc rảnh rỗi cũng tới câu lạc bộ chơi bóng, có so thi đấu thời điểm, Lý Truyện Tông thường xuyên để cho người ta đưa cầu phiếu đi qua. Có thể kết giao tình là giao tình, phổ thông ẩu đả còn chưa tính, nếu như thương thế nghiêm trọng, chân chính lên cao đến pháp luật phương diện, ai cũng không dám mở một mặt lưới. Bình thường gặp được loại chuyện này, tốt nhất là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, không nghiêm trọng, song phương thông qua điều giải bắt tay giảng hòa, đánh người một phương nói lời xin lỗi bồi ít tiền. Dựa theo bình thường quá trình, hiện trường điều tra lấy chứng, Hoàng Hưng Cương nhìn Hứa Thuần Lương cung cấp video, hắn thường xuyên xử lý loại này vụ án, cho nên liếc mắt liền nhìn ra chuyện này không bài trừ làm cục khả năng. Lương Lập Nam nằm trên mặt đất bởi vì đau đớn lẩm bẩm, lúc này toàn thân hắn đều đau. Hắn vừa rồi cũng là nhất thời xúc động cùng Lý Truyện Tông phát sinh xung đột, mắt thấy sự tình làm lớn chuyện, liền cảnh sát đều kinh động, hắn phản ngược lại hơi sợ, hắn phi thường rõ ràng Lý gia thế lực, cùng Lý gia đấu, hắn về sau đừng nghĩ tại Hỗ Hải tài chính trong vòng lăn lộn. Lý Truyện Tông cũng có chút hối hận, vừa rồi không có ngăn chặn lửa giận, Lương Lập Nam loại người này cùng mình căn bản không phải một cái giai tầng, trong mắt hắn Lương Lập Nam chính là thối cứt chó, mình không nín được lửa đạp hắn khó tránh khỏi dính vào suối quẩy. Lý Truyện Tông chủ động tới đến Lương Lập Nam bên người, thở dài nói, Lập Nam, là ngươi đánh trước ta, đương nhiên ta cũng có chỗ không đúng, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, chúng ta không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Lương Lập Nam nhìn hằm hằm Lý Truyện Tông, hắn còn không có trả lời, Hứa Thuần Lương thanh âm lười biếng từ một bên vang lên, sợ. Chậm, chúng ta sẽ không cùng giải, chúng ta yêu cầu thương thế giám định, hôm nay tham dự vây đánh ta biểu ca người. Tất cả đều muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Bị bóng rổ đập sưng mặt sưng mũi uất nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, phắc yêu. Hứa Thuần Lương lạnh hừ một tiếng, phắc đại gia ngươi, ngươi cái lớn ngu xuẩn, chờ lấy bị kiện bị trục xuất đi, còn có các ngươi, ta sẽ tìm tốt nhất luật sư từng cái khởi tố các ngươi, chẳng những đem các ngươi khu trục ra cảnh, còn muốn đem các ngươi khu trục ra chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Hoàng Hưng Cương nhíu mày, nhắc nhở Hứa Thuần Lương, chú ý hạ lời nói của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chú ý cái gì? Hắn mắng ta không cho phép ta cãi lại à? Người coi nơi này là tô giới sao? Hoàng Hưng Cương không nói, hắn phát giác được người trẻ tuổi này khó đối phó. Hồng Phong bóng rổ câu lạc bộ tại Hỗ Hải danh khí rất lớn, dám xông tới gây sự cũng không phải người bình thường, mình nhất định phải cẩn thận xử lý. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng cảnh sát, biểu ca ta bị đánh đến rất nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ gãy xương, đối phương đã tạo thành tổn thương tội. Chúng ta yêu cầu tiến hành tư pháp thương thế giám định. Hỗ Hải Đức Ngân tổng bộ, người cầm lái Lý Khoát Hải chính cười tủm tỉm nhìn qua dưới chân phổ sông, gần nhất dưới cờ ba chi quỹ ngân sách bán nóng này, có thể đoán được, Đức Ngân trong tương lai nhất niên sinh ý tướng cao hơn một tầng. Chuông điện thoại di động đánh gãy hắn đối tương lai bản thiết kế tư tưởng, nghe xong cú điện thoại này, tâm tình của hắn lớn thụ ảnh hưởng, bất quá nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Cái này thông điện thoại hướng hắn truyền một cái tin xấu. Hắn cái kia không bớt lo nhi tử bị cảnh sát mang đi điều tra. Lý Khoát Hải suy tư một lát,
gọi tới công ty cố vấn pháp luật Lưu Vân Cát, để hắn ngay lập tức đi khu quản hạt đồn công an tìm hiểu tình hình, tận khả năng viên mãn xử lý sự kiện này. Lưu Vân Cát cầm lên cặp công văn đang định đi ra ngoài, Lý Khoát Hải trợ lý Triệu Như Lan bước nhanh đến, Lý Tổng, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều liên quan tới đỏ gió câu lạc bộ video, nhiệt độ tiêu thăng. Lý Khoát Hải sửng sốt một chút, mỉm cười nói video. Đánh banh video. Triệu Như Lan nói, đánh người, hiện tại nhiệt độ lên cao rất nhanh. Lý Khoát Hải tiếp nhận Triệu Như Lan điện thoại, Lưu Vân Cát cũng mở ra điện thoại di động của mình tìm tòi một chút. Đưa vào Hồng Phong hai chữ lập tức xuất hiện liên tiếp tương quan tin tức. Hồng Phong câu lạc bộ trúng ngoại tịch cầu thủ vây đánh Trung Quốc tịch nam tử. Hồng Phong câu lạc bộ giám đốc Lý Truyện Tông xuất cầu thủ vây đánh sự kiện. Hồng Phong câu lạc bộ chi đỏ và đen. Hồng Phong câu lạc bộ kiếp trước kiếp này. IS. Lý Khoát Hải xem hết đánh người video, đưa điện thoại di động còn đưa Triệu Như Lan, nhìn thấy Lưu Vân Cát vẫn đứng tại chỗ không động, cười nói, ngươi làm sao còn không đi. Lưu Vân Cát kinh sợ gật gật đầu, Lý Tổng, ta liền tới đây. Lưu Vân Cát sau khi đi, Triệu Như Lan nói, Lý Tổng, ta hiểu rõ đến một chút tình huống, bị đánh gọi Lương Lập Nam là chúng ta nhân viên của công ty, hắn cùng Truyện Tông tại châu Âu du học thời điểm liền nhận biết, lúc trước vẫn là Truyện Tông giới thiệu hắn tiến vào Đức Ngân đâu. Lý Khoát Hải cười khổ nói, lỗ mãng a, ta làm sao sinh như thế một cái lỗ mãng nhi tử, bao lớn thù a, không phải muốn ra tay đánh nhau, coi như trong lòng lại hận, cũng không nhất định phải mình tự mình xuất thủ a. Triệu Như Lan nói, chuyện này nhiệt độ lên cao rất nhanh, xem ra đối phương đến có chuẩn bị, ta hoài nghi chuyện này có thể là thiết kế tốt cái bẫy, Truyện Tông bị người xáo lộ. Lý Khoát Hải trong lòng âm thầm nổi nóng, mình đường đường thiên môn một trong tứ thiên vương, từ trước đến nay chỉ có mình xáo lộ người khác cái nào có người khác dám xáo lộ mình, hắn xoay người sang chỗ khác, bên ngoài bắt đầu mưa, phổ sông bao phủ tại một mảnh khói trong mưa. 1. Lý Khoát Hải hít một hơi thật sâu. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt, điều tra thêm bọn hắn đấy. Còn có, ngươi tự mình đi bệnh viện một chuyến, làm rõ ràng tên kia nhân viên thương thế. Chuyện này tận lực chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nếu như hắn chịu phối hợp, đòi tiền có thể cho hắn tiền, muốn thăng chức có thể giúp hắn thăng chức. Đúng, ta lập tức đi làm. Lý Khoát Hải nói, trên mạng nhiệt độ phải nhanh một chút áp xuống tới, không thể tùy ý chuyện này lên men xuống dưới. Cha ra phía sau mạng lưới đẩy tay, cho hắn biết sự nghiêm trọng của hậu quả. Triệu Như Lan nhẹ gật đầu. Lý Khoát Hải lại kiên nhẫn dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải cùng người ta bày sự thật giảng đạo lý, không muốn ép buộc. Hứa Thuần Lương bị mời đến đồn công an hiệp trợ điều tra, Hoàng Hưng Cương đích thân tới tìm hiểu tình hình, an bài ở văn phòng, dạng này bầu không khí lộ ra tương đối nhẹ lỏng một ít. Hoàng Hưng Cương để cho người ta cho Hứa Thuần Lương rót chén cà phê. Móc ra một hộp khói, hút thuốc sao? Hứa Thuần Lương cười lắc đầu, tạ ơn, sẽ không. Hoàng Hưng Cương cũng nở nụ cười, ngươi không cần khẩn trương, ta chính là tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không phạm pháp có gì có thể khẩn trương. Hoàng Hưng Cương nói, nghe giọng nói ngươi không phải người địa phương A. Hứa Thuần Lương nói, Hỗ Hải Ngụ lại cánh cửa quá cao, ta không đủ trình độ. Hoàng Hưng Cương cười nói, thành thị quá lớn cũng không tốt, quan hệ rắc rối phức tạp, đều nói thành phố lớn nhiều cơ hội, nhưng chân chính muốn ở chỗ này trở nên nổi bật nói nghe thì dễ. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là thành phố lớn tốt, tại chúng ta Đông Châu, đồn công an sở trưởng cao nữa là cũng chính là chính khoa cấp, người cũng là phó sự cấp đi. Tại chúng ta bên kia đều có thể làm phó cục. Hoàng Hưng Cương nói, có gì khác biệt, đều là làm một dạng công việc, còn không phải là vì nhân dân phục vụ. Đồn công an công việc không dễ làm a, ngươi cũng là thể chế bên trong người. Hứa Thuần Lương nói, ta không là công an miệng, ta là cục dân chính, so ngươi thấp nửa cấp. Hoàng Hưng Cương trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù Hứa Thuần Lương ngữ khí khiêm tốn, nhưng hắn một chút cũng không có cảm thấy tiểu tử này khiêm tốn, chừng 20 niên kỷ liền lăn lộn đến chính khoa cấp, tại thể chế bên trong không có bối cảnh là không thể nào. Hoàng Hưng Cương nói, dân chính đơn vị tốt, áp lực công việc không có lớn như vậy. Hứa Thuần Lương nói, không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia, ta ở đơn vị áp lực công việc cũng rất lớn, chẳng những phụ trách Đông Châu thị xã hội cứu trợ công việc, còn muốn kiêm nhiệm Đông Châu cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc. Lãnh đạo cảm giác đến ta tuổi trẻ, liều mạng hướng trên người của ta thêm gánh. 2. Hoàng Hưng Cương nghe rõ, tiểu tử này là tại cho mình sáng thân phận đâu, Đông Châu cấp bậc đương nhiên không cách nào cùng Hỗ Hải so sánh,
nhưng là trẻ tuổi như vậy một cái khoa cấp cán bộ vẫn là để Hoàng Hưng Cương sinh ra cảnh giác, hôm nay bản án nhất định phải cẩn thận xử lý. Hoàng Hưng Cương mình đốt lên một điếu thuốc lá, hít một hơi thuốc lá nói, Đông Châu ta có cái bạn học thời đại học. Hứa Thuần Lương cười nói, ai vậy, nói ra làm không tốt ta còn nhận biết đâu. Hoàng Hưng Cương nói, Lục Minh, hắn phụ trách cục giám sát Internet phương diện công tác. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, thật đúng là xảo đâu, bất quá Hoàng Hưng Cương cùng Lục Minh quan hệ cũng không tính quá thân cận, dù sao hắn liền Lục Minh đã điều nhiệm văn lữ cục cũng không biết. Hứa Thuần Lương nói, hắn hiện tại là Đông Châu văn lữ cục cục trưởng, cấp bậc bên trên cao hơn ngươi nửa cấp. Kỳ thật Lục Minh chính sử chưa chứng thực, Hứa Thuần Lương cố ý nói như vậy. Hoàng Hưng Cương cũng chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương thật nhận biết, a, các ngươi quan hệ thế nào. Hứa Thuần Lương nói, gặp mặt một lần, chưa nói tới cái gì quá sâu giao tình. Hắn mới lười nhác bại lộ chân chính quan hệ, Hoàng Hưng Cương khẳng định sẽ tìm Lục Minh chứng thực. Hoàng Hưng Cương nhẹ gật đầu, quả nhiên, hắn không có nói hai câu, tìm cái cớ rời đi văn phòng, để trợ thủ tiếp tục tìm hiểu tình huống. Hoàng Hưng Cương đến đi ra bên ngoài, tìm ra Lục Minh điện thoại đánh qua, hắn cùng Lục Minh chẳng những là bạn học thời đại học, hai người còn tại một cái ký túc xá, không qua mọi người tại khác biệt thành thị lại riêng phần mình thành ra, cả ngày bề bộn nhiều việc công làm, bình thường liên hệ cũng không nhiều. Lục Minh tiếp vào điện thoại của hắn cũng có chút kinh hỉ. Còn tưởng rằng hắn đến Đông Châu, Cương Tử, có phải hay không đến Đông Châu rồi? Hoàng Hưng Cương cười nói, không có, ta tìm ngươi hỏi thăm người. Lục Minh nói thao, liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì nghĩ không ra tìm ta. Hoàng Hưng Cương nói, các ngươi Đông Châu cục dân chính có cái gọi Hứa Thuần Lương người ngươi biết không? Lục Minh nói, Thuần Lương, huynh đệ của ta a. Hoàng Hưng Cương nghe xong câu nói này liền biết quan hệ của hai người không phải bình thường. Nhớ tới vừa rồi mình nâng lên Lục Minh Hứa Thuần Lương còn giả bộ là không quen, tiểu tử này giấu thật là đủ sâu, bất quá nghĩ lại, nếu như Hứa Thuần Lương nói cùng Lục Minh quan hệ rất tốt, mình khẳng định sẽ cho rằng hắn là tại bấu víu quan hệ lôi kéo làm quen, vẫn là Lục Minh nói ra càng đáng tin cậy. Lục Minh đã ý thức được khả năng xảy ra chuyện, Cương Tử, đến cùng chuyện gì? Có phải hay không Thuần Lương xảy ra chuyện, ta nhưng nói cho ngươi a, hắn cùng ta thân huynh đệ. Nếu là hắn gặp được phiền toái gì ngươi đến toàn lực tướng trợ. Hoàng Hưng Cương lần này càng xác định hai người quan hệ thật tốt, thở dài nói, ngươi không cần phải gấp, hắn không có ra đại sự gì. Hắn đem chuyện này tiền căn hậu quả đơn giản hướng Lục Minh nói một lần. Lục Minh nghe xong nói, vậy liền giải quyết việc chung chứ sao. Hoàng Hưng Cương nói, bệnh viện bên kia giám định kết quả ra, cái kia Lương Lập Nam trên thân nhiều chỗ gãy xương, chuyện này có chút phiền phức. Hồng Phong câu lạc bộ bên kia không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, bọn hắn nghĩ tự mình chấm dứt cái này sự tình, kỳ thật loại sự tình này rất phổ biến, nếu như có thể hòa giải là tốt nhất phương án giải quyết, nhưng ta nhìn cái kia Hứa Thuần Lương giống như có chút không buông tha. Lục Minh nói, lời này của người ta liền không thích nghe, cái gì gọi là không buông tha, người ta biểu ca bị đánh, truy cứu người hành hung trách nhiệm chẳng lẽ không nên. Cương Tử, người quên năm đó chúng ta lúc trước chí hướng sao? Ngươi là cảnh sát. Trừ bảo an dân là chức trách của ngươi. Hoàng Hưng Cương nói, ai, cùng ngươi nói không rõ ràng, ngươi điều tra thêm Đức Ngân đầu tư rồi nói sau, ta cũng là tốt bụng, nếu như hứa. Ngươi cái kia tiểu huynh đệ khư khư cố chấp, khẳng định là phải thua thiệt, nơi này dù sao cũng là Thượng Hải biển. Hỗ Hải làm gì, Hỗ Hải cũng có pháp luật, Cương Tử, ta khuyên ngươi một câu, chuyện này nhất định phải lo liệu công đạo, không phải ta hù dọa ngươi, ta cái kia tiểu huynh đệ năng lượng cũng không tầm thường. Tứ cửu thành lớn không lớn. Hắn như thường đi ngang. Hoàng Hưng Cương trong lòng tự nhủ ngươi cái này như bức thổi đến đủ lớn, bất quá có một chút hắn có thể kết luận, Hứa Thuần Lương khẳng định có bối cảnh. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, Hoàng Hưng Cương quyết định đối với chuyện này công bằng công chính, khuyên giải về khuyên giải, nhưng là nhất định phải làm đến công bằng. Hoàng Hưng Cương trở lại văn phòng để trợ thủ đi ra ngoài trước, đóng cửa phòng, đối Hứa Thuần Lương thái độ càng thân thiết hơn, tiểu Hứa. Không nói gạt ngươi, ta vừa cùng Lục Minh thông qua lời nói, ngươi cũng thế, loại quan hệ này làm sao không còn sớm nói. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đây không phải lo lắng ảnh hưởng tư pháp công chính sao, không muốn ngươi khó xử. Hoàng Hưng Cương nói, có cái gì khó làm, công là công tư là tư, ta tự hiểu rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Hoàng Hưng Cương khoát tay áo nói, không hỏi, nên hỏi đều hỏi xong, nên ghi chép cũng đều ghi chép. Chúng ta hiện tại không nói công sự, liền nhàn phiếm vài câu.
Hứa Thuần Lương nhìn ra người này làm việc hay là vô cùng khéo đưa đẩy, hắn cười nói, được, vậy thì liền tùy tiện phiếm vài câu. Hoàng Hưng Cương nói, chúng ta có sao nói vậy a? Chuyện này quan hệ với ngươi không lớn, ngươi cùng một vị khác Hạ Hầu Mộc Lan, toàn bộ hành trình cũng không tham gia đánh nhau sự kiện. Hứa Thuần Lương nói, không gọi đánh nhau, gọi vây đánh, là Lý Truyện Tông xuất lĩnh Hồng Phong câu lạc bộ cầu thủ vây đánh biểu ca của ta Lương Lập Nam, lúc đầu bọn hắn còn muốn đánh ta, may mắn ta trốn được nhanh. Hoàng Hưng Cương nhìn qua câu lạc bộ cung cấp thu hình lại, Hứa Thuần Lương kia nào chỉ là trốn được nhanh, đơn giản cùng cá trạch một dạng xảo trá tàn nhẫn. Đến bây giờ hắn đều có chút buồn bực, Hứa Thuần Lương là thế nào từ 6-7 cầu thủ chuyên nghiệp bao bọc hạ xuyên thẳng qua tự nhiên thành thạo điêu luyện. Hoàng Hưng Cương quyết định vẫn là cho hắn một chút thiện ý nhắc nhở, căn cứ chúng ta trước mắt hiểu rõ đến tình huống, biểu ca ngươi cũng chính là người bị thương Lương Lập Nam, hắn cùng Lý Truyện Tông sớm tại du học thời điểm liền nhận biết, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, liền liền hắn công việc bây giờ đều là Lý Truyện Tông giới thiệu, hắn nhậm chức Đức Ngân đầu tư người cầm lái chính là Lý Truyện Tông phụ thân Lý Khoát Hải. Hứa Thuần Lương nói, không bất kể hắn là cái gì bối cảnh, đánh người dù sao cũng phải gánh chịu pháp luật trách nhiệm a. Hoàng Hưng Cương nói, chuyện này a nhất chủ yếu vẫn là phải xem người bị thương ý kiến, nếu như người bị thương bản nhân đồng ý hòa giải, dựa theo lệ cũ, công an cơ quan cũng không cho xử phạt. Hứa Thuần Lương nói, Lương Lập Nam bị thương cũng không nhẹ a. Hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Hưng Cương nói đến đều là lời nói thật, nếu như Lương Lập Nam không có ý định truy cứu Lý Truyện Tông trách nhiệm, chính mình cái này thân thích lại dày vò cũng là vô dụng, hiện tại chỉ hy vọng Lương Lập Nam có thể đem sống lưng đứng thẳng lên, chính hắn bị đánh việc nhỏ, muội muội bị thương tổn chuyện lớn, nếu như không bắt được cơ hội lần này để Lý Truyện Tông trả giá đắt, đâu còn có chút nam nhi huyết tính.